Nếu Tần Lạc không để ý gì đến chuyện bên ngoài, là người chỉ một lòng nghiên cứu phương thuốc y học, hắn có thể ở mãi trong gia tộc không cần ra ngoài làm gì. Tích lũy mấy trăm năm y học thế gia, cho dù là nguyên vật liệu dược vật quý hiếm, hay là bí điển quý báu, Tần gia đều có ưu thế vượt trội. Về phần nổi tiếng, uống rượu ngon, dùng xe tốt, chơi đùa cô gái tốt nhất, Tần Lạc cũng không để ý cho lắm. Có thì tốt, không có cũng không sao cả. Tần gia có xí nghiệp gia tộc của mình, hơn nữa còn rất khổng lồ. Tuy rằng không thể so với những xí nghiệp đồ sộ của các gia tộc nổi tiếng. Nhưng ít nhất cũng có thể đảm bảo Tần Lạc, dòng độc đinh của Tần gia, cả đời cơm áo không lo. Khi ở nhà, mỗi lần ông nói về hiện trạng của Trung Y, đều cảm giác nghẹn khuất hận vì bất hạnh, giận vì bất tranh không tranh. Trung Y suy bại, Tây Y thịnh hành, những thứ quý báu truyền thừa ngàn năm của Trung Quốc bị đào thải. Thậm chí, còn có người gửi công văn đi khắp nơi công kích Trung Y, liệt kê những ví dụ thuốc đông y hại người, cổ vũ quốc gia bỏ Trung Y. Không phải Trung Y không giỏi, mà là lúc cần, không có người nào nguyện ý đứng ra. Những người mang tuyệt học chân chính này, của mình quý, chỉ biết vùi đầu vào làm giàu. Đâu có người nào vì đại nghĩa mà truyền thừa văn hóa chứ. Mà hiện tại mấy thằng cha đang hành tẩu trong đời, hô hào cái gì mà ngữ y truyền nhân, chuyên trị bệnh giang mai, bệnh lây qua đường tình dục lại không có bản lãnh gì cả, chỉ biết gây ra hết sự cố chữa bệnh này đến sự cố chữa bệnh khác, cung cấp bia ngắm tốt nhất cho những người đánh giá Trung Y vô dụng công kích. Lúc ranh giới vùng biển của Trung Quốc bị xâm chiếm, vô số quân nhân người trước hy sinh, người sau tiếp nối. Lúc Trung Y sa sút, sắp sửa biến mất, cũng cần phải có người đứng ra. Thụ nhân tiên thụ tích, vô tích uổng vi nhân. Trồng người nên trồng xương sống trước, nếu không có xương sống thì uổng làm người. Nếu không có người nào cả, vậy, đành dùng tấm lưng gầy yếu của mình khiêng Trung Y đi vậy. Trung Y sẽ hưng thịnh, Tần Lạc nói với mình. Đó cũng là mục tiêu của hắn, sau khi căn cứ từ những gì mình nhìn thấy. Trong Diệp Vấn, Hồng Kim Bảo bị quyền vương nước Anh đánh gần chết cũng không chịu buông tay, không phải cũng vì hắn tìm được thứ đáng giá đủ để đánh đổi tính mạng mình đó sao? So với tính mạng, Trung Quy vẫn có nhiều thứ đáng giá để anh bảo vệ hơn. Từ chối lời mời hấp dẫn của Lệ Khuynh Thành, lúc Tần Lạc ngồi xe trở về Lâm gia, đã hơn 8 giờ tối. Lâm Thanh ở trong phòng khách uống trà thấy Tần Lạc về, vội qua đón, nói, Tần Lạc à, cháu cuối cũng đã về. Nếu không về, ông định gọi điện báo nguy đó. Di động của cháu sao gọi mãi không được? Di động gọi không được, Tần Lạc lấy di động từ trong túi ra, mới phát hiện đã tắt máy. Di động mua về cũng chỉ sạc điện một lần, hôm nay lại tiếp nhiều cuộc điện thoại như thế, khiến điện thoại tự động tắt máy lúc nào hắn cũng không biết. Quên sạc điện, Tần Lạc cười nói, nhìn Lâm Thanh Nguyên có vẻ lo lắng, lại hỏi, Lâm gia gia, có chuyện gì à? Hôm nay lão Lệ gọi điện nói muốn xin số di động của cháu. Lúc ấy ông cũng không để ý, cho là lão tìm cháu vì chuyện công việc. Lúc tối, lão lại gọi điện tới, nói cháu bị đuổi việc ở trường Trung Y. Chuyện này là thật à? Lâm Thanh Nguyên kéo Tần Lạc ngồi lên ghế xa, tự mình rót trà bưng cho hắn. Dạ, cháu quả thật bị học viện đuổi việc rồi. Tần Lạc cười khổ nói. Thật nực cười, ông nói thẳng, những người này thuần túy là làm bừa. Chỗ khác thì thèm muốn chết, bọn họ thì lại ngược đời, đuổi nhân tài ra ngoài. Ông nói không khoa trương đâu, với y thuật của cháu, làm bác sĩ chủ nhiệm bệnh viện Trung Y còn đủ tư cách. Thế thì còn có thể làm không tốt một giáo viên sao? Lâm Thanh Nguyên tức giận nói. Lâm gia gia, nếu cháu thật sự muốn làm bác sĩ bệnh viện Trung Y, vậy chẳng phải ông phải nhọc công an bài sao? Tần Lạc cười nói. Chuyện này, Lâm Thanh Nguyên nghẹn lời. Sau đó thở dài. Cho dù là trường học, hay là bệnh viện, cũng cần có giấy chứng nhận tư cách. Không có tờ giấy kia thì danh bất thuận, ngôn bất chính. Chỉ khiến người ta dị nghị thêm mà thôi. Bệnh viện đó dám tuyển một bác sĩ không có giấy chứng nhận được hành nghề y, thậm chí chưa từng học đại học y chính quy nào sao? Người là vật sống, nhưng chế độ lại là vật chết. Chế độ có thể cứu người, nhưng cũng có thể hại người. Mấu chốt, phải xem ai nắm giữ được quyền lợi do chế độ đặt ra. Ai, cháu cũng không cần lo lắng. Lão Lệ nói, lão sẽ nghĩ cách giúp cháu. Ông cũng sẽ tìm người quen nói giúp cháu. Nếu thật sự không được, cháu cứ đi làm ở bệnh viện Trung Y. Ông không tin ai đó có thể làm gì cháu. Lâm Thanh Nguyên nói chuyện rõ ràng có hơi xúc động, rất lạnh lùng cứng rắn, cũng rất tức giận. Lâm gia gia, cháu không lo. Ông cũng không cần phải gấp. Xe đến trước núi ắt có đường. Cuối cùng rồi cũng sẽ nghĩ ra cách thôi.
Tần Lạc cười an ủi, hắn quả thật không hề sốt ruột. Ngược lại, sự trả thù của Lý Thanh Ương lại khơi dậy sự ương ngạnh trong lòng Tần Lạc. Lão càng muốn đuổi mình đi, mình càng cố tình không đi. Hơn nữa, mình còn phải sống tốt mới được. Ừ, tâm tình thế là tốt, Lâm Thanh Nguyên vui mừng nói. Buổi tối đã ăn gì chưa? Ông bảo người hâm nóng đồ ăn cho cháu nha. Không cần đâu Lâm ra ra, cháu đã ăn rồi, Tần Lạc cười nói, hắn quả thật đã cùng ăn một vài thứ với Lệ Khuynh Thành. Ừm, vậy được rồi, Hoán Khê ở trên lầu đó, cháu lên tâm sự với nó đi. Hôm nay nó luôn luôn gọi điện cho cháu, nhưng mãi không gọi được. Nó thực sự quan tâm chuyện cháu bị đuổi việc đấy. Có cơ hội, Lâm Thanh Nguyên liền muốn nói tốt thêm vài câu cho cháu gái của mình. Dạ, Tần Lạc từ trên ghế salon đứng lên, đi lên lầu 2. Đứng ở cửa phòng Lâm Hoán Khê, do dự một lúc, vẫn không gõ cửa phòng nàng. Mà lại về phòng mình, định bụng tắm nước nóng một cái đã. Hôm nay bị một đám oanh oanh yến yến vây quanh, áo quần của hắn không khỏi dính một ít mùi nước hoa. Nếu Lâm Hoán Khê ngửi thấy thì biết làm sao. Tắm xong, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Sạc điện di động, tiện thể lại mở laptop trên bàn ra. Sau khi hệ thống hoàn toàn khởi động xong, động tác đầu tiên của Tần Lạc chính là dê con chuột tới biểu tượng hình chim cánh cụt kích một cái. Không có biện pháp, đối với người khát vọng trở thành người thời thượng nhưng lại ở giai đoạn mù máy tính như Tần Lạc mà nói, đây là công cụ giải trí duy nhất của hắn vào thời điểm hiện tại. Dựa theo con số ghi trên di động đưa vào dãy số QQ, sau đó lại đưa vào mật mã 6 ký tự. Ngay sau đó, biểu tượng con chim cánh cụt kia bắt đầu hoạt động nhảy phải nhảy trái. Vừa mới login, hệ thống tin nhắn liền vang đinh 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 không ngừng. Thầy Tần, là em, Tiểu Mẫn. Thầy Tần, là em, có thứ tốt muốn tặng thầy đây. Thầy Tần, đoán thử coi em là ai. Hi hi, em là Tiểu Hoa đây. Thầy Tần, những học sinh kia quả nhiên không làm cho Tần Lạc thất vọng, bọn họ sau khi tan học, liền lên mạng ép Tần Lạc làm bạn thân. Tần Lạc kích xác nhận liên tục, chỉ lát sau, danh sách bạn thân QQ của hắn đã lên tới 62 người. Có đó không, một avatar muội muội tóc dài bắt đầu nhảy ra, nick là một mùa hè mát mẻ. Cô là ai? Tần Lạc dùng đầu ngón tay chọt lên bàn phím. Hắn chỉ biết khép phần nhập vào. Lâm Hoán Khê. Tần Lạc sửng sốt, không ngờ nàng lại nói chuyện phiếm trên mạng với mình. Lúc trước mình cứ khăng khăng yêu cầu, nàng còn từ chối mà. Ha ha, tôi có ở đây, Tần Lạc trả lời. Cách trả lời này ngốc không còn gì có thể ngốc hơn nữa. Không có ở đó sao có thể trả lời. Tôi biết. Chị Lâm tìm tôi có chuyện gì à? Tận 2-3 phút sau, Tần Lạc mới đánh ra được một hàng chữ như vậy. Tốc độ gõ chữ của hắn còn phải từ từ luyện tập mới được. Sau khi tôi về nhà mới biết chuyện cậu bị trường đuổi việc. Tôi thấy rất bực vì cậu chịu đãi ngộ không công bằng như thế. Hiệu trưởng Lệ gọi điện tới nói sẽ giúp đỡ, ông cũng sẽ nghĩ cách. Không cần lo, chuyện này chắc sẽ được giải quyết nhanh thôi. Lâm Hoán Khê gửi tin nhắn an ủi. Tần Lạc lúc này mới biết tại sao Lâm Hoán Khê nói chuyện phiếm với mình ở trong QQ, hóa ra nàng muốn an ủi mình. Nhưng mà với tính cách của nàng, loại lời an ủi này nàng lại nói không được. Nên chỉ có thể thông qua cách truyền tin gián tiếp này. Cô gái này, thật là khờ đến đáng yêu. Yên tâm đi, tôi không sao mà, Tần Lạc cười trả lời. Thầy Tần, có Ono không? Hắc hắc, em biết thầy đang ở đây. Có thứ tốt cho thầy xem này. Trong danh sách bạn thân, một avatar gã có râu có nick Đại Trí Nhược Dũng nhắn tin tới. Tiếp theo, trong khung chat hiện ra một đường link. Tần Lạc dùng chuột kích, sau đó mắt liền sáng lên. Đó là một đường link rất tuyệt vời, bên trong có hình ảnh rất nhiều muội muội xinh đẹp. Quan trọng hơn là, những muội muội ở trong đó đều không thích mặc quần áo. Tần Lạc mừng rỡ như điên. Làm một thầy thuốc, hắn có lý do tìm hiểu về thân thể giới nữ nhiều một chút. Nhưng mà, trong hiện thực hắn vẫn chưa có cơ hội. Bây giờ, rốt cuộc hắn có thể tìm hiểu nhiều góc độ đủ phương diện của nữ nhân để chữa khỏi cho người bệnh của mình. Ngự tỷ xinh đẹp lạnh lùng, bạo vú loli, đồng phục hấp dẫn, còn có thiếu phụ gợi cảm. Tần Lạc giống như bà mụ Lưu Tiến vào đại quan viên, mỗi một dạng đều cảm thấy mới mẻ, mỗi một dạng đều nhìn rất thích thú. Lần lượt dê chuột xuống từng hình ảnh một, như si như say. Cậu gửi cái gì tới vậy? Lâm Hoán Khê nhắn tin hỏi. Cái gì? Tần Lạc ù cạc cạc, mình luôn bận xem ảnh, không có nhắn tin cho nàng mà. Tự cậu xem đi. Tôi làm sao xem? Mở khung đối thoại ra.
Làm sao mở khung đối thoại? Rốt cuộc Lâm Hoán Khê bị Tần Lạc dọa ngã, vì thế cũng không cố kỵ gì nữa. Gửi tin nhắn QQ có chứa hình ảnh. Thiếu nữ nóng bỏng, mê người, lòng mong mỏi đã lâu phải không? Xin kích vào trang web. Trong ảnh, là một cô gái hấp dẫn để ngực trần lộ vú. Nàng dạng hai chân ra, lấy tay che bộ vị trọng yếu giữa hai chân. Bên cạnh, còn có một mũi tên màu đỏ chỉ vào dòng chữ, muốn nhìn thêm một chút phải không? Kích vào xem. Tần Lạc lập tức vỡ mộng. Hình này căn bản không phải mình gửi, sao lại thế nhỉ? Tiếp theo, lại thêm một màn tai họa rơi xuống đầu. Thầy Tần, thầy gửi cái thứ gì thế này? Thầy Tần, em khinh bỉ thầy, lại đầu độc em. Hắc hắc, cái này đã cổ lỗ sĩ rồi. Thầy Tần có muốn thêm phấn kích không? Chúng ta sau này có thể cùng tham khảo. Thầy Tần, thầy xấu xa thật. Bùm! Mắt Tần Lạc tối sầm, tức khắc ngã lăn quay xuống đất. Chương 56, bắt trước bừa. Lúc thầy Chu đẩy cửa phòng làm việc đi vào, thấy Quách chủ nhiệm đang nói chuyện điện thoại với người khác. Vẻ mặt rất lúng túng, nhưng giọng nói vẫn mang theo chút ý cười lấy lệ. Trần Sử, những lời người cậu nói khách sáo quá. Chúng ta đều là bạn học cũ, mình làm sao có thể không nể mặt cậu chứ? Ha ha, đúng vậy, cậu cứ yên tâm đi. Mình nhất định sẽ nghĩ cách giúp cậu, nhưng mình vẫn chưa có cách gì cả. Có học sinh viết thư báo tin lên cho cấp trên. Lãnh đạo đột nhiên mở lời bảo phải nghiêm túc kiểm tra chuyện này. Thầy Tần lập tức thành tâm điểm. Ừ, đúng vậy, mình nhất định sẽ nghĩ cách. Nghe nội dung bên trong điện thoại của Quách chủ nhiệm, thầy Chu thầm nghĩ, chẳng lẽ có người nói giúp cho thằng nhãi Tần Lạc kia? Chẳng lẽ tin đồn là thật, hắn thật sự có bối cảnh rất lớn sao? Tiếp theo lại lắc đầu, nghĩ thầm, nếu hắn thật có bối cảnh lợi hại như vậy, thì cũng không bị chủ nhiệm đuổi việc. Nghe nói hắn là do hiệu trưởng Lệ Vĩnh Cương giới thiệu đến. Sợ là người đó nói giúp hắn thôi. Tần Lạc bị học viện đuổi việc, không có ai cao hứng bằng thầy Chu. So với lúc trầm tịch khi có Tần Lạc, hai ngày nay tiếng nói của gã ở văn phòng được đề cao không ít, thái độ cung kính của những giáo viên khác khi nói chuyện với gã khiến gã rất vui sướng. Thầy Chu cũng không buông tha cơ hội bỏ đá xuống giếng này, từng ở trong phòng làm việc cảm thán nói, mấy thanh niên mới vào xã hội, thái độ làm người, kinh nghiệm xử sự không ngờ thật non nớt, quy củ gì cũng không hiểu cả. Người nào cười đến cuối cùng, thì người đó mới có thể cười tốt nhất. Tôi cảm thấy Tiểu Mẫn cũng rất khá, cô bé này rất có tiềm lực để bồi dưỡng. Tiểu Mẫn cười xấu hổ, không lên tiếng. Trước kia nàng cũng là cán bộ hội học sinh, nên đối với loại đấu tranh văn phòng này cũng biết rất rõ. Đây là thầy Chu đang cố ý nâng mình lên để đả kích Tần Lạc, là người trong cuộc, nên nàng mới không đắc ý tự mãn, tưởng là thầy Chu đang thật tình khích lệ mình. Để điện thoại xuống. Quách chủ nhiệm day day thái dương có chút đau nhức. Nói với thầy Chu, ngồi đi. Ừm, thầy Chu gật gật đầu. Gã và Quách chủ nhiệm có chút thân quen, lại là giáo viên có thâm niên lâu năm. Cho nên, cũng không có biểu hiện kính trọng đối phương bao nhiêu. Mà ngược lại còn khiến người ta có cảm giác một loại tự đại cậy già lên mặt. Ai, chúng ta đã mời tới một vị ôn thần. Quách chủ nhiệm lộ vẻ tức giận nói. Nhớ lại lúc Tần Lạc rời đi cầm thẻ tín dụng chào phúng bộ dạng mình. Lửa giận trong lòng gã bừng bừng bốc lên. Vừa rồi, có người gọi điện nói giúp cho hắn à? Thầy Chu nhìn Quách chủ nhiệm hỏi. Đây là cuộc điện thoại thứ 36 rồi. Toàn bộ đều nói giúp cho hắn. Hắc hắc, đúng là không ngờ, năng lượng của tiểu tử này thật đúng là không nhỏ. Người các ngành đều gọi tới, còn có cả cục quốc an. Lúc Quách chủ nhiệm nói những lời này, cũng không cười nổi. Gã muốn khóc hơn. Một bên là sự kiên trì của lão lãnh đạo mình. Bên kia là những người rất có thực quyền. Nếu gã đắc tội với nhiều người như vậy, về sau cũng chỉ có thể ở trong địa bàn đại học y khoa thôi. Nếu không, chẳng biết những người đó sẽ gây sức ép với mình như thế nào. Thầy Chu thầm giật mình, cũng chút vui mừng vì mình không gây ầm ĩ gì với hắn. Nhưng ngoài miệng lại nói, chủ nhiệm, đây là ngài giải quyết việc chung. Suy nghĩ vì thanh danh của Học viện Trung Y Dược và tương lai những học sinh kia. Tôi đã nói rồi, trên miệng không dâu. Làm việc chẳng tốn sức. Tiểu tử, Tần Lạc kia bao nhiêu tuổi chứ? Cho dù bắt đầu học trung y từ trọng bụng mẹ, chắc gì đã học được nhiều thứ. Nghe nói hắn ngay cả cổng trường cũng chưa từng bước qua, người như vậy kiến thức căn bản làm sao có thể vững được. Cho nên tôi nói, sa thải hắn là đúng. Sớm sa thải thì sớm giải thoát, nếu đợi sau này gây ra rủi ro rồi mới sa thải, trách nhiệm kia. Không phải do chủ nhiệm gánh chịu sao? Quách chủ nhiệm khoát khoát tay, nói. Nhà mình biết chuyện nhà mình.
bây giờ áp lực của tôi anh không hiểu được đâu. Cũng may có lão hiệu trưởng ở trên gánh, nếu không, bây giờ tôi định tự mình mời pho đại Phật này trở lại đây. Anh không biết, những người gọi điện cho tôi là những ai đâu. Ai mà muốn đắc tội với những người này chứ? Thấy thầy Chu còn muốn lên tiếng an ủi, Quách chủ nhiệm nói, quên đi. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng tiếp thôi. Tôi cũng có lý có luật, cho dù bọn họ muốn nói gì, cũng không có cớ mà nói. Tiểu tử kia vốn không có tư cách làm thầy giáo. Quách chủ nhiệm đứng lên, đi tới ngồi chỗ ghế xa đối diện thầy Chu, nhìn thầy Chu nói, thầy Chu, hôm nay tôi gọi anh tới, là có chút chuyện muốn nói với anh. Thầy Chu gật gật đầu, làm ra bộ dáng nghiêm túc lắng nghe. Là như vậy, mặc dù học viện sa thải Tần Lạc, nhưng mà lớp trung y chuẩn đoán học vẫn cần người đảm nhiệm. Nghe nói đám học sinh kia rất không an phận, nếu trong tiết không có giáo viên dạy, tôi sợ bọn nó gây loạn gì đó. Tôi tới dạy, trung y chẩn đoán học, thầy Chu có chút không yên. Trung y chẩn đoán học có thể nói là một môn học thực tế yêu cầu tri thức cực cao. Không chỉ phải hiểu bệnh tình y lý, còn phải biết phương pháp cứu trị. Giáo viên có thể dạy tốt trung y chẩn đoán học, nhất định sẽ là một thầy thuốc cực kỳ giỏi. Trước kia gã luôn dạy khóa lý luận nội kinh tuyển đọc, bây giờ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Chính gã cũng có chút không tự tin. Đúng vậy, Quách chủ nhiệm gật đầu. Nhưng mà, tôi vẫn chưa quen với môn học này. Lát nữa nếu không có giáo án, chỉ sợ không dạy tốt được. Thầy Chu nói. Thầy Chu à, anh cũng biết, giáo viên môn này vẫn chưa tuyển được. Trình độ kém, chỉ sợ học sinh không hài lòng. Mà chúng ta cũng chẳng vui. Trình độ tốt, lại không chịu đi dạy. Bọn họ muốn làm bác sĩ ở bệnh viện hơn. Anh cũng chỉ là tạm thời dạy thay một thời gian. Đợi tới khi chúng tôi tuyển được người rồi, sẽ thay anh. Anh thấy sao? Chuyện này, tôi vẫn có chút lo lắng. Lão Chu, anh là giáo viên có thâm niên trong viện chúng ta. Cũng là thầy giáo cực kỳ có kinh nghiệm. Trừ anh ra, văn phòng của chúng ta còn ai thích hợp chứ? Quách chủ nhiệm vỗ tay thầy Chu, nói rất thành khẩn. Nghe lãnh đạo coi trọng mình như vậy, lòng thầy Chu đầy cảm kích. Thoái thác nữa thì cũng không thích hợp, gật đầu nói, được. Một khi chủ nhiệm đã coi trọng lão Chu tôi như vậy, tôi liền dạy thử xem. Thế mới đúng, tiền bối làm gương đi đầu sẽ có tác dụng. Lúc gặp chuyện, có thể xử lý được, Quách chủ nhiệm vừa lòng nói. Lão Chu này, vậy chuyện này cứ quyết định thế. Có điều, có vài chuyện tôi phải nhắc nhở anh. Những học sinh kia quan hệ với Tần Lạc cũng không tệ. Cẩn thận bọn chúng khiến anh không thể xuống đài ở trên tiết đấy. Nếu bọn chúng không nghe lời, anh cứ thể hiện một uy phong cho bọn chúng xem. Tôi cho anh hạ thành tích một người, đánh lỗi ba người, tự anh liệu mà làm đấy. Lão Chu tràn đầy tự tin nói, chủ nhiệm, ngài yên tâm đi. Lão Chu tôi cũng là lão nhân đã dạy mấy chục năm. Đối phó với mấy đứa nhóc phát mũi còn chưa sạch này, vẫn còn có chút kinh nghiệm. Được, vậy chuyện này đành giao cho anh. Buổi chiều còn có hai tiết trung y chẩn đoán học, lúc chuông reng, thấy Chu dùng nách kẹp sách giáo khoa, bưng ly nước nóng đi phòng học. Thầy Chu quét mắt sơ qua phòng học, có chừng gần trăm người. Điều này khiến cho lòng tự tôn của gã thỏa mãn cực độ. Trước kia khi đi học, học sinh nguyện ý lên lớp rất ít, không có nhiều như bây giờ. Đây là học sinh chuyện ngành có khác, tình nguyện tới nghe mình giảng bài. Thầy Chu đặt sách giáo khoa và ly nước nóng ở trên bàn, sau khi cực kỳ uy nghiêm quét mắt hết học sinh cả lớp, hắng giọng một cái, mở miệng nói, có học sinh đã biết. Cũng có học sinh chưa biết, ở đây tôi thay trường giải thích một chút. Bởi vì thầy Tần dạy trung y chẩn đoán học cho các em lúc trước không có giấy chứng nhận tư cách giáo viên, vốn không đủ tư cách làm giáo viên. Cho nên, hắn đã bị trường sa thải. Tạm thời, môn này do tôi dạy thay, chờ đến khi trường tuyển được giáo viên ưu tú rồi, thì hắn sẽ đến dạy môn này. Các em thấy thế nào? Lúc nói những câu này, thầy Chu còn cười cười rất gượng gạo. Muốn đi con đường hòa nhã, để mang tới cảm giác thoải mái như gió xuân hiu hiu cho mọi người. Không ra làm sao cả, học sinh cả lớp đồng thanh nói. Nụ cười trên mặt thầy Chu liền cứng đờ, sắc mặt dần trầm xuống. Lại quét mắt nhìn học sinh trong phòng, vẻ mặt nghiêm túc nói, các em là học sinh của trường, phải tuân theo kỷ luật của trường. Bây giờ, mọi người mở sách giáo khoa ra. Vào tiết thầy Tần dạy, cho tới bây giờ cũng chưa từng bảo chúng tôi mở sách giáo khoa. Có học sinh lên tiếng. Đúng đấy, thầy Tần căn bản là vứt sách giảng bài. Ông còn phải mở sách giáo khoa. Hắc hắc, trình độ kém xa mà. Thầy Chu, trước kia thầy không phải dạy nội kinh tuyển đọc sao? Thầy dạy môn đó rất tốt đấy.
Chúng tôi thích nhất là ngủ ở tiết của thầy. Bây giờ làm sao lại muốn chạy tới dạy chẩn đoán học nữa à? Vì sao lại làm chuyện mình không am hiểu thế? Các học sinh nhao nhao nói, châm chọc khiêu khích, căn bản là không thèm để giáo viên được bầu làm giáo viên ưu tú mấy năm liên tục như gã vào mắt. Cơ mặt thầy Chu bắt đầu giật giật, cầm miếng lau bảng dùng sức đánh mạnh xuống bàn giáo viên, lớn tiếng quát, im lặng. Im lặng hết cho tôi. Mỗi giáo viên đều có thói quen đứng lớp riêng của mình, ai quy định chỉ có giáo viên không thèm nhìn sách mới là giáo viên giỏi. Đó là giáo viên lười, là giáo viên không có trách nhiệm với công việc của mình. Ngay cả giáo án cũng không chuẩn bị, làm sao có thể trở thành một giáo viên giỏi. Tôi cảm thấy thầy Tần rất giỏi. Đúng đấy, người tầm thường luôn thích kiếm cớ cho sự tầm thường của mình. Thầy Chu, thầy tốt nhất đừng so với thầy Tần, đó là tự tìm đả kích. Về dạy lại nội kinh tuyển đọc của thầy không được sao? Bài hát du con của thầy tôi rất thích. Dầm. Thầy Chu vỗ một cái trên bục giảng, quát, các em là học sinh kiểu gì vậy? Có hiểu quy củ hay không hả? Tôi nói cho các em biết, khi tôi tới chủ nhiệm hệ từng nói với tôi. Tôi có quyền hạ thành tích một học sinh, cũng có quyền đánh lỗi ba học sinh. Tôi không muốn gây khó dễ cho các em, nhưng mà, các em cũng đừng ép tôi gây phiền phức cho các em. Nếu đánh lỗi anh, chính là vết đen cả đời trong hồ sơ của anh. Về sau các em ngay cả công việc cũng không tìm được. Thầy Chu dùng tay chỉ ra cửa phòng hỏi, nói, nếu không muốn nghe tôi giảng bài, có thể đi ra. Tôi tuyệt không ngăn trở. Yên tâm, lúc thi cuối kỳ, tôi sẽ cho các em 60 điểm. Gã từng nghe qua, lúc trước thằng danh Tần Lạc kia chính là dùng chiêu đó chinh phục bọn học sinh này. Bây giờ gã cũng học thử xem, gã cũng không tin, những học sinh này to gan lớn mật. Thật sự dám ngang nhiên rời đi trước mặt gã. Vương Cửu Cửu ngồi ở đầu gỡ tai nghe xuống nhét vào túi sách, sau đó cầm túi sách đi ra ngoài. Ngay cả tiếng chào thầy cũng không thèm nói. Rầm rầm. Cả phòng cũng chấn động theo, tất cả học sinh vội vàng thu dọn đồ đạc, đi ra ngoài. Trong nháy mắt, cả phòng chỉ còn lại một học sinh. Nam sinh quấn băng trên đùi lộ vẻ chán nản, lớn tiếng gọi các học sinh bỏ đi, này, bọn khốn kiếp các cậu. Nếu đi cũng phải mang mình theo với chứ. Chân mình đá cầu bị thương. Các cậu có biết nói nghĩa khí hay không hả? Chương 57, tâm tư người đẹp. Hôm nay Tần Lạc không ra ngoài, ở lì trong phòng học kiến thức về máy tính. Buổi sáng Lâm Hoán Khê dạy hai tiết xong, thì buổi chiều ở nhà làm cô giáo dạy máy vi tính cho hắn. Không thể không nói, Tần Lạc là thiên tài ở phương diện y thuật. Nhưng mà, ở kỹ thuật máy tính mà nói, hắn tuyệt đối là gà mờ trong gà mờ. Cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa lý giải được vì sao mình lại trúng độc. Máy tính này chỉ có mình chạm tới, người khác không dùng. Làm sao có thể trúng độc chứ? Là ai hạ độc? Là một bác sĩ giỏi, Tần Lạc hiểu rõ, có nhân, mới có quả. Nếu như là người bị trúng độc, vậy, tất nhiên do người ta hạ độc hoặc là ăn nhầm thực vật gì đó. Vậy máy tính trúng độc trường hợp nào nhỉ? Sau một phen giải thích của Lâm Hoán Khê, Tần Lạc mới giật mình tỉnh ra. Mắt hắn trợn tròn, lộ vẻ khó tin hỏi, chúng ta cách nhau xa như thế, người khác cũng có thể hạ độc sao? Vi, rút là truyền thông qua Inter, nếu có lên mạng, thì sẽ có khả năng bị nhiễm vi, rút. Tôi làm sao biết tôi có bị trúng độc hay không? Cài phần mềm diệt vi, rút, nếu có vi, rút xâm lấn, phần mềm diệt vi, rút sẽ nhắc cậu loại bỏ. Có phần mềm diệt vi, rút thì sau này sẽ không trúng độc nữa à? Tần Lạc lộ vẻ kinh hỉ. Thứ này quả là linh đan diệu dược đại hoàn đan thịnh truyền trong chốn giang hồ. Đại khái là thế, có điều, sau này cậu cố gắng vào loại trang web kia đi. Tôi không cẩn thận kích vào, Tần Lạc xấu hổ giải thích. Cậu nên nghĩ kỹ làm sao giải thích với học sinh của cậu đi. Lâm Hoán Khê nói, tôi đã nói là bị trúng độc, bọn họ chắc chắn sẽ hiểu. Tần Lạc cười nói, đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Cuộc gọi này là số của Vương Cửu Cửu. Không biết nàng sao lại gọi điện tới. Tần Lạc vừa mới ấn phím nghe, bên trong liền truyền tới giọng nói của Vương Cửu Cửu. Thầy Tần, thầy quan hệ rất tốt với Maria Ozawa sao? Maria Ozawa, tôi không biết nàng. Thầy không biết nàng, không biết nàng sao thầy lại quảng cáo giúp nàng. Em còn tưởng thầy quan hệ rất tốt với nàng chứ. Vương Cửu Cửu ở đầu dây bên kia cười khanh khách. Tôi không có quảng cáo giúp nàng mà. Tần Lạc nghi hoặc. Hắn sao lại quảng cáo giúp người khác được? Lâm Hoán Khê không nghe nổi nữa, nhẹ nhàng đóng cửa chạy ra ngoài. Nghe được vẻ nghiêm túc trong giọng nói của Tần Lạc, tiếng cười của Vương Cửu Cửu đột nhiên ngừng lại.
có loại cảm giác bị nghẹn. Thầy Tần, thầy thật không biết nàng là ai à? Thật không biết, nghe tên hình như là người Nhật, tôi chưa từng tiếp xúc với người Nhật, ngay cả những người mắc bệnh cũng không có ai là người Nhật cả. Nam nhân đều liên hệ với nàng. Nhưng, tôi thật không quen mà. Vương Cửu Cửu bị Tần Lạc đánh bại, nói, Maria Ozawa chính là cô gái trong ảnh mà thầy gửi tin nhắn cho chúng em đó. Lần này, đến lượt Tần Lạc suýt bị nghẹn chết. Thầy Tần, thầy Lạc hậu thật, em tìm người Kha Khá dạy thầy một khóa nha. Vương Cửu Cửu trêu chọc nói. Ha ha, chỉ là do máy tính của tôi bị trúng độc thôi. Chuyện không phải như các ngươi tưởng tượng đâu. Ồ, em cứ làm bộ tin thầy vậy. Bằng không, thầy không phải khó xử sao? Làm gì có thầy giáo nào lại gửi cho học sinh đường link như vậy chứ? Vương Cửu Cửu ở đầu dây bên kia cười sặc sụa. Cho Vương Cửu Cửu, có chuyện gì không? Tần Lạc nghiêm mặt hỏi. Hắn định lúc Vương Cửu Cửu nói không có chuyện gì cả xong, hắn liền lập tức cúp điện thoại. Đương nhiên là có chuyện rồi. Thầy Tần, hôm nay sao thầy không đến trường vậy? Vương Cửu Cửu lúc này mới khôi phục đứng đắn, không giỡn nữa. Tôi bị trường sa thải, còn tới trường làm gì? Tần Lạc cười khổ nói. Nhưng bọn em đều tới mà. Các bạn là học sinh, lên lớp là chuyện đương nhiên. Cho dù là ai dạy các bạn môn này, các bạn cũng phải đi học. Tần Lạc nói. Bọn em là đi nghe thầy giảng bài. Vương Cửu Cửu tức giận nói. Tần Lạc trầm mặc, sự kiên trì của học sinh thật ngoài dự liệu của hắn. Thầy không tới, thầy Chu trước kia dạy nội kinh tuyển đọc tới. Ông ta nói, học sinh không muốn nghe ông ta giảng bài có thể đi ra ngoài. Kết quả toàn bộ bọn em đi hết sạch, Chân Lý Quang hôm qua đá cầu gãy xương, phải hai nam sinh khiêng đi. Ha ha, cười chết em mất. Nói đến phần sau, Vương Cửu Cửu ở đầu dây bên kia cười rộ lên. Ai, các bạn không cần phải như vậy. Các bạn là học sinh, cho dù là ai dạy các bạn, chỉ cần có thể truyền đạt để các bạn học được thứ gì đó là tốt rồi. Tần Lạc cảm thán nói. Thầy Tần, thầy đừng khuyên bọn em nữa. Bọn em đều là người trưởng thành rồi. Biết mình đang làm cái gì mà. Trước kia lúc thầy chưa tới, bọn em cũng đã gọi thầy Chu là mẹ Chu, gọi thiết của ông ta là khúc hát du của mẹ Chu. Còn có người cố ý chạy tới lớp ông ta để ngủ, là vì muốn để ông ta thôi miên mình. Thầy giáo như vậy có thể dạy bọn em cái gì chứ? Các bạn ầm ĩ như vậy, bên trường nói sao? Trường, em mặc kệ trường nói thế nào, mời thầy về khi nào thì bọn em đi học khi đó. Vương Cửu Cửu. Em không nên kéo mọi người trốn học theo. Tần Lạc nghiêm khắc, hắn lo việc bỏ học này là do một tay Vương Cửu Cửu bày ra, hắn biết rõ cô bé này rất có ảnh hưởng đến học sinh trong lớp. Tần Lạc, thầy không nên bỏ lại mọi người mà đào tẩu. Vương Cửu Cửu cũng cố chấp nói. Bọn em chờ thầy trở lại, tạm biệt. Không để cho Tần Lạc có cơ hội nói chuyện, bên kia đã cúp điện thoại. Trong phòng làm việc của Quách chủ nhiệm lượn đầy khói. Quách chủ nhiệm vốn bảo trì hình tượng hôm nay lại chủ động tìm thầy Chu xin một điếu hoàng hạc lâu. Quách chủ nhiệm, tôi thấy, hạ thành tích một người không đủ. Ít nhất cũng phải mười mấy người. Thầy Chu ngồi ở sofa, vừa nhả khói, vừa nói. Giống như làm vậy có thể nhả sạch sự khó chịu trong lòng gã vậy. Mười mấy người mà chưa đủ ư, vậy thì 40-50 người. Quách chủ nhiệm mặt âm trầm nói. Thầy Chu giật mình từ trên ghế salon ngồi bệch xuống, nói, chủ nhiệm. Vậy không được đâu. Thế sẽ phải gánh trách nhiệm đó. Nói thừa, tôi đương nhiên biết phải gánh trách nhiệm. Hạ thành tích mười mấy người, với hạ thành tích mấy chục người có gì khác nhau hả? Tất cả trách nhiệm không phải đều do tôi gánh sao? Quách chủ nhiệm tức giận nói. Lão Chu này thật đúng là không có đầu óc, ngay cả lời nói mát của mình mà cũng không hiểu. Thấy Quách chủ nhiệm phát hỏa, thầy Chu trái lại trở nên khiêm cung một chút, nói, vậy làm thế nào bây giờ? Đám học sinh kia không nghe lời tôi cũng không còn nào để dạy tiếp, chỉ đành để ngài mời người giỏi khác. Tôi định tự mình đi dạy bọn chúng đây, tôi không tin bọn học sinh này có ba đầu sáu tay. Quách chủ nhiệm hung hăng dí đầu mẩu thuốc lá đã rít hai hơi vào gạt tàn thuốc, nói. Trong phòng làm việc rộng lớn xa hoa, văn nhân Mục Nguyệt dựa nghiêng vào ghế xoay. Đầu hướng về cửa phòng làm việc, dáng vẻ lười biếng nhìn ngọn đèn trơ trụi của thành phố qua cửa sổ lớn. Tằm dệt sợi vàng trên cây tuyết liễu, tiếng cười dịu dàng trôi đi như hoa mai tàn. Tìm hắn đã trăm ngàn chuyến, đột nhiên quay đầu, người nọ đang ở chỗ ngọn đèn trơ trụi. Không kìm lòng nổi, văn nhân Mục Nguyệt liền ngâm ra một câu kinh kịch như vậy. Tiểu thư, cô đang nói gì thế? Mã Duyệt đang cầm tập văn kiện báo cáo công việc với nàng lộ vẻ kinh ngạc, hoài nghi mình có phải nghe lầm hay không?
Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới một câu kinh kịch mà thôi. Cô tiếp tục đi, Văn Nhân Mục Nguyệt nói, nhưng vẫn không quay sang nhìn Mã Duyệt. Tập đoàn Khải Toàn đã đồng ý bán cho chúng ta, có điều giá yêu cầu so với giá chúng ta đưa ra hơn 5%. Cho hắn 3%. Vâng, Hoa Viên Cửu Trọng Thiên mà Kim Thành Bác Nhã hợp tác với chúng ta đã làm xong, dự định đạt tới 30%. Bảo Phòng Thị Trường tăng vốn quảng cáo, trong vòng 3 tháng mức tiêu thụ phải đạt tới 70%. Đàm phán với công ty Boeing đã lâm vào cục diện bế tắc. Chính phủ Mỹ lấy danh nghĩa có khả năng tiết lộ cơ mật quốc gia tham gia vào tổ đàm phán. Trung tâm kỹ thuật đã từ chối cung cấp phi cơ tư nhân cho chúng ta. Mua kỹ thuật, đồng thời mua chuộc cả nghị sĩ của bọn họ. Vâng, tôi sẽ bảo người tiếp tục thao tác, Mã Duyệt nói, nhìn sau Ót Văn Nhân Mục Nguyệt, bộ dạng muốn nói nhưng lại thôi. Còn chuyện gì nữa không? Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi. Có lẽ chỉ mấy chuyện này. Có là có, không có là không có. Tôi không thích nghe từ có lẽ, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Vâng, tiểu thư, còn một việc cần báo cáo với cô, Tần Lạc đã gặp chút phiền toái. Mã Duyệt nói, mũi chân Văn Nhân Mục Nguyệt điểm nhẹ, ghế xoay theo, cuối cùng khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của nàng cũng đối diện với Mã Duyệt. Đã xảy ra chuyện gì? Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi. Vì hắn không có giấy chứng nhận tư cách giáo viên, bị Học viện Trung y Dược của Đại học Y sa thải. Mã Duyệt báo cáo ngắn gọn. Phì một tiếng, Văn Nhân Mục Nguyệt vội che miệng cười duyên. Giờ khắc này, cô gái vốn cực kỳ xinh đẹp này càng xinh đẹp không gì sánh được. Tiểu thư, Mã Duyệt kinh ngạc nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt, không biết nàng vì sao đột nhiên bật cười. Cô nói thử xem, đây là hắn tự làm khổ mình phải không? Văn Nhân Mục Nguyệt dương mắt nhìn Mã Duyệt hỏi. Không biết, Mã Duyệt thành thật trả lời. Một nam nhân từ chối kế thừa tài sản gia đình có thể đến hàng tỷ, muốn làm một thầy giáo mà cũng bị sa thải. Nói ra thật không ai tin nổi. Tiểu thư, có cần gọi điện cho Bộ Giáo dục không? Cô biết. Cô chủ trước mắt muốn cho Tần Lạc nợ ân tình của nàng. Không cần, nếu hắn ngay cả chuyện như vậy cũng không giải quyết được, vậy cũng phụ lòng cô cho hắn 65 điểm rồi. Ừm, chúng tôi đã lập ra sơ bộ kế hoạch tiếp xúc của tiểu thư với hắn rồi. Không biết mục tiêu tiểu thư mong muốn đạt được là gì? Mục tiêu, Văn Nhân Mục Nguyệt cười nhẹ lắc đầu. Đây không phải là buôn bán đầu tư, tôi chỉ muốn gặp mặt hắn, xem thử, hắn là người như thế nào thôi. Văn Nhân Mục Nguyệt từ ghế xoay đứng lên, đi tới cạnh cửa sổ nhìn ngọn đèn vạn nhà ở bên ngoài. Có những nữ nhân, khiến người ta cảm thấy, trên thế giới không người nào có thể nhẫn tâm mặc kệ nàng. Nhưng mà, cô gái này, cứ mặc kệ thì nàng lại luôn trông đợi. Nếu nam nhân gặp một cô gái như thế, vậy, có phải nên luân hãm một phen không? Chương 58, xin trả thầy Tần lại cho bọn em. Thầy Chu bị học sinh đuổi, gây áp lực rất lớn cho Quách chủ nhiệm. Gã biết, nếu như mình ra tay cũng không được, vậy, không cần những người khác gọi điện nói hộ nữa, chính gã phải nghĩ cách mời Tần Lạc về. Nếu không, cũng không có cách gì nói rõ với trường. Mình có thể nói vì Tần Lạc không có giấy chứng nhận tư cách giáo viên mà sa thải hắn. Lệ Vĩnh Cương cũng có thể lấy cớ không có năng lực để điều chỉnh sự phân công quản lý của mình. Phải biết rằng, hai ngày nay Lệ Vĩnh Cương một mực bôn ba vì chuyện của Tần Lạc. Nghe nói còn tự mình chạy đến nhà lão hiệu trưởng nói giúp cho hắn, lão hiệu trưởng vì đứa cháu chịu ủy khuất, mà mặt trầm từ chối lão. Hai bên có vẻ không được thoải mái. Quách chủ nhiệm đã lâu không dạy, thỉnh thoảng cả năm chỉ dạy tư tưởng chính trị một lần. Lúc này, Quách chủ nhiệm quyết định tự mình đến dạy môn trung y chẩn đoán học này. Gã phải cho những học sinh kia thấy chút uy phong, muốn đàn áp tư tưởng phản kháng và vẻ kiêu ngạo của bọn chúng. Nói cách khác. Phải làm cho khí thế của bọn chúng giảm sút, nếu không chuyện sẽ càng ngày càng khó thu thập. Lúc Quách chủ nhiệm đi vào phòng 722, ngoài ý liệu của gã chính là, bên trong phòng rất đông. Gần 100 người, số người thực tế cao hơn danh sách mà gã đang nắm trong tay nhiều. Điều này khiến kế hoạch ban đầu của Quách chủ nhiệm là định điểm danh, sau đó ra oai phủ đầu bọn chúng bị hắng, gã không thể biết rõ từng khuôn mặt của những học sinh này. Cho dù ngẫu nhiên có một học sinh chưa tới, những học sinh này cũng sẽ điểm danh hộ. Quái thật, cảnh này có chút không hợp với tình huống thầy Chu nói. Hắn không phải nói thực tế học sinh rất kích động, đều không muốn nghe giảng bài sao. Bây giờ xem thì, bọn nó rất bình tĩnh mà. Quách chủ nhiệm lộ vẻ nghi hoặc mà đi lên bục giảng. Chẳng lẽ là do bọn chúng đã biết trước mình sẽ đứng lớp sao?
Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Quách chủ nhiệm sinh ra một cảm giác thỏa mãn vô cùng mãnh liệt. Các em học sinh, tôi là Quách Nhân Hoài. Quách chủ nhiệm đứng trên bục mặt mày hớn hở, tự giới thiệu. Chủ nhiệm của viện phải không? Bọn em biết cả rồi. Vương Cửu Cửu giật earphone trên lỗ tai xuống, bĩu môi nói. Nàng không ngờ Quách chủ nhiệm lại đích thân tới dậy, đấu tranh càng về sau càng gian nan. Nhưng mà, vì Tần Lạc, bọn họ nhất định phải kiên trì. Cho dù trường có phái tới chủ nhiệm hay là hiệu trưởng đi chăng nữa. Quách chủ nhiệm nhìn nữ sinh ngồi hàng đầu, có loại cảm giác kinh diễm trong nháy mắt. Cười ha hả nói, em nữ này nói sai rồi. Nếu tôi đi vào phòng này, vậy chứng minh tôi là thầy của các em. Trách nhiệm của tôi chính là phải cho các em học được thứ chân chính hữu dụng, về phần hư danh chủ nhiệm gì đó mọi người có thể quên đi. Nếu các em đồng ý, có thể gọi tôi là thầy Quách. Nếu các em không vui, cũng có thể gọi thẳng tôi là lão Quách thôi. Tôi biết, ở sau lưng các em đều gọi tôi như vậy. Không thể không nói Quách chủ nhiệm rất có nghề làm công tác với học sinh. Lời vừa nói ra liền kéo gần quan hệ với học sinh của mình. Nói ra chuyện Lý Thú học sinh sau lưng gọi gã là lão Quách, tự lộ việc xấu trong nhà, càng khiến người ta sinh ra cảm giác thân cận đối với lão. Đáng tiếc, lần này lão đối mặt lại chính là bọn quái thai lớp 722 này. Lão Quách, lão mời thầy Tần về đây đi, chúng tôi phải nghe thầy ấy dạy, Vương Cửu Cửu tùy tiện nói. Ông không phải bản thân không biết tự trọng bảo người ta gọi ông là lão Quách sao? Tôi thỏa mãn ông. Sắc mặt Quách chủ nhiệm cứng đờ, thiếu chút nữa không nhịn được mà phát hỏa. Ngoại trừ một vài lãnh đạo hoặc các chủ nhiệm đồng cấp khác trong học viện, còn ai dám kêu lão Quách ở trước mặt mình chứ? Càng khiến người ta hộc máu chính là, bây giờ người học mình như thế lại là một học sinh học viện trung y dược. Học sinh của mình. Khiêm tốn, đây chẳng qua chỉ là sự khiêm tốn của mình. Những học sinh này rốt cuộc có IQ không vậy? Trời, ngay cả lời nói khiêm tốn của mình mà nghe cũng không hiểu sao. Quách chủ nhiệm có một loại xúc động muốn vỗ bàn rời đi, cuối cùng gã đã có thể lý giải vì sao lão Chu sầm mặt chạy đến tố khổ với mình. Bây giờ, gã chỉ muốn ôm bộ ngực lớn cỡ 36D mà khóc một trận thôi. Sắc mặt Quách chủ nhiệm biến đổi trong nháy mắt, từ đen sang tím, từ tím sang đỏ. Rồi từ đỏ trở lại bình thường. Ha ha, tôi nghĩ các em học sinh còn chưa hiểu rõ tình huống rồi. Thầy Tần Lạc bởi vì không có giấy chứng nhận tư cách giáo viên, cũng không qua đào tạo của Viện Y học Chính quy. Bị cấp trên chỉ đích danh phê bình, ngay cả tôi cũng bị cảnh cáo. Ai, Tiểu Tần là thầy giáo tốt, tôi cũng rất thích hắn. Đuổi việc hắn, trong lòng tôi cũng vô cùng luyến tiếc. Quách chủ nhiệm quét mắt khắp toàn trường, cười nói, có điều, cũng may hắn còn trẻ. Rất có tiềm lực phát triển. Lúc đi, tôi đã từng nói chuyện với hắn một lúc. Khuyên hắn đi tìm một trường học để bổ túc, sau khi tốt nghiệp kỳ thi chứng nhận tư cách giáo viên. Học viện trung y dược chúng ta lúc nào cũng hoan nghênh hắn trở về. Thầy Tiểu Tần cũng đã đồng ý. Hắn nói hắn sẽ cố gắng. Trước khi thầy Tần trở về, mọi người cần phải cố gắng học tập. Đừng để thầy Tần phải thất vọng về các em. Lão Quách, chúng tôi cảm thấy thầy Tần dạy rất tốt. Nếu thầy ấy mà đi bổ túc ở trường học khác, ai còn có thể làm giáo viên của thầy ấy chứ? Đúng đấy, nếu thầy Tần còn lợi hại hơn cả giáo viên của thầy ấy. Vậy không phải là khiến cho giáo viên kia khó xử sao? Lão Quách, mời thầy Tần của chúng tôi về đây đi. Tất cả chúng tôi mời lão đi uống rượu hầu. Dầm. Quách chủ nhiệm miếng lau bảng nện mạnh lên bục giảng. Mặt âm trầm quát, quá láo xược. Các em có một chút bộ dạng học sinh nào không? Hay các em không phải là học sinh? Nhà các em cho các em đi học dễ lắm sao? Có phải muốn tôi mời phụ huynh của các em tới không hả? Hay muốn tôi đuổi các em ra hết? Một lãnh đạo của viện đột nhiên phát biểu, sẽ rất uy nghiêm. Các học sinh nhìn nhau, lúc này không ai dám đứng ra chống đối gã. Quách chủ nhiệm, bọn em chỉ muốn một giáo viên giỏi mà thôi. Chẳng lẽ bọn em dốc lòng cầu học đề xuất ra yêu cầu như vậy là quá mức sao? Em chưa thấy ai vĩ đại hơn thầy Tần cả. Vương Cửu Cửu cũng không thèm nể mặt gã, cho dù đối phương đang nổi nóng, nàng cũng dựa vào lý lẽ để tranh biện, quyết không nhượng bộ. Không có là vì trước mặt vẫn chưa tìm được giáo viên thích hợp dạy trung y chẩn đoán học cho các em, tạm thời tôi dạy môn này cho các em. Tôi sẽ đem hết khả năng, cũng xin các em học sinh tin tưởng tôi. Con mắt Vương Cửu Cửu đảo tròn, nói. Trung y chẩn đoán học, yêu cầu tính thực tiễn cao. Chỉ bằng như vậy đi, bọn em ra ba đề, nếu Quách chủ nhiệm có thể trả lời hết được toàn bộ. Bọn em sẽ không nhắc lại yêu cầu mời thầy Tần trở về nữa.
Thầy thấy sao, bọn em cũng không chấp nhận một giáo viên tầm thường lừa bọn em. Phải là ở trong sách trung y chẩn đoán học, Quách chủ nhiệm nói. Đương nhiên, Vương Cửu Cửu gật đầu. Được rồi, các em cứ ra đề, Quách chủ nhiệm nói, tuy rằng gã đã nhiều năm không đứng lớp, nhưng mà, với kinh nghiệm dạy học nhiều năm của lão, cùng với hiểu biết về ngành học, đề những học sinh này ra không chắc có thể làm khó lão. Một bác sĩ giỏi sẽ bị vấn đề của người bệnh làm khó sao? Xác suất này cực kỳ nhỏ. Quách chủ nhiệm, thầy đọc thuộc lòng một lần thang đầu ca quyết bài ca sắc thuốc đi. Vương Cửu Cửu nói. Thang đầu ca quyết, Quách chủ nhiệm lộ vẻ kinh ngạc. Ai lại rảnh tới mức nhớ mấy thứ này chứ? Trước kia gã đọc qua không ít lần, nhưng mà đã sớm quên sạch rồi. Sao, Quách chủ nhiệm không đọc được à? Thứ căn bản như vậy, bình thường tôi thật đúng là không để ý tới. Cá nhân tôi chú trọng thực tiễn của học sinh hơn, tri thức mang tính lý luận như vậy tôi cảm thấy không cần phải học vẹt. Hiểu là được, Quách chủ nhiệm cười xấu hổ, cơ mặt sắp co giật. Vương Cửu Cửu xoay người búng tay một cái, nói, dự bị. Lên! Tứ quân tử thang trung hòa nghĩa tham thuật phục linh cam thảo bỉ. Ích sĩ hạ trần danh lục quân khư đàm bổ khí dương hư nhị. Trừ khư bán hạ danh dị công hoặc gia hương xa vị hàn sử. Trong thang tứ quân tử gồm sâm, thuật, phục linh, cam thảo. Bỏ thêm hạ, trần gọi là lục quân, trừ đàm, bổ khí dương hư nhược. Ngoại trừ bán hạ có công dụng đặc biệt có thể thêm hương, xa trị hàn. Đi di, sâm, thuật, nhân sâm, bạch thuật. Hạ, trần, bán hạ, trần bì, hương, sa, mộc hương, sa nhân, tất cả đều là dược thảo đông y. Càng hiếm có chính là, ngay cả những học sinh dự thính cũng đọc lầu lầu, Tần Lạc trước khi đi có nói hy vọng bọn họ có thể học thuộc lòng bài vè này, cũng nên hao phí tâm tư khắc bài vè này vào trong lòng. Đọc xong, cả phòng lặng ngắt như tờ. Bọn họ ngồi im, vẻ mặt rất trang nghiêm. Đứng dậy, Vương Cửu Cửu hô. Xôn xao. Tất cả học sinh đều đứng dậy, thân người thẳng tắp tắp, ánh mắt dồn lên người Quách Nhân Hoài ở bục giảng. Quách Nhân Hoài không kìm lòng nổi lui về phía sau từng bước, bọn học sinh này muốn làm gì đây? Cúi đầu. Bá. Tất cả học sinh cúi kho mình 90 độ, Quách Nhân Hoài, đối tượng được học sinh cúi đầu, lộ vẻ sợ hãi. Vương Cửu Cửu ngẩng đầu, trầm giọng nói, Quách chủ nhiệm, thầy không thể hiểu ý nghĩa của thầy Tần với bọn em đâu. Một người anh tốt. Một người bạn đáng tin cậy, một thầy giáo thiên tài, bọn em tin tưởng, chỉ cần thầy Tần đồng ý dạy bọn em có thể trở thành thầy thuốc trung y ưu tú nhất. Quách chủ nhiệm, xin trả thầy Tần lại cho bọn em, Vương Cửu Cửu nói. Xin trả thầy Tần lại cho bọn em, học sinh cả lớp nói. Quách Nhân Hoài nhìn từng khuôn mặt trẻ tuổi nghiêm túc cố chấp của những học sinh kia, nhẹ thở dài một tiếng, trầm mặc đi xuống bục. Hóa ra, hắn đã đứng quá cao. Nên người khác khó có thể trèo lên. Lúc này Tần Lạc không biết chuyện đang xảy ra ở trường, hắn đang chơi cờ tướng với Lâm Thanh Nguyên. Lúc ở Tần gia, hắn cũng thường xuyên chơi với ông. Cũng coi như luyện được một tay chơi cờ kha khá. Vừa văn hôm nay Lâm Thanh Nguyên được nghỉ, hắn cũng ngứa nghề. Một già một trẻ này liền sát phạt nhau. Trong tay Tần Lạc cầm con mã, đang chuẩn bị ăn tốt của lão thì di động để bên cạnh lại vang lên. Là tiếng tin nhắn, một dãy số lạ. Trên đó viết, hì hì, đoán thử coi tôi là ai. Dựa vào hai chữ hì hì, Tần Lạc đã biết đối phương là nữ nhân. Vương nhị tẩu nhà kế bên, Tần Lạc nhắn trả. Đáng ghét, tôi là Tư Tuyền, di động lại vang lên. Hả, có việc gì sao, Tần Lạc trả lời. Không có việc gì thì không thể tìm anh à, tôi là muốn cảm ơn thịnh tình khoản đãi lúc ở Yến Kinh. Nếu có thời gian, nhất định phải tới Đài Loan chơi nha. Được rồi. Không quấy rầy anh nữa. Anh bận gì thì làm tiếp đi. Đi mau, đi mau, Lâm Thanh Nguyên thúc giục nói. Ngoại trừ cháu gái của mình, lão không thích thấy Tần Lạc tiếp xúc với bất kỳ nữ nhân nào. Dạ, Tần Lạc ăn tốt của lão, cũng đồng dạng bị lão ăn lại một con tốt. Vừa mới đi được hai nước cờ, di động trên bàn lại vang lên. Lần này là cuộc gọi, trên màn hình di động hiện dãy số của Lệ Khuynh Thành. Tần đệ đệ, mau tới đây. Có một khách hàng lớn đến chỗ chúng ta, người ta muốn gặp cậu, Lệ Khuynh Thành ở bên trong điện thoại thét to. Chương 59, đời người nếu chỉ gặp gỡ thoáng qua. Nhất định phải tới, nhất định phải tới đó. Lệ Khuynh Thành nói câu này xong, liền cúp điện thoại. Căn bản không để cho Tần Lạc có cơ hội từ chối. Đương nhiên, nếu có cơ hội mà nói, Tần Lạc quả thật cũng sẽ từ chối.
Nhưng mà, nàng cứ cúp điện thoại như vậy, ngược lại khiến Tần Lạc băn khoăn. Không đi, có khách đang chờ, hắn cũng tò mò là đại nhân vật nào lại có thể khiến nàng kỳ quái như vậy. Đi ư, hắn thật là có chút sợ hãi đi Khuynh Thành quốc tế. Có lẽ là do sợ bị đám nữ nhân đó vây, mỗi cô gái trong đám đó đều không phải là cô gái bình thường. Đều là nữ siêu nhân. Do dự một lúc, Tần Lạc cuối cùng vẫn nói với Lâm Thanh Nguyên, Lâm gia gia, bạn cháu gọi điện tới, có việc gấp bảo cháu qua đó. Lâm Thanh Nguyên buông quân cờ, nói, đi đi, thanh niên các cháu nên có cuộc sống của mình, kết bạn nhiều cũng tốt. Vậy cháu đi trước, Tần Lạc nói. Ừ, đi đi, đi đi, Lâm Thanh Nguyên cười khoát tay. Tiếp theo, lão như là đột nhiên trong lúc lơ đãng nhớ tới chuyện gì đó, nói với Tần Lạc, đúng rồi. Chưa cháu có về ăn cơm không? Có thể Hoán Khê sẽ về ăn cơm chưa đó? Ồ, được, cháu sẽ cố gắng về. Tần Lạc đáp ứng nói. Có được đáp án mà mình muốn Lâm lão gia tử lúc này mới yên lòng. Nói, được rồi, không có việc gì nữa. Cháu mau đi đi, đúng rồi, Tần Lạc à, có thời gian cháu cũng đi thi bằng lái xe đi. Ông tặng cháu một chiếc xe. Lúc Tần Lạc đi taxi tới Khuynh Thành quốc tế, người đẹp mặc đồng phục lần trước đón hắn cũng đã chờ sẵn ở đó rồi. Tần Lạc từng nghe Lệ Khuynh Thành gọi, tên của nàng là Tiểu Huyền. Là marketing tiếp khách VIP ở Khuynh Thành quốc tế. Thấy Tần Lạc xuống xe, Tiểu Huyền vội tiến lên đón. Cười nói, Tần tiên sinh, ngày cuối cùng cũng đến. Lệ Tổng đã gọi điện thoại hỏi rất nhiều lần. Trên đường bị kẹt xe, Tần Lạc cười nói. Hắn tự nhủ, yêu nữ Lệ Khuynh Thành này thật đúng là thông minh. Đoán chắc mình nhất định sẽ tới, cho nên lúc chưa thấy mình, cũng không chủ động gọi điện thoại cho mình. Mà lại thúc giục nhân viên dưới trướng của nàng. Không sao, chúng ta đi nhanh thôi. Lệ Tổng các nàng đang chờ ở trên lầu. Tiểu Huyền làm tư thế mời, ý bảo Tần Lạc lên trước. Là ai tới? Là khách nhân quan trọng sao? Tần Lạc tò mò hỏi. Lệ Khuynh Thành vội vội vàng vàng cúp điện thoại như vậy, hắn cũng không kịp hỏi. Tôi cũng không rõ lắm. Tiểu Huyền áy náy nói. Cô không biết thân phận của các nàng, làm sao biết các nàng là khách nhân rất quan trọng vậy? Tiểu Huyền dừng bước, chỉ hai cỗ xe màu đen đỗ trước cửa, nhỏ giọng nói, là thế này. Ngồi xe kia tới, hai vệ sĩ, một trợ lý, người đi hầu phía sau cũng có ba người, công chúa thời cổ đi chơi không phải cũng kiểu cách như thế à? Vậy còn không phải là đại nhân vật sao? Tần Lạc cũng không biết cái xe đồ sộ kia là hãng nào, nhưng cũng ngượng hỏi trước mặt mọi người. Mặc dù hắn thực không biết, nhưng cũng không nên phô bày ở trước mặt người đẹp chứ. Tần Lạc làm bộ hiểu rõ gật gật đầu, nói, ồ, ra là thế, nhưng mà, đây là chuyện thẩm mỹ viện các người, tìm tôi tới đây làm gì? Tôi cũng không rõ, Tiểu Huyền nhoẻn miệng cười. Đi theo Tiểu Huyền vào đại sảnh, liếc mắt liền thấy hai nam nhân mặc đồ tây đen đứng ở đó. Trong phòng ngập màu phấn, xuất hiện hai nam nhân khí dương cương đầy mặt như vậy, thật sự khiến người ta cảm thấy có chút quái dị. Bọn họ chính là vệ sĩ đại nhân vật kia mang tới à? Tần Lạc hỏi. Đúng thế, Khuynh Thành quốc tế có quy định cấm đàn ông vào. Bọn họ cũng không thể phá lệ. Chẳng qua, Lệ Tổng đồng ý để bọn họ chờ ở phòng nghỉ của lầu 1. Tiểu Huyền giải thích. Hai người lên lầu 2, bọn Nhiễm Ngọc Tiểu Giật đều ở đó. Chỉ có điều có khi thiếu mấy người, có khi lại tăng thêm mấy khuôn mặt xa lạ. Thấy Tần Lạc đi tới, Nhiễm Ngọc cười nói, anh chàng đẹp trai, cậu cuối cùng cũng tới. Người đẹp Lệ vội muốn chết. Đúng đấy. Mau vào đi thôi, có người đẹp để nhìn đó, tuyệt đối là đại mỹ nữ. Lúc cậu đi vào nhìn, ngoảnh lại nhìn chúng tôi, sẽ phát hiện chúng tôi căn bản là một đám đàn bà mặt vàng. Ừm, người đẹp Lệ cũng bị áp lực thật, có điều tôi vẫn thích người đẹp Lệ hơn. Cậu nói thử xem, nếu ai cưới được nàng có phải sẽ rất có phúc không? Ở trên giường khẳng định phong tao chết mất. Đúng đấy, mặc dù cô gái kia xinh đẹp, nhưng lại quá lạnh lùng nhỉ, cảm giác không giống chúng ta. Tần Lạc. Tôi ủng hộ người đẹp Lệ đó. Cậu không thể có mới nới cũ. Tần Lạc cười khổ nói, tôi cũng không hiểu các cô nói gì nữa. Không hiểu thì quên đi, chờ lúc vào sẽ hiểu. Nhiễm Ngọc cười hì hì nói. Lúc Mã Duyệt đi ra, liếc mắt liền nhận ra Tần Lạc mặc trường bào đen. Ở trong thời kỳ hiện đại hóa đô thị hóa, thanh niên mặc y phục như thế quả thực có chút khác biệt. Chẳng qua nàng biết rất rõ về Tần Lạc, gia quy của họ Tần là thế. Không chỉ hắn. Mà chỉ cần là nam nhân của Tần gia, đều phải mặc như vậy. Nên cũng không thấy tò mò. Anh chính là Tần Lạc tiên sinh sao?
Mã Duyệt đi đến trước mặt Tần Lạc, nói. Đây là lần đầu tiên nàng gặp mặt Tần Lạc, nam nhân này nàng chấm 60 điểm, vốn đã đào thải, thế nhưng bây giờ lại lần nữa lọt vào tầm mắt của các nàng. Vốn cho là người cả đời cũng sẽ không giao tiếp, nhưng cứ một thời gian lại giao nhau. Không thể không nói, lão thượng đế này thật thích đùa giỡn. Tần Lạc gật đầu, nói, tôi là Tần Lạc. Mời, Mã Duyệt làm tư thế mời tiêu chuẩn. Tần Lạc nhìn Tiểu Uyển gật đầu với hắn. Vì thế, hắn liền theo cô gái này tới khu riêng dành cho VIP ở Khuynh Thành Quốc tế. Đây là một gian phòng spa cao cấp đa công năng, có hộ lý massage, suối nước nóng spa, còn có sofa dành cho khách nghỉ ngơi tâm sự. Tần Lạc đi phía sau Mã Duyệt xinh đẹp động lòng người, lúc đi vào, hai tròng mắt trong khoảnh khắc cảm thấy sáng ngời. Giống như đang đêm tối chợt đốt lửa, hay là nụ hoa vốn còn đang e ấp đột nhiên nở rộ. Đó là một loại cảm giác bởi vì cực hạn khiến người ta ngạc nhiên, bởi vì mỹ cảm khiến người ta kinh hỉ. Cô gái mặc bộ áo quần đen bó sát người, buộc đai lưng da trâu màu nâu nhạt, đeo đồng hồ cá tính trên tay hiển nhiên là Lệ Khuynh Thành. Cô gái này giả nam cực kỳ thành công, vừa khéo thể hiện sự lão luyện của nam nhân ra ngoài. Lại làm nổi bật sự quyến rũ xinh đẹp, đánh mạnh vào thị lực khiến người ta cảm giác băng và hỏa hòa quyện chung với nhau. Mà cô gái ngồi một mình ở sofa, đôi mắt thâm sâu như sao hút người ta vào, Tần Lạc lại không nhận ra. Không quen, nhưng cũng không thấy lạ lắm. Đây là một cảm giác thật kỳ quái, giống cảm giác cô nàng là bạn thuở thơ ấu, sau bao nhiêu năm hai người lại gặp lại. Chuyện như vậy thường chỉ xuất hiện ở trên phim điện ảnh và truyền hình, nhưng bây giờ lại chân chân thật thật nhộn nhạo ở trong lòng Tần Lạc. Chắc là vì ánh mắt nàng lúc nhìn mình có vẻ quái quái. Trong lòng Tần Lạc thầm nghĩ. Tần Lạc giờ mới hiểu lời đám bà tám bên ngoài kia nói là có ý gì, cũng lý giải được vì sao hôm nay nhóm nàng mặt mày ỉu xìu thế, ngay cả tiếng nói so với trước kia cũng nhỏ đi không ít. Càng hiếm thấy chính là, hôm nay lại không đùa mấy chuyện mập mờ với mình nữa. Không thể không nói, cô gái này quả thật là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Thấy nàng rồi, bạn có thể nghĩ tới rất nhiều từ ngữ yêu mỹ. Cũng có thể nghĩ tới rất nhiều câu thơ tả nữ nhân xinh đẹp. Nhưng mà, khi bạn ướm những từ ngữ, câu thơ ấy lên người nàng, lại cảm thấy những chữ đó, những câu đó cũng không thích hợp. Nàng thật độc đáo, độc nhất vô nhị. Nếu như bản thân có tài văn chương xuất chúng, có lẽ sẽ vì nàng làm thơ làm phú. Nhưng rất hiển nhiên, Tần Lạc cũng không cảm giác được mình có tài năng như thế. Cho nên, hắn chỉ có thể định nghĩa cô gái này một cách tục tằng như vậy, cực phẩm mỹ nữ. Lệ Khuynh Thành nháy mắt ra hiệu với Tần Lạc, sau đó đứng lên, nhoẻn miệng cười nói, hắn chính là Tần Lạc. Người chữa bệnh cao cấp của Khuynh Thành Quốc tế chúng tôi. Chỉ phục vụ cho hội viên VIP, y thuật của hắn vô cùng cao minh, có vấn đề gì, cứ việc nhờ Tần Lạc tư vấn. Các người tán gẫu đi, tôi sẽ không quấy rầy nữa. Cô gái này đóng người ra người, giả quỷ ra quỷ. Khi nàng gặp người đứng đắn, ngôn ngữ cử chỉ vô cùng khéo léo. Cô gái kia gật gật đầu, không nói lời nào cả. Lệ Khuynh Thành vội lui ra ngoài, còn rất cẩn thận đóng cửa phòng giúp hai người. Cô gái đưa mắt đánh giá trên người Tần Lạc, từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên. Sau đó, dừng lại ở khuôn mặt hắn, giống như chỗ đó có một đóa hoa vậy. Đương nhiên, để mình không thiệt thòi, Tần Lạc cũng hung hăng nhìn bắp đùi và bộ ngực nàng vài lần. Anh là Tần Lạc, cô gái lên tiếng hỏi, ngay cả tiếng nói cũng dễ nghe như vậy. Ừ, chính là tôi, Tần Lạc nói. Thấy cô gái này không có ý mời mình ngồi, hắn đành chạy tới ghế salon ngồi. Dù sao thẩm mỹ viện này cũng không phải do nhà nàng mở. Nghe nói y thuật của anh rất cao minh, nên tôi cố ý tới bái phỏng. Cô gái thấy động tác Tần Lạc, lông mi cong cong chớp mấy cái. Cô có gì muốn hỏi à? Vậy thân thể của cô có chỗ nào không thoải mái? Tần Lạc nhìn cô gái này hỏi. Trung y chú trọng bốn chẩn, nhìn, nghe, hỏi, sờ. Nhìn sắc mặt, nghe tiếng thở, hỏi chứng bệnh, sờ mạch đập. Nếu cao minh, tất nhiên không cần tôi nhiều lời, anh cũng có thể biết thân thể người bệnh có gì không khỏe. Nếu là loại lang băm hại người, thì cho dù tôi có kể ra, anh cũng sẽ không chẩn đoán ra được rốt cuộc là có vấn đề gì. Có phải thế không? Giọng nói của cô gái như gió thổi mây bay, bộ dạng giống như không để ý đến bất cứ thứ gì. Nhưng mà, Tần Lạc từ nội dung lời nói của nàng nghe ra ý công kích. Đúng thế. Tần Lạc gật đầu nói. Vậy, bây giờ anh có thể khám chữa bệnh cho tôi rồi. Cô gái nói. Tần Lạc đứng lên,
đi tới trước mặt cô gái, xem sắc mặt cẩn thận. Bị nhìn khoảng cách gần như vậy mà cô gái kia lại không hề mất bình tĩnh. Lộ vẻ thản nhiên đối mặt với hắn, thậm chí, biểu cảm trên mặt cũng không có chút biến hóa nào. Điều này khiến Tần Lạc có cảm giác thất bại, chẳng lẽ mình không có chút thiên phú làm sắc lang nào sao? Sắc mặt hồng nhuận, da thịt sáng bóng, đây là vẻ mặt khỏe mạnh. Giọng nói trong trẻo, âm không tạp chất, đây là giọng nói khỏe mạnh. Hỏi cũng không cần hỏi nữa, dù sao cô cũng sẽ không nói. Tần Lạc chụp tay cô gái, nói, bây giờ cần sờ mạch đập. Chương 60, cô có bệnh thần kinh. Văn nhân Mục Nguyệt không kịp ngăn lại, tay nàng đã bị Tần Lạc giữ ở trong lòng bàn tay. Nhìn bộ dạng hắn có vẻ yếu yếu ớt ớt, cứ bệnh bệnh thế nào, không ngờ tốc độ hành động lại kinh người như thế. Giống như câu hình dung cao thủ võ lâm trong tiểu thuyết võ hiệp, tính như thỏ bệnh, động như linh thỏ. Hơn nữa, loại hành vi này của hắn nếu ở lúc văn nhân Mục Nguyệt 2 tuổi có IQ cao tới 152, thiếu chút nữa vượt qua thiên tài tính toán Einstein 160, sẽ được kết luận là tính công kích mạnh mẽ. Nội tâm kiêu ngạo cực độ. Thú vị, không ngờ hắn lại là một nam nhân nguy hiểm. Khóe miệng văn nhân Mục Nguyệt nhẹ nhàng nhếch lên một độ cong mê người, quên cả giãy giụa, cũng quên ý phản kích bạo lực ném Tần Lạc qua vai. Tay nàng chưa từng có gã đàn ông nào nắm qua cả. Tần Lạc là người đầu tiên. Tần Lạc cũng không biết văn nhân Mục Nguyệt suy nghĩ cái nghĩ, hắn chỉ đang chuyên chú thưởng thức đôi tay ngọc của nàng. Phần lớn nhà văn thích dùng câu 10 ngón thon thon như búp măng, cổ tay giống như ngó sen trắng để hình dung bàn tay dài đẹp của nữ nhân. Nhưng mà, cho dù là búp măng, hay là ngó sen trắng, cũng làm sao bì được một phần vạn ngón tay, cổ tay của nữ nhân. Cô gái này hiển nhiên là được Thượng Đế yêu ái nhất rồi, mỗi một chỗ đều được người điêu khắc tỉ mỉ từng nét. Cho dù được gọi là bàn tay gợi cảm cũng không ngoa. Trắng nõn, trơn mềm, xương ngón tay thon thon dài dài. Rất thích hợp để học piano. Một đôi tay như vậy nếu không đánh piano, thật sự là có chút đáng tiếc. Lúc thầy thuốc bắt mạch cho nữ bệnh nhân, đều giống như anh nhất tâm nhị dụng vậy sao? Văn nhân Mục Nguyệt lên tiếng hỏi. Cô nhìn ra sao? Tần Lạc kinh hãi, hắn luôn rất hàm xúc mà, trên mặt cũng làm bộ dạng chính nhân quân tử không vì sắc đẹp mà thay đổi. Trên mặt thì nhìn không ra, nhưng lại từ trong lòng nhìn ra, văn nhân Mục Nguyệt nói. Từ trong lòng nhìn ra, cô cũng học y sao? Tôi không học y, nhưng tôi biết cách nhìn người. Gặp người có tính cách mà anh hiểu rõ thì sẽ đoán ra dựa vào một động tác hay là một loạt động tác của hắn. Tôi biết bây giờ trong lòng anh nhất định sẽ rất tin phục, tin mỗi một câu tôi nói, nhưng trên mặt lại cố ý biểu hiện bộ dạng bình tĩnh. Văn nhân Mục Nguyệt cười nhẹ nói. Tần Lạc lại kinh hãi. Cô gái này thật quá khủng bố, thậm chí ngay cả ý nghĩ trong lòng hắn cũng có thể đoán chuẩn xác như thế sao? Xem ra tôi đoán trúng rồi. Văn nhân Mục Nguyệt nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt Tần Lạc, lạnh nhạt nói. Mạch thu được bình ổn, mạch tượng trung hòa. Tiểu thư, cô là người khỏe mạnh nhất mà tôi từng thấy. Tôi nghĩ, tôi cũng không giúp gì được cho cô cả. Nếu không có việc gì nữa, tôi đi trước. Tần Lạc buông tay văn nhân Mục Nguyệt ra, xoay người đi tới cửa. Cô gái này, quá nguy hiểm, có lẽ nhanh rời đi là tốt nhất. Chờ chút, lúc Tần Lạc cầm tay nắm cửa chuẩn bị mở ra, văn nhân Mục Nguyệt hô lên. Tần Lạc quay đầu lại, thấy văn nhân Mục Nguyệt từ trên ghế salon đứng dậy. Dáng người thon dài, tư thái tao nhã, hiển nhiên là đã trải qua sự giáo dục rất tốt của quý tộc. Phát triển một gia đình quý tộc cần sự cố gắng rất nhiều của cộng đồng. Mà ở Trung Quốc có thể xưng là gia đình quý tộc, thật sự chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Văn nhân Mục Nguyệt đi tới phía sau Tần Lạc, nói, tôi không chấp nhận kết quả chẩn đoán của anh. Vậy là có ý gì? Tần Lạc hỏi. Trung y chú trọng suy đoán, dựa ngoại đoán nội, dựa chứng bệnh đoán bệnh tình. Vậy, anh cũng giúp tôi suy đoán một lần đi. Cô không có bệnh, làm sao suy đoán? Tần Lạc nghĩ thầm, cô gái này không phải là ăn no dỗi việc chạy đến tìm mình làm trò cười đấy chứ. Biểu hiện bên ngoài của bệnh là như thế. Một thầy thuốc giỏi, hẳn là có thể dựa vào biểu hiện xem bản chất mới đúng. Tần Lạc nghĩ một lát, híp mắt cười, nhìn văn nhân Mục Nguyệt hỏi, cô muốn gì? Tìm bác sĩ, tự nhiên là muốn xem bệnh rồi. Tần Lạc gật gật đầu, nói, cô quả thật có bệnh. Hơn nữa bệnh cũng không nhẹ. Xin rửa tai lắng nghe. Cô bị tâm thần, hoặc nói chính xác là, cô có bệnh thần kinh. Tần Lạc cười lạnh nói. Đây mà là một thầy thuốc giỏi chẩn đoán vì người bệnh hay sao chứ? Xem ra, là hư danh hại người mà.
Văn Nhân Mục Nguyệt chẳng hề tức giận. Tần Lạc chậm rãi tới gần Văn Nhân Mục Nguyệt, nhìn gương mặt tinh xảo mà không hề khủng hoảng của nàng, nói, tiểu thư, chúng ta vốn không quen biết. Nhưng tôi lấy nhân cách của tôi cam đoan, tôi tuyệt đối chưa từng gặp qua cô. Tôi cũng không rõ mục đích cô tới tìm tôi là gì, có lẽ, đây cũng chỉ là trò đùa dai mà kẻ có tiền các người nghĩ ra. Nhưng mà, thật xin lỗi, tôi không có hứng thú chơi trò này với các người. Tôi là một thầy thuốc, trị bệnh cứu người là trách nhiệm của nghề chúng tôi. Nếu cô là bệnh nhân của tôi nhất định sẽ tận hết khả năng. Nhưng bây giờ, xin cô đừng trì hoãn tôi, thời gian đối với tôi rất quý giá. Tạm biệt, Tần Lạc nói. Lúc đi tới cửa, Tần Lạc lại quay đầu lần nữa, cười nói, tốt nhất là không thấy mặt nhau nữa. Nếu vậy, sẽ chứng minh cô khỏe mạnh như ý. Loảng xoảng. Tần Lạc gật đầu với Mã Duyệt đang đứng đợi ở cửa, sau đó đóng cửa lại vội rời đi. Mã Duyệt nhìn Tần Lạc đi ra ngoài xong, lúc này mới đẩy cửa phòng. Tiểu thư, cô không sao chứ? Mã Duyệt nhìn vẻ mặt trầm tư của Văn Nhân Mục Nguyệt, gọi nhỏ. Không sao, Văn Nhân Mục Nguyệt nhẹ giọng đáp. Tiểu thư có hài lòng với lần gặp mặt này không? Mã Duyệt nhỏ giọng hỏi. Xem, bộ dạng hai người nói chuyện thì hình như không được ăn ý cho lắm. Hài lòng, Văn Nhân Mục Nguyệt khẽ nở nụ cười. Mã Duyệt, hắn mắng ta là bệnh thần kinh đó. Mã Duyệt vẻ mặt sầm xuống, lấy di động ra gọi cho vệ sĩ dưới lầu, bảo bọn họ chặn Tần Lạc lại. Không người nào dám vũ nhục tiểu thư, bọn họ cũng không cho phép có người như thế xuất hiện. Văn Nhân Mục Nguyệt khoát tay áo, nói, Mã Duyệt. Quên đi, đây là một loại cảm giác thật kỳ quái. Trên cơ bản, tôi đồng ý với chẩn đoán của hắn. Tiểu thư, cô. Chẳng qua, tôi cảm thấy cần sửa chẩn đoán của hắn một chút. Tôi không phải bị bệnh thần kinh, tôi chỉ là có triệu chứng thần kinh mà thôi. Mã Duyệt, cô thấy sao? Tiểu thư, tôi không biết, Mã Duyệt thành thật trả lời. Nếu không phải có triệu chứng thần kinh, tại sao tôi lại muốn tới gặp hắn? Một nam nhân chủ động vứt bỏ tôi, trong lòng tôi nên có hận ý mới đúng. Tiểu thư, sau này cô có thể có nhân tuyển tốt hơn. Chúng tôi đều cảm thấy, hắn không xứng với cô, Mã Duyệt an ủi nói. Văn Nhân đại tiểu thư lật tay làm mây úp tay làm mưa trong thương nghiệp, mà lại cũng có lúc như những tiểu nữ khác, rối rắm trong vấn đề bỏ và được. Tốt hơn, tôi không thiếu tốt hơn, tôi chỉ thiếu thích hợp hơn, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Đi, chúng ta trở về thôi. Còn rất nhiều chuyện phải giải quyết. Vâng, tiểu thư, Mã Duyệt vừa gọi điện thoại bảo vệ sĩ dưới lầu chuẩn bị xe, vừa dẫn Văn Nhân Mục Nguyệt đi ra ngoài. Một đám người hộ tống Văn Nhân Mục Nguyệt vào trong xe Roy Phantom làm theo yêu cầu đặc biệt được gọi là tòa thành di động trên đất liền. Đợi tới khi xe từ từ khởi động, Mã Duyệt dâng chén rượu vang đỏ tinh tế cho Văn Nhân Mục Nguyệt thưởng thức, nói, tiểu thư, có cần loại bỏ Tần Lạc khỏi danh sách không? Loại bỏ, tại sao phải loại bỏ? Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi ngược lại, hắn không vĩ đại, nhưng mà, cũng không dối trá. Hơn nữa, hắn là một nam nhân rất thú vị. Vậy, tiểu thư, chúng ta liệt hắn vào đối tượng trọng điểm để khảo sát à? Văn Nhân Mục Nguyệt lắc đầu, nói, hắn hả, tôi định tự mình khảo sát. Mã Duyệt thở dài một tiếng, xem ra, tiểu thư đã cảm giác sai rồi. Kinh nghiệm công tác nhiều năm nói cho nàng biết, chỉ có số liệu mới có thể hiểu rõ trình độ vĩ đại của một người. Lệ Khuynh Thành tự mình ra tiễn Văn Nhân Mục Nguyệt, đợi sau khi xe của nàng đã đi xa, mới vội vào Khuynh Thành quốc tế. Vừa mới đi lên lầu 2, đám bà tám kia liền xông tới. Người đẹp lệ, cô gái kia rốt cuộc là lai lịch thế nào? Sao kiêu ngạo vậy? Đúng đấy, tôi còn chưa thấy lái Roy chạy tới làm thẩm mỹ bao giờ. Vệ sĩ cũng dẫn theo ba người. He he, hâm mộ thật đó. Lệ Khuynh Thành cười mắng, các cậu cứ chua xót đi. Chua chết các cậu, biết cái gì gọi là quý tộc không? Biết cái gì gọi là khí chất không? Xem bọn củi khô các cậu sau này còn dám kiêu ngạo như vậy nữa không? Ôi, yêu tinh lệ, lời này của cậu không đúng rồi. Bọn mình không bằng nàng, bọn mình thừa nhận. Nhưng cậu thì sao, cậu hơn bọn mình điểm gì nào? Nhiễm Ngọc chỉ vào Lệ Khuynh Thành nói. Nụ cười trên mặt Lệ Khuynh Thành lập tức cứng đơ, cười khổ nói, thật đúng là không có thiên lý mà. Trên thế giới sao lại có thể có loại con gái này hả? Còn để cho người ta sống hay không đây? À này, nàng tới làm thẩm mỹ, tìm Tần Lạc làm gì chứ? Tiểu Giật tò mò hỏi. Đúng rồi, Tần Lạc đâu? Lúc nãy Lệ Khuynh Thành vội vào trong, vừa rồi mãi bận, không biết Tần Lạc chạy đi đâu rồi. Tần Lạc vừa mới từ trong toilet đi ra,
đã bị Lệ Khuynh Thành tóm được. Lệ Khuynh Thành nắm tay hắn kéo lên phòng làm việc của nàng ở lầu 3. Vào phòng, đóng cửa lại, Lệ Khuynh Thành liền lộ vẻ kích động hỏi, sao rồi? Nói chuyện với nàng sao rồi? Tạm tạm, Tần Lạc nói, Lệ Khuynh Thành thở phào nhẹ nhõm, nói, tạm tạm là được rồi. Tôi cứ sợ cậu nói không tốt. Nàng ta là ai? Tần Lạc kỳ quái hỏi. Tôi sao biết được, chẳng qua nhìn điệu bộ kia, phái đoàn kia, kiểu mẫu kia của người ta. Khẳng định không phải là người thường, cậu cần phải giúp tôi lừa nàng một chút ha, đây là khách hàng lớn của tôi. Nàng không chỉ có thẻ VIP năm 29 vạn, còn định để tầng lớp nữ thượng lưu làm khách VIP của công ty đấy. Vậy cô không phải định kiếm một khoản kha khá chứ? Đúng thế, Lệ Khuynh Thành bộ dạng thấy tiền sáng mắt, liếc mắt nhìn Tần Lạc, nói, yên tâm đi, không bạc đãi cậu đâu. Có điều cậu phải giúp tôi ứng phó nàng cho tốt, nếu cần, cậu hy sinh một chút nhan sắc cũng được. Chị sẽ không trách cậu. Xem ra, nàng rất hài lòng với y thuật của cậu. Trước khi đi còn nói, lần sau lại đến tìm cậu khám chữa bệnh. Rốt cuộc bệnh của nàng là gì? Có nghiêm trọng không? Nếu nghiêm trọng, chị giúp cậu chém nàng một khoản. Mấy kẻ có tiền này cũng tiếc mạng, tiền hoa hồng xem bệnh có nhiều hơn nữa cũng sẽ không cảm thấy tiếc. Nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Bệnh gì? Bệnh thần kinh. Cậu thật sự không nên nói như thế chứ? Lệ Khuynh Thành cười khanh khách. Thật sự là nên nói như thế. Thật sự, nụ cười trên mặt Lệ Khuynh Thành biến mất. Thật. Hai mắt Lệ Khuynh Thành tối sầm, người ngã vật xuống ghế salon. Chương 61, tôi quen anh à? Sao có thể như vậy? Cô ta chính là chủ vàng lớn nhất trong năm nay của tôi đó. Lệ Khuynh Thành rên rỉ đau khổ. Tần Lạc Lực bất tòng tâm, nói. Ngoại trừ bệnh tâm thần ra, tôi thực sự không tìm ra từ nào khác có thể hình dung bệnh án của cô ta. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lệ Khuynh Thành thân hình mềm oặt dựa lên ghế salon, ngẩng mặt lên hỏi Tần Lạc. Tôi và cô ta không quen biết nhau, nhưng được cô ta gọi tới khám bệnh. Sau khi Vọng Văn vấn Thiết Tứ Trần nhìn, nghe, hỏi sờ phát hiện thân thể của cô ta căn bản không có bất kỳ vấn đề gì. Ngoài ra còn vô cùng khỏe mạnh. Thậm chí ngay cả dấu hiệu của những bệnh lặt vặt cũng không có. Nhưng, cô ấy lại ép tôi tới làm suy diễn bệnh lý cho cô ấy. Một người thân thể không có bệnh, tôi sao có thể làm suy diễn bệnh lý đây? Lệ Khuynh Thành nhíu mày, hỏi, cậu hoài nghi cô ta là cố ý đùa bỡn anh? Cách nghĩ của người có tiền tôi không hiểu, tôi cũng không biết mục đích cô ấy làm vậy là vì lý do gì. Nhưng, tôi có thể xác định một chuyện là y thuật của tôi chỉ để giúp cho những người cần giúp. Tôi không muốn thành đồ chơi của người khác, y thuật của tôi lại càng không thể. Tần Lạc mặt mày nghiêm túc nói. Lệ Khuynh Thành thầm gật đầu, người trẻ tuổi có sự kiên trì như thế này thực sự là rất hiếm có. Nếu như một người đàn ông khác gặp phải cô gái vừa rồi, tất nhiên sẽ ra sức nịnh hót, đừng nói chỉ là thôi diễn bệnh tình, cho dù là thôi diễn thân thể bọn họ cũng vui vẻ phụng bồi. Tần Lạc và người khác không giống nhau, có lẽ đây cũng là nguyên nhân hắn hấp dẫn mình và những người khác. Lệ Khuynh Thành thầm nghĩ trong lòng. Sau khi cô ta tới thì chỉ đích danh cậu, tôi cho rằng cô ta từ nơi nào đã nghe kể về y thuật của cậu, cho nên mới gọi điện thoại mời cậu tới. Không ngờ rằng, vì sao lại lộn xộn như vậy? Có điều, cô ta là một cô gái vô cùng thông minh. Lúc tôi nói chuyện với cô ta, đều phải vô cùng cẩn thận. Có một loại cảm giác như bị cô ta nhìn thấu, nếu sau này các người có cơ hội gặp mặt, cô nhất định phải cẩn thận một chút. Chắc không có cơ hội gặp mặt đâu. Tần Lạc nói, trong lòng hắn thầm nghĩ, không chỉ mình là có cảm giác như bị nhìn xuyên thấu tim gan, ngay cả yêu tinh như Lệ Khuynh Thành cũng nói cô ta lợi hại, xem ra cô ta quả thực là tinh minh đến dọa người rồi. Có dạng hôn thê như vậy thì là may mắn hay bất hạnh đây? Nhưng, cậu đối đãi với một mỹ nhân quốc sắc thiên hương như vậy, lại còn chửi người ta bị thần kinh, cậu không thấy nhẫn tâm ư? Tôi không chửi cô ta, Tần Lạc nói, bệnh thần hình, hoặc có thể gọi là bệnh tâm thần. Là một loại bệnh. Động tác hành vi của loại người mắc bệnh này người bình thường khó có thể lý giải được. Dưới sự chi phối của bệnh thái, tâm lý sẽ có những hành vi như tự sát hoặc là công kích, làm tổn thương người khác. Mà căn cứ vào chứng trạng mà cô ta biểu hiện, có chút tương tự với loại bệnh này. Đây chỉ là tôi chẩn đoán bệnh tình cho cô ta mà thôi. Lệ Khuynh Thành bật cười, chỉ vào Tần Lạc, nói, cái đồ vô lại này, mắng người cũng không chịu thừa nhận, lại còn dám xả ra một đống đạo lý như vậy nữa. Tôi chỉ nói sự thực mà thôi. Xem ra, tôi không thể trở thành gà đẻ trứng vàng của cô được rồi. Tần Lạc vừa cười vừa nói.
Lệ Khuynh Thành lắc đầu, con mắt quyến rũ nhìn Tần Lạc, nói, thế nhưng, cô ta hình như lại rất hài lòng với y thuật của cậu. Còn nói là hy vọng cậu có thể tiếp tục trị liệu cho cô ta. Xem ra cậu chó ngáp phải ruồi rồi. Tần Lạc lắc đầu, thầm thở dài trong lòng. Tội gì phải vậy chứ? Đúng rồi, có chuyện này tôi luôn muốn hỏi cậu mà cứ quên suốt. Lệ Khuynh Thành từ trên salon bật dậy, nhìn Tần Lạc, nói, cậu và Lâm Hoán Khê có quan hệ như thế nào? Quan hệ bạn bè. Bạn bè kiểu gì? Chính là, bạn bè thân thiết, Tần Lạc nói, cụ thể là quan hệ bạn bè kiểu gì thì chính bản thân hắn cũng không phân biệt nổi. Đã lên giường chưa? Thấy Tần Lạc bị câu hỏi của mình làm cho mặt đỏ bừng, nửa ngày không nói nên lời. Lệ Khuynh Thành lại cười đến nỗi cả người run bần bật, nói, thế nào? Còn chưa ăn được à? Mặt đỏ như thế này, cậu không phải còn là Sử Nam chứ? Thế thì sao? Tần Lạc mạnh miệng phản kích. Sử Nam thì đáng xấu hổ chứ sao nữa? Ha ha, không ngờ cậu hiện tại còn là Sử Nam. Tần đệ đệ, cậu tụt hậu quá đấy. Hiện tại ngay cả học sinh trung học còn lợi hại hơn cậu. Chúng tôi không phải là loại bạn bè đó. Tần Lạc mặt đỏ rực. Thầm nghĩ, lần sau người khác có hỏi, mình phải nói không phải là Sử Nam. Dẫu sao thì đàn ông cũng chẳng có màng trinh, bọn họ cho dù cởi quần mình ra kiểm tra chắc cũng chẳng phân biệt được thật giả đâu. Lệ Khuynh Thành dựa sát người vào Tần Lạc, bộ ngực sữa phập phồng dưới mắt hắn. Cả một mảng thịt trắng nõn khiến cho Tần Lạc len lén nuốt nước bọt. Tiểu đệ đệ, cậu thấy tôi xinh hơn hay là Lâm Hoán Khê xinh hơn? Đều xinh cả. Nếu cho cậu chọn một trong hai người làm vợ, cậu sẽ chọn ai? Ai cũng tốt cả. Ai cũng tốt cả là sao? Tiểu đệ đệ, cậu tham quá đấy, đòi cưới cả hai người chúng ta, muốn một mình hai vợ à? Không phải, không phải. Tôi không hề nghĩ vậy. Tần Lạc vội vã xua tay. Chỉ cần là một người đàn ông bình thường, đều có ý nghĩ như vậy cả. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hắn biết điều đó là không thể. Hừ, coi như cậu thức thời. Nếu như cậu muốn chọn thì chọn tôi nhé. Tôi sẽ suy nghĩ, Tần Lạc nói, trưa này tôi còn có việc phải làm. Đi trước đây. Tần Lạc không giỏi nói về đề tài này, chỉ muốn mau mau thoát khỏi đây. Tôi đang chuẩn bị bảo cậu đi ăn trưa cùng tôi. Lệ Khuynh Thành tiếc nuối nói, cậu có việc rồi thì thôi vậy. Ban đầu Tần Lạc định bắt xe về thẳng biệt thự của Lâm gia, nhưng khi xe đi qua cửa trường Đại học Y khoa Thủ đô, Tần Lạc hét lên, sư phụ, dừng xe ở đây đi. Sau khi xuống xe, Tần Lạc đi bộ vào trong trường. Vốn muốn tới phòng học của bọn Vương Cửu Cửu xem thế nào, nhưng do dự một lát thì lại thôi. Hắn mà đến thì chỉ tổ để bọn học sinh đó làm khó. Hắn biết rằng, Lâm Hoán Khê sau buổi sáng còn có hai tiết. Còn phải đợi mười mấy phút nữa mới hết tiết, lúc này tới tìm cô ta, vừa hay được đi nhờ xe. Tần Lạc vừa tới cửa tòa nhà của Học viện Công trình Sinh vật thì một chiếc xe Ferrari màu đỏ rất hào hoa dừng ở cạnh hắn. Là mày à, người đàn ông trên xe hạ kính xuống, nhìn Tần Lạc, hỏi. Là tôi, Tần Lạc gật đầu, nếu như đối phương không chủ động hỏi thì hắn căn bản không có cách nào liên hệ được Vương Dương Tâm mặc đồ tây, đeo kính đen. Lái xe đẹp ở trước mắt này với Vương Dương Tâm gặp được tại Lâm gia. Hắn lúc trước có thể nói là tự đại, hắn hiện tại chỉ có thể nói là vô cùng cuồng vọng. Có điều khiến cho người ta kỳ quái là hắn chạy tới đây làm gì? Mày tới đây làm gì? Không phải nghe nói là mày bị Học viện Trung y Dược khai trừ rồi sao? Vương Dương Tâm hai tay cầm một bó hoa hồng rất to, đẩy cửa đi ra, chế nhạo nói. Nói thật nhé, tao còn có chút đồng tình với mày đấy. Lần trước lão Uông nói mày biết thái ất thần châm gì gió, lại còn thổi phồng mày lên. Tao còn cho rằng mày lợi hại lắm, nhớ những gì mà tao nói trước kia không? Đồ dởm cuối cùng cũng vẫn là đồ dởm, giấu được nhất thời chứ không giấu được mãi mãi. Lãnh đạo của Học viện Trung y Dược thực sự rất tinh mắt, nhanh như vậy mà đã bắt được mày rồi. Tần Lạc nhíu mày nhìn hắn, nói, anh rốt cuộc là muốn nói gì? Tao muốn nói là mày thấy mày xứng với Hoán Khê ư? Mày lại muốn dùng phương pháp gì để lừa cô ấy? Tôi có xứng hay không thì liên quan gì đến anh, tôi dùng cách gì để lừa cô ấy là chuyện của tôi. Liên quan chó gì đến anh? Tần Lạc lạnh lùng nói. Xem ra thằng Ôn này gần đây cũng nhàn rỗi thật, đi lần mò tất cả mọi chuyện của mình. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã phát hiện khi tên này nhìn thấy Lâm Hoán Khê thì ánh mắt có chút khác lạ. Không ngờ nhanh như vậy đã bước vào giai đoạn theo đuổi cô ấy rồi. Chẳng trách có người nói. Tay nhanh thì có, tay chậm thì mất, vợ đẹp thì phải cướp về.
Mọi người đều là người thông minh, không cần phải giả vờ làm gì. Tao biết mày thích Lâm Hoán Khê, rất không may là tao cũng thích cô ấy. Vương Dưỡng Tâm chỉ vào bó hoa hồng đang ôm trước ngực, cười nói. Đấy là chuyện của anh, chẳng liên quan gì tới tôi cả. Tần Lạc nói. Người thích Lâm Hoán Khê có rất nhiều, lúc trước rất nhiều mà sau này thì chắc là còn nhiều hơn. Nhưng, thế thì sao chứ? Không phải là ai cũng bị cô ta đập chết sao? Tao chỉ muốn khuyên mày, đừng làm những chuyện không tự lượng sức. Câu này tôi cũng muốn nói với anh đấy. Hai tên đàn ông mặt trầm xuống, ánh mắt chạm nhau trong không trung, đao quang kiếm ảnh, sát khí dọc ngang. Khi tiếng chuông tan học vang lên, hai người mới thu lại ánh mắt, nhìn về phía đại sảnh pha lê của trường học. Giống như là nước sôi trong nồi, trường học từ tĩnh lặng biến thành ầm ĩ, có tiếng kéo ghế, có tiếng ồn ào mà không ai có thể phân biệt nổi là tiếng gì. Và nhiều nhất chính là tiếng bước chân chạy rầm rập xuống cầu thang. Học sinh vừa xuống đến nơi tự nhiên đều bị chiếc xe Ferrari đỗ ở trước cửa hấp dẫn, có nữ sinh còn đòi chụp ảnh với chiếc xe, những nam sinh thì hai mắt sáng ngời. Cho dù là trong lòng kinh thường, nhưng vẫn mang một chút hâm mộ. Là đàn ông ai mà không muốn lái một chiếc xe thể thao phong cách đi đón người yêu của mình tan học. Vương Dưỡng Tâm anh tuấn hào phóng, tay cầm một bó hoa hồng đang đứng dựa vào xe. Như vậy để tiện cho mọi người có thể phân biệt ai mới là chủ nhân của chiếc xe. Đương nhiên, hắn đã lo lắng dư thừa rồi, không ai hoài nghi chiếc xe thể thao Ferrari này là của Tần Lạc đang mặc một chiếc áo dài màu xám cả. Có điều, người chú ý tới Tần Lạc cũng không ít. Ý, tên đó trông quen mặt quá. Mày hâm à, hắn không phải là lão sư đã có tai tiếng với Lâm Hoán Khê ư. Cho dù mà quên mặt hắn thì cũng phải nhớ trường bào trên người hắn chứ. Không phải hắn chính là lão sư của Học viện Trung Y Dược sao? Nghe nói mấy ngày trước đã bị khai trừ rồi. Tiếng nghị luận của người khác tất nhiên là truyền tới tai của Tần Lạc, nhưng hắn cũng chỉ cười trừ. Người ngoài cuộc vĩnh viễn chỉ là xem náo nhiệt, chân tướng chỉ được nắm giữ trong tay của vài người. Lúc Lâm Hoán Khê xuống lầu, liếc một cái là nhìn thấy Tần Lạc đang đứng ở cửa. Trong lòng cô ta rất vui mừng, nhưng lại không biểu hiện ra mặt. Chỉ là bản thân cô ta cũng không chú ý tới rằng tiết tấu cất bước của mình rõ ràng là nhanh hơn một chút. Anh sao lại tới đây? Lâm Hoán Khê đi tới trước mặt Tần Lạc, hỏi. Vừa hay đi ngang qua cho nên tới đây xem thế nào. Tần Lạc cười nói. Ừ, chúng ta về đi. Lâm Hoán Khê gật đầu, cầm chìa khóa định mở chiếc xe của mình. Hoán Khê, Vương Dưỡng Tâm vào tới, hai tay cầm bó hoa hồng kiều diễm đưa tới trước mặt Lâm Hoán Khê, nói. Tuy tặng hoa hồng sẽ khiến người ta cảm thấy dung tục. Nhưng nhan sắc của hoa hồng vừa hay có thể biểu đạt một chút tâm ý của anh. Lâm Hoán Khê không nhận hoa, nhíu mày hỏi, tôi quen anh à? Chương 62, bảo hắn tự mình tới đi. Tính tình Lâm Hoán Khê lạnh lùng, bình thường đều không hòa nhã với đàn ông, đối những tên đàn ông mà cô ta đã từng cự tuyệt nhưng lại vẫn quấn quýt không rời thì cô ta lại càng không có hảo cảm. Kỳ thực, trong đời sống hiện thực, đàn ông chấp nhất vốn là mẫu mà con gái rất thích. Những hoa si nam mà chỉ bị mắng một cái đã đổi sang người khác mới là kẻ bị đồng bào nữ tính ghét nhất. Nhưng, đối với Lâm Hoán Khê thân mang, chứng sợ nam, nhiều năm mà nói, đây tuyệt đối không phải là một chuyện có thể khiến cô ta cảm thấy hạnh phúc. Không thích vậy thì đá bay, đây là thái độ đối đãi với đàn ông, nhiều năm nay cô ta cũng vẫn luôn làm vậy. Còn vấn đề mặt mũi, cô ta đã ghét anh rồi, vậy thì việc gì phải nể mặt anh nữa? Đàn ông ghét một người, vẫn sẽ ít nhiều lưu lại một chú dư địa, nếu vì thân phận và phong độ, thậm chí ngoài mặt còn hàn huyên vài câu. Con gái nếu đã hận một người, vậy thì sẽ dùng mọi cách để vùi dập. Cho nên, những câu nói như tôi nguyền rủa anh uống nước nghẹn chết, ăn cơm no vỡ bụng mà chết, đi trên đường bị xe đụng chết đều là do đàn bà con gái nói ra. Cô ta hận anh, cô ta sẽ hy vọng anh mau mau chết đi, vậy vừa sạch sẽ lại vừa gọn gàng. Ở điểm này, Lâm Hoán Khê kỳ thực rất con gái. Vương Dưỡng Tâm vẻ mặt kinh ngạc, hắn hai ngày này một mực tới tặng hoa, tuy không thành công, nhưng cũng không cần phải tàn nhẫn vậy chứ. Hoán Khê, anh hôm qua còn tới đây mà, em biết không, anh mời em ăn cơm, em dịu dàng từ chối. Vương Dưỡng Tâm giải thích, hắn muốn đánh thức những ký ức trong đầu Lâm Hoán Khê. Rõ ràng đã gặp rồi, sao lại nói không nhận ra là không nhận ra chứ? Người mà tôi cự tuyệt đều không biết tên. Lâm Hoán Khê nói, cô ta đã dùng khóa điện tử mở khóa xe, sau đó mở cửa xe định bước lên. Hoán Khê, Vương Dưỡng Tâm chạy tới chặn cửa xe,
mắt sáng rực nhìn Lâm Hoán Khê, nói, xin chờ đã, nghe anh nói mấy câu đi. Lâm Hoán Khê nhìn cánh tay đang chặn cửa của hắn, mặt không chút biểu cảm, nói đi. Vương Dưỡng Tâm hít sâu, sau khi chuẩn bị xong, mặt đầy thâm tình nhìn Lâm Hoán Khê, nói, mở màn như thế này có vẻ rất tục khí, nhưng anh vẫn phải nói, Hoán Khê, từ lần đầu tiên gặp em, anh đã thích em rồi. Có người sống với nhau cả đời mới tìm được ái tình của bọn họ, có người chỉ nhìn một lần thì đã biết đó chính là ái tình mà hắn cần rồi, anh biết như thế này rất mạo muội, cũng rất vội vàng, nhưng, mỗi một câu đều là lời trong lòng anh cũng cho rằng đoạn cảm tình này hai người còn phải bồi dưỡng trong một khoảng thời gian dài, anh cũng chuẩn bị làm vậy rồi. Vương Dưỡng Tâm nhìn Tần Lạc, nói với giọng bi thương, anh không hy vọng em có thể lập tức tiếp nhận anh. Anh cũng bằng lòng tiếp tục đợi, nhưng, hiện tại, anh không hy vọng em bị người khác lừa dối. Bị ai lừa dối? Lâm Hoán Khê nhíu mày hỏi. Tần Lạc, mỗi khi Lâm Hoán Khê nhíu mày, chứng tỏ cô ta đã mất kiên nhẫn. Hắn, Vương Dưỡng Tâm chỉ vào Tần Lạc, nói, hắn lúc trước giả mạo trung y, đã bị trường học khai trừ rồi. Chuyện này em chắc đã biết. Hoán Khê, anh không biết hắn sẽ dùng thủ đoạn gì để lừa dối em, thế nhưng, anh hy vọng em sẽ cẩn thận. Cô gái mà mình thích, trước khi chưa có được, cũng không thể để bất cứ thằng đàn ông nào cắn trước một miếng. Nói xong chưa? Lâm Hoán Khê hỏi. Nói xong rồi, Vương Dưỡng Tâm gật đầu. Nói xong rồi thì bỏ tay ra, Lâm Hoán Khê nói. Vương Dưỡng Tâm lúc này mới phát hiện mình vẫn đang giữ cửa xe, vội vàng buông tay ra. Lâm Hoán Khê kéo cửa xe chui vào trong, đồng thời mở cửa xe bên kia, đợi Tần Lạc lên xe. Tần Lạc không lập tức lên xe, hắn nhìn Vương Dưỡng Tâm, nói thực, tôi hơi thích anh rồi đó. Dám trước mặt người khác mà nói xấu người ta, anh có thể coi là một chân tiểu nhân. Tao không phải là nói xấu người khác, ta chỉ nói thực mà thôi, chẳng lẽ mày cảm thấy tao nói không đúng ư? Mày bị Viện Dược học Trung Y của Đại học Y khoa sa thải là sự thực ai cũng biết. Học sinh có mặt ở đây có thể làm chứng, Vương Dưỡng Tâm chỉ vào đang học sinh đang đứng xem náo nhiệt, nói. Tôi thừa nhận là bị sa thải, Tần Lạc gật đầu. Thế nhưng điều này không có nghĩa là y thuật của tôi không giỏi. Vương Dưỡng Tâm giống như là nghe được một câu nói rất buồn cười, cười ha ha nói, mày đúng là biết nói dối. Nếu như y thuật của mày giỏi, trường học sao có thể sa thải mày? Tần Lạc suy nghĩ một chút, nói, tôi biết, cùng với mày tranh luận vấn đề này khẳng định là vô ích. Như vậy đi, anh viết địa chỉ ra cho tôi. Mày muốn làm gì? Hôm nào tôi có tâm tình tốt hoặc là tâm tình không tốt sẽ tới tìm ra gia của anh luận bàn, Tần Lạc híp mắt cười nói. Tốt, cái này tao cầu còn không được, có điều, mày trước tiên với so tài với tao đã. Vương Dưỡng Tâm từ trong túi móc ra danh thiếp, đưa cho Tần Lạc, nói, hy vọng là mày sẽ tới sớm. Cũng để cho tao được kiến thức thái ất trong truyền thuyết. Nhất định sẽ không để anh thất vọng, Tần Lạc cười nói. Nếu mày thua, tốt nhất là hãy rời khỏi Yến Kinh đi. Hạng lừa đảo không sống được trong loại thành thị lớn thế này đâu. Lâm Hoán Khê khởi động xe. Bỏ Vương Dưỡng Tâm và đám người đang vi quan lại phía sau. Y thuật của hắn cũng không tệ lắm, ở Yến Kinh cũng có chút danh tiếng. Lâm Hoán Khê vừa lái xe vừa nói. Cô ta tuy ngồi trong xe, nhưng cũng nghe thấy chuyện đánh cuộc của Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm. Khi bạn quan tâm một người, thì sẽ không kìm lòng được mà quan tâm tới tất cả những gì liên quan đến hắn. Hắn không phải là mục tiêu khiêu chiến của anh, mà là gia gia của hắn. Tần Lạc dựa vào ghế xe mềm mại. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Lâm Hoán Khê, nói với giọng tràn ngập khí phách. Trâm Vương, cái mũ này cũng không tồi, có thể mượn đội đây. Lâm Hoán Khê kinh ngạc nhìn Tần Lạc, thấy ánh mắt của hắn cũng đang chiếu lên mặt mình, tim cô không ngừng đập nhanh hơn, sắc mặt cũng bỗng dưng đỏ lên. Trong phòng làm việc khói thuốc mờ mịt, Quách Nhân Hoài xua tay, nói, mọi người đừng vội. Trước tiên nghĩ biện pháp giải quyết đi đã. Giáo sư mà chúng ta mời tới bị đám học sinh đó làm cho tức giận mà bỏ đi rồi, tiết sau do ai dạy thay đây? Muốn tôi nói ư, cứ mời Tần Lạc về đi, một cái chứng chỉ tư cách giáo sư thì tính là gì? Chúng ta nghĩ biện pháp làm cho hắn một cái là được chứ gì? Chủ nhiệm văn phòng Ngưu Chí Khôn thờ ơ nói. Hắn và Tần Lạc không có bất luận xung đột gì, cũng không biết giữa Tần Lạc và Quách Nhân Hoài cùng với Lý Thanh Ương có quan hệ tam giác mâu thuẫn. Căn cứ vào nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện của hắn, cho nên kiến nghị mời Tần Lạc trở về. Đều là một phần tiền lương,
cấp cho ai mà chả là cấp. Đám học sinh đó đã thích Tần Lạc, vậy thì dùng hắn là được rồi. Đúng, tiểu Tần lão sư nhận được sự kính yêu của học sinh, chứng tỏ cậu ấy là giáo sư hợp cách. Phó chủ nhiệm Lưu Ngọc Phong nói. Giấy chứng nhận tư cách giáo sư thì bắt buộc phải có. Song chúng ta có thể nghĩ cách giải quyết mà. Không cần thiết phải kích động mâu thuẫn giữa học sinh và nhà trường. Phó chủ nhiệm Cao Chí Viễn cũng lên tiếng ủng hộ. Xem ra có ba người đã tán thành mời Tần Lạc trở lại, Chu lão sư thầm nóng lòng. Muốn mời tên ôn thần đó về, vậy thì không phải là đánh vào mặt lão ư. Lúc hắn bỏ đi, hắn đã nói không ít lời lếu láo ở phòng làm việc. Chu lão sư vốn muốn lên tiếng phản bác, thế nhưng nhớ tới việc mình cũng bị đám học sinh đó đuổi ra ngoài. Cho nên chỉ đành ngậm miệng. Nếu Quách chủ nhiệm lại bảo hắn dạy thay, vậy thì sao bây giờ? Quách Nhân Hoài thở dài một tiếng, nói, bỏ đi, trước tiên tan họp đã. Tôi sẽ suy nghĩ thêm. Đợi khi mọi người rời đi, Quách Nhân Hoài bước tới khóa cửa phòng lại, rồi ấn những con số mà lão đã thuộc nằm lòng. Lão lãnh đạo, sự tình có chút không ổn, Quách Nhân Hoài vẻ mặt hổ thẹn nói. Ừ, người biện hộ không ít đúng không? Lòng người mà, anh phải cố gắng chịu đựng áo lực. Anh là chủ nhiệm của Học viện Trung y Dược, phải chịu trách nhiệm vì học sinh. Lão lãnh đạo, những người biện hộ chỉ là thứ yếu, có Thượng Phương Bảo Kiếm mà ông cho tôi, bọn học cũng không thể nói gì. Chỉ là những học sinh đó không nghe lời thôi, Quách Nhân Hoài giải thích. Học sinh không nghe lời. Đúng vậy, tôi đã tìm một vài lão sư tới dạy thay, đều bị học sinh đuổi ra ngoài, tôi tự mình tới dạy bọn nó cũng không hài lòng. Quách Nhân Hoài xấu hổ nói, lão không tiện kể lại chuyện mình bị học sinh thách đố. Những học sinh này thật là láo toét, tìm người cầm đầm gây chuyện, khai trừ hai người đi. Nói phạm kỷ luật, tôi đã nói vậy rồi, Quách Nhân Hoài nói. Thế nhưng không có hiệu quả. Buổi sáng ngày hôm đó, lão sư Trung y chẩn đoán học mà bọn họ mới mời tới bị đám học sinh đó làm cho tức giận mà bỏ đi. Hắn tức giận chạy tới, nói là ai dám gây chuyện nữa sẽ bị khai trừ. Kết quả, một cô bé mắt to to, thân hình cao cao đứng dậy, nói cái gì, em là người cầm đầu gây rối, trước tiên khai trừ em đi. Nó nếu một mình đứng dậy thì không sao, nhưng sau đó mấy trăm học sinh của lớp toàn bộ đều đứng dậy, yêu cầu khai trừ bọn chúng. Đầu bên kia điện thoại trở nên trầm mặc, một lúc sau, giọng nói ở đầu bên kia mới vang lên, chuyện này, anh tự xem mà làm đi. Xin lỗi, lão lãnh đạo, Quách Nhân Hoài áy náy nói. Đầu bên kia không trả lời, lặng lẽ gác điện thoại. Vừa trở về nhà trọ Lâm ra, điện thoại di động của Tần Lạc lại vang lên. Alo, xin chào, Tần Lạc nhấc máy. Alo, xin chào, là Tần lão sư phải không? Tôi là Tiểu Mẫn ở văn phòng. Hi hi. Tần lão sư còn nhớ tôi không? Trong điện thoại truyền tới tiếng cường của một cô gái. À, nhớ rồi, Tiểu Mẫn. Có chuyện gì vậy? Tần Lạc hỏi. Tiểu Mẫn là nhân viên của phòng hành chính của Đại học Trung y Dược. Cô gái này rất biết đối nhân xử thế, rất được chủ nhiệm và các lão sư yêu quý. Ấn tượng của Tần Lạc đối với cô ta cũng rất tốt. Tần lão sư, là thế này, chủ nhiệm bảo tôi gọi điện cho anh, bảo là muốn nói chuyện với anh. Nói chuyện gì? Tần Lạc trong lòng biết rõ nhưng vẫn hỏi. Có thể là muốn mời anh trở về tiếp tục dạy học. Tình hình cụ thể thì tôi cũng không biết rõ. Tần lão sư, anh xem, 3 giờ chiều có được không? Ha ha, tôi cảm thấy không thích hợp lắm. Dẫu sao thì tôi cũng bị người trong khoa sa thải rồi. Chuyện này mọi người đều biết, cũng không tiện dạy học nữa. Tần Lạc nói với vẻ bất đắc dĩ. Mặc dù hắn mới vừa từ đại học y khoa về. Tần lão sư, ý của anh là... Ừ. Nếu như Quách chủ nhiệm có thể tự mình tới một chuyến. Mặt mũi của tôi cũng được dễ nhìn hơn một chút. Tiểu Mẫn, cô thấy sao? Tần Lạc cười nói. Chương 63, Đăng môn khiêu chiến. Sau khi nghe Tiểu Mẫn truyền lời, Quách Nhân Hoài nổi trận lôi đình, lại một lần nữa ném cái chén giữ ấm đập vào tường vỡ vụn. Nhưng, lão một mình ở phòng làm việc đến 2 giờ rưỡi, sau cùng vẫn cầm chìa khóa xe lên rồi cố gắng chấn định bước ra ngoài. Xe dừng lại trước cửa biệt thự của Lâm gia, Quách Nhân Hoài vẫn không có dũng khí để bước vào. Có nói thế nào thì hắn cũng là chủ nhiệm một khoa, bảo hắn chạy tới đây xin lỗi một cấp dưới, hắn thực sự không muốn. Càng huống chi, lúc đó tên cấp dưới này lấy ra một tấm thẻ nói ra một phen, lý luận không thiếu tiền, chẳng khác nào tát cho hắn một cái thật mạnh. Hắn đã từng từ chức, cũng từng từ chối người khác. Nhưng chưa từng thấy phương pháp từ chức như thế này. Người đã có nhiều tiền như vậy.
sao còn chạy tới đây làm lão sư làm gì? Sao không làm một công tử hào hoa, ngồi xe đẹp uống rượu ngon bao một tiểu minh tinh, sống như ngày tháng tiêu diêu tự tại đi? Ngươi chạy tới đây làm giáo sư làm gì? Lại còn bắt ông đây tới bồi tội với ngươi nữa, Quách Nhân Hoài thầm nghĩ trong lòng. Nỗ lực bày ra một khuôn mặt tươi cười, tay cầm túi sách bấm chuông cửa Lâm ra. Xin chào, xin hỏi ông tìm ai? Một nữ nhân trung niên chạy ra, nhìn cách ăn mặc và tạp dề đeo trên cổ, chắc là người hầu của Lâm gia. Xin chào, xin hỏi Tần Lạc lão sư có đây không? Có, ông là... Tôi là Quách Nhân Hoài của Học viện Trung y Dược, Quách Nhân Hoài nói, nghĩ thầm, người hầu này cũng không hiểu chuyện cho lắm. Đến giờ vẫn còn chưa mở cửa cho hắn. Ồ, xin ông chờ chút, Tần Lạc đang ở trên lầu, tôi đi hỏi giúp ông, nữ nhân đó nói. Quách Nhân Hoài hơi chán nản, suýt chút nữa thì quay đầu bỏ đi. Tần Lạc này thật sự là quá cuồng vọng rồi, người còn tưởng ngươi có tài, ngọa long chắc. Đợi một lát, người hầu đó mới chạy xuống mở cửa rồi cười nói, xin lỗi đã để ông chờ lâu. Tần Lạc mời ông vào. Quách Nhân Hoài mặt âm trầm gật đầu, theo bà ta đi với phòng khách của biệt thự. Tần Lạc vừa rồi ở trên lầu chơi QQ đấu địa chủ, đây là trò chơi mà hắn vừa mới biết chơi. Hắn vừa bước xuống lầu vừa nói với Quách Nhân Hoài, Quách chủ nhiệm, ông quá khách khí rồi. Có chuyện gì thì gọi điện thoại là được, sao phải tự mình tới đây? Ha ha, đối đãi với nhân tài, luôn phải biểu hiện ra đủ thành ý thì mới được, Quách Nhân Hoài vẻ mặt cứng ngắc cười cười. Trong lòng thì thầm mắng, mày cho rằng tao nguyện ý tới chắc. Không phải là mày trong điện thoại đã yêu cầu tao phải tự mình tới mời sao? Ha ha, Quách chủ nhiệm đúng là cầu tài như khát nước. Tần Lạc vừa cười vừa nói, mời ngồi. Quách chủ nhiệm ngồi xuống, sau khi nhận chén trà mà người hầu mang tới, nhìn Tần Lạc, nói, tiểu Tần à, lúc trước trong khoa sa thải cậu, cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Tình huống của cậu thì cậu cũng biết rồi đấy, không có giấy chứng nhận tư cách giáo sư, lại không có kinh nghiệm bổ túc của trường sư phạm chính quy, có học sinh tố cậu lên trên, nếu chúng tôi dùng cậu, sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Quyết định của học viện tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Tần Lạc cười nói, thế nhưng, tôi hiện tại vẫn không có giấy chứng nhận tư cách giáo sư. Cho dù muốn đi bồi túc 1,5 năm thì cũng không kịp. Ừ, đối với tình huống đặc thù này của cậu, tôi đã thương lượng với các chủ nhiệm khác, bọn họ cảm thấy, phương diện dạy học trung y của cậu thực sự là rất có trình độ. Có thể nhận được sự yêu mến của rất nhiều học sinh, cũng là một loại biểu hiện, tình huống đặc thù thì phải đối đãi một cách đặc thù. Chúng tôi quyết định sẽ trải qua một lần khảo hạch trình độ trung y của cậu. Sau đó đặc biệt phát cho cậu giấy chứng nhận, cậu thấy xử lý như vậy có được không? Tôi không có ý kiến. Tần Lạc cầm chén trà lên, nói. Sau đó mặt đầy áy náy nhìn Quách Nhân Hoài, nói, như vậy sẽ không ảnh hưởng gì đến khoa chứ? Ha ha, không đâu, cậu là nhân tài trung y mà. Đối đãi với nhân tài, chúng tôi sẽ tích cực cung cấp các loại điều kiện. Cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm. Có điều, lần này chuyện tôi bị sa thải trong trường bàn tán rất xôn xao. Sau này mặt dày quay về, tôi thực sự thấy xấu hổ lắm, Tần Lạc mặt mày khó xử nói. Cái này, tôi sẽ tự mình đưa cậu tới lớp, giúp cậu giải thích rõ chuyện này với mọi người. Cơ nhục trên mặt Quách Nhân Hoài đã lại bắt đầu co quắp. Vậy phải cảm ơn Quách chủ nhiệm rồi, Tần Lạc cười nói. Vậy chúng ta quyết định như vậy nhé, Quách Nhân Hoài muốn mau chóng xác định việc này rồi mau mau bỏ đi. Hắn thực sự sợ thằng tiểu tổ tông này lắm rồi. Ngày mai có tiết của cậu. Cậu trước tiên dùng khóa trình chẩn đoán học của chúng tôi để thay đi. Dẫu sao thì cũng không thể ảnh hưởng đến sự học tập của học sinh, phải không nào? Được, Tần Lạc sảng khoái đáp ứng. Quách chủ nhiệm vừa đi thì Vương Cửu Cửu gọi điện thoại tới. Hắn vừa cười vừa nói, Tần lão sư, lão Quách đến tìm thầy nói chuyện chưa? Vừa về xong, Tần Lạc nói. Hắn luôn có liên hệ với Vương Cửu Cửu, chuyện mà bọn Vương Cửu Cửu làm cũng được thông báo cho hắn. Cho nên... Hắn tuy không ở trường, cũng có thể biết được những tình huống phát sinh ở bên đó. Hi hi, tôi biết lão sẽ phải đi vào khuôn khổ mà, Vương Cửu Cửu tự tin nói. Nếu chiêu này vẫn không được, tôi đã cùng mọi người thương lượng xong rồi, chuẩn bị tuyệt thực để kháng nghị. Như vậy không tốt đâu, Tần Lạc toát mồ hôi lạnh, nghĩ thầm, may mà mình đáp ứng. Chuyện càng lúc càng lớn rồi, nếu xảy ra sự cố gì, đối với phía nào cũng không tốt. Tôi đương nhiên biết là không tốt. Nhưng chính vì không tốt nên chúng tôi mới muốn làm vậy. Vương Cửu Cửu nói một cách bá đạo, được rồi, không quấy rầy thầy nữa, tôi muốn nói tin tức này cho mọi người,
Tần lão sư, ngày mai gặp lại. Được, mai gặp lại, Tần Lạc cười nói. Trong phòng học của lớp 722 khoa lâm sàng trung y chuyên nghiệp, Quách Nhân Hoài đứng trên bục giảng, mặt mày tươi cười nói, kiến nghị của mọi người, phía chúng tôi đã thận trọng xem xét. Chúng tôi là minh chủ, chúng tôi tôn trọng mỗi một ý kiến của mỗi một vị học sinh đã đưa ra. Tần lão sư là một lão sư tốt, sư đức cao thượng, năng lực xuất chúng. Tuy rằng lần này bởi vì vấn đề giấy chứng nhận không được đầy đủ, viện hệ bị ép phải sa thải thầy ấy. Nhưng trải qua nỗ lực chung của chúng tôi, cuối cùng cũng giúp thầy ấy giải quyết được vấn đề này. Hiện tại, tôi trả Tần Lạc lão sư lại cho các em. Hy vọng dưới sự giáo dục của thầy ấy, các em có thể đạt được thành tích ưu tú, trở thành một nhân tài trung y hợp cách. Bây giờ, chúng ta hãy vỗ tay nhiệt liệt để chào đón Tần lão sư, Quách Nhân Hoài lớn tiếng nói, rồi vỗ tay trước. Bốp bốp, các học sinh ra sức vỗ tay, bọn họ vui mừng đến nỗi như muốn lật tung cả nóc nhà. Tần Lạc bước lên bục giảng, khom lưng thật sâu về phía mọi người. Cảm ơn các học sinh, cảm ơn các bằng hữu, Tần Lạc nói một cách thân tình. Hắn biết, những học sinh này vì để giúp hắn quay lại, đã làm rất nhiều chuyện. Lúc phải đối diện với sự khiển trách của giáo sư và sự đe dọa của trường học, nếu ý chí của bọn họ hơi yếu đi, có thể đã không thể kiên trì tới hiện tại. Nhưng, bọn họ không bỏ cuộc, luôn luôn nỗ lực cố, cho đến khi, mình có thể lại một lần nữa đoàn tụ với bọn họ trong phòng học của Đại học Y khoa Thủ đô. Ha ha, Tần lão sư, thầy đã quay lại rồi. Em nhớ thầy muốn chết. Tần lão sư, khách khí như vậy làm gì? Thầy là lão sư của chúng em, mà lại cúi người trước chúng em không đỡ nổi đâu. Tần lão sư, lần thầy tới phát website màu vàng cho chúng em đừng có kèm cả virus vào nhé. Máy tính của em chết cứng rồi. Tần Lạc lảo đảo, suýt chút nữa từ trên bục giảng ngã xuống. Chúng độc rồi, tôi không cẩn thận nên chúng độc rồi, Tần Lạc xấu hổ giải thích. Sợ mọi người lại nhắc mãi vấn đề này. Tần Lạc vội vàng chuyển chủ đề, nói, được rồi. Bây giờ là thời gian học, chúng ta bắt đầu học bài thôi, tôi nhớ trước khi tôi đi, đã đưa ra một bài tập. Mọi người làm xong chưa? Làm xong rồi, mọi người cười nói. Vương Cửu Cửu búng tay một cái, sau đó trong phòng học vang lên khẩu quyết thang đầu ca. Tần Lạc nhìn những thanh niên có chí tiến thủ ở trước mặt, trong lòng thầm cảm động vì bọn họ. Bọn họ đều là học sinh ngoan, mình cảm thấy kiêu ngạo vì bọn họ. Sau này, bọn họ sẽ cảm thấy kiêu ngạo vì có một lão sư như mình. Chương trình học buổi sáng kết thúc, Tần Lạc chuẩn bị giống như trước kia, tới cửa trường đợi Lâm Hoán Khê đi ra, không ngờ Lâm Hoán Khê lại gọi điện thoại cho hắn. Trưa nay em phải tham gia một nhóm tiếp đãi công tác. Có thể không về ăn trưa được đâu. Giọng của Lâm Hoán Khê rất bình tĩnh, nhưng Tần Lạc vẫn nghe ra vẻ bất mãn bên trong. Xem ra, cô nàng không nguyện ý tham gia hoạt động xã giao này rồi. Không sao, anh về một mình cũng được. Tần Lạc cười an ủi. Gác điện thoại của Lâm Hoán Khê, khi đút điện thoại vào trong túi, thì lại làm rơi ra một tờ giấy. Tần Lạc cúi người nhặt tờ giấy ở dưới đất lên. Bên trên viết số điện thoại và địa chỉ liên hệ của Vương Dưỡng Tâm. Tần Lạc suy nghĩ một chút, giơ tay ra bắt một chiếc taxi, nói, sư phụ, tới đường Chiêu Thiên, số nhà 18. Ok, tài xế ừ một tiếng, khởi động xe. Dưới sự chỉ dẫn nhiệt tâm của tài xế, Tần Lạc rất dễ dàng tìm được số nhà 18 đường Chiêu Thiên. Kỳ thực, chỗ này của không khó tìm. Giữa một hàng những ngôi nhà xinh đẹp thời thượng, sừng sững một căn nhà có tạo hình cổ điển rất tinh tế. Nhà lầu là bắt chước kiến trúc kiểu cổ, giường cột chạm trổ rất nguy nga lộng lẫy. Ở chính giữa cửa ngôi nhà có treo một tấm biển bằng gỗ thô, bên trên dùng thảo thư viết ba chữ lớn khí thế hào hùng, thần châm vương. Trang trí khí phái, tên gọi rất kêu, nhưng không biết là có chân tài thực học hay không. Tần Lạc đứng ở trước cửa nghĩ thầm. Một nữ nhân viên tiếp khách mặt sườn xám màu đỏ thấy ở cửa có một nam nhân đang nhìn ngó xung quanh, nghĩ là khách tới chơi. Vẻ mặt tươi cười nói, tiên sinh. Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài? Ừ, cô có thể giúp tôi đây, Tần Lạc nói, cô giúp tôi gọi Vương Dưỡng Tâm đi. Vương Dưỡng Tâm, cô gái vẻ mặt kinh ngạc nói. Cô không biết hắn à? Tần Lạc nghi hoặc hỏi. Hắn từ trong túi lấy ra danh thiếp của Vương Dưỡng Tâm, chỉ vào tên của Vương Dưỡng Tâm, nói, chính là hắn đó. Tiên sinh, xin hỏi ngài tìm Vương Tổng của chúng tôi có chuyện gì? Nhân viên tiếp tân cảnh giác nhìn Tần Lạc, người này quần áo kỳ dị. Nói chuyện kỳ quái,
ngay cả động cơ tìm người cũng rất kỳ lạ. Tôi tới khiêu chiến hắn. Tần Lạc mặt sáng ngời, cười nói. Chương 64, Ngũ Long Châm Pháp. Khiêu chiến cái gì? Nữ tiếp tân vẫn chưa hiểu rõ tình huống. Có thể nói, cô ta hiểu rằng người thanh niên trước mặt là tới đánh một trận, nhưng cô muốn xác định rõ điểm này. Cô cảm thấy hắn có chỗ nào là lợi hại nhất? Tần Lạc cười hỏi. Nếu như cô ta trả lời công phu trên giường của ông chủ cô ta là lợi hại nhất, vậy thì hắn sẽ chịu cứng. Đương nhiên là y thuật rồi, vương tổng của chúng ta xuất thân từ Trung Y Thế Gia, đỉnh đỉnh đại danh ở Yến Kinh. Biết siêu sao quốc tế Trần Long không? Hắn bị thương cũng chạy tới tìm ông chủ của ta nhờ chữa trị đó. Còn có phó thị trưởng của Yến Kinh chúng ta nữa, tự mình bảo người lái xe tới mời vương tổng của chúng ta tới. Còn có mấy doanh nhân và quan chức chính phủ nữa. Bọn họ muốn tìm lão bản của chúng ta khám bệnh cũng phải hẹn trước đó, cô gái Dương Dương tự đắc nói. Nhìn vẻ mặt của nhân viên tiếp tân, Tần Lạc nghĩ thầm, chỉ cần có chân tài thực học, trung y quả thực là vẫn dễ kiếm tiền vô cùng. Chỉ nghe nói có thư sinh đói chết chứ chưa từng nghe nói y sinh đói chết. Vào thời kỳ không yên ổn, y sinh vẫn có thể tìm thấy một chén cháo để làm ấm bụng. Vậy cô thấy rằng, y thuật của vương tổng các ngươi chỗ nào là lợi hại nhất? Đương nhiên là châm cứu rồi. Cha của vương tổng là Trung Quốc châm, tiếng tăm lẫy lừng, vương tổng cũng là gia truyền tuyệt học, được người ta gọi là tiểu châm vương. Ừ, tôi chính là tới để khiên chiến kỹ thuật châm cứu của hắn đó, Tần Lạc nói. Nữ tiếp tân sắc mặt không vui, lại một lần nữa quan sát Tần Lạc rồi tức giận nói, tôi hỏi nè, anh không có bệnh chứ? Tôi có bệnh, bệnh này từ lúc sinh ra đã có rồi, không có cách nào để trị tận gốc cả. Nhưng bệnh này không ảnh hưởng gì tới chuyện tôi tìm vương tổng của các ngươi để khiêu chiến cả. Tần Lạc giải thích, thiên sinh dương mạch trong cơ thể hắn quả thật là một chuyện rất phiền phức, đáng tiếc là vẫn chưa tìm thấy thuốc dẫn thích hợp đã giải quyết bệnh căn. Anh rốt cuộc là ai? Vương tổng của chúng tôi không rảnh để tiếp anh. Anh mau đi đi, nữ tiếp tân không khách khí nói, quay người đi tiếp đãi người khác. Cô ta coi Tần Lạc là một tên bị bệnh thần kinh nhàn quá hóa rồ. Là vương tổng của các người mời tôi tới. Không tin, cô có thể gọi điện thoại cho hắn để hỏi, Tần Lạc ở phía sau nói lớn. Anh đã có số điện thoại của ông ấy, sao không tự mình gọi đi, nữ tiếp tân khinh thường nói. Mấy câu nói dối vớ vẩn mà tưởng lừa được tôi ư. Cũng đúng, mình đâu phải là không có di động, Tần Lạc thầm nghĩ, hắn móc di động từ trong túi ra, chiếu theo dãy số viết trên danh thiếp, ấn số di động của Vương Dưỡng Tâm. Sau vài tiếng chuông điện thoại, mới có người nhấc. Alo, xin chào. Ai đấy, từ giọng nói có thể nghe ra người ở đầu bên kia điện thoại chính là Vương Dưỡng Tâm đã từng tiếp xúc với Tần Lạc hai lần. Tôi là Tần Lạc nói. Sao, lúc nào thì chuẩn bị tới luận bàn vậy? Giọng nói của Vương Dưỡng Tâm biến thành khinh miệt. Tôi hiện tại đã đứng ở cửa thần châm vương rồi. Tần Lạc ngẩng mặt nhìn lên lầu, hắn biết Vương Dưỡng Tâm đang ở trong một căn phòng nào đó trong tòa nhà này. Điện thoại bị dập, không hề chào Tần Lạc một câu. Có điều. Hai người rất nhanh liền thấy mặt nhau. Vương Dưỡng Tâm đã cởi chiếc áo vét mặc để đi cưa gái lần trước, trên người mặc một bộ quần áo thái cực màu lòng đỏ trứng gà, dưới chân đi giày vải mũi tròn làm bằng sợi bạc. Cách ăn mặc này của Vương Dưỡng Tâm trông rất có phong phạm của đại sư thời cổ. Nếu đi ra ngoài lừa mấy ông già bà già, đảm bảo lừa ai cũng trúng. Hắn không phải chỉ đi ra một mình, phía sau còn có hơn chục người trẻ tuổi. Có nam có nữ, nam thì mặc quần áo thái cực màu đen tuyền. Nữ thì mặc quần áo thái cực màu trắng tuyền, ngực đeo một cái ngân châm và tiêu chí thể chữ của thần châm vương. Không biết những người này có quan hệ gì với Vương Dưỡng Tâm, nhìn cách đi đứng của bọn họ, chắc là học sinh hoặc là người hầu. Vương Dưỡng Tâm vẻ mặt tươi cười nhìn Tần Lạc, giống như thợ săn mở lưới đợi vật săn chủ động lao vào. Không có ai bước xuống nắm tay hàn huyên với Tần Lạc, mà lại đứng ở trên cao nhìn xuống, cười ha ha nói, Tần Lạc, mày thực sự dám đến đây ư? Tao thực sự bội phục dũng khí của mày đó. Có điều thế cũng tốt, do mày muốn tự để lộ bộ mặt giả nhân giả nghĩa của mày trước mặt mọi người, cũng vừa hay để cho Hoán Khê sớm nhận ra bản chất của mày. Tần Lạc vẻ mặt vẫn tươi cười, không hề tức giận vì sự khích bác của hắn, chỉ vào tấm biển ở trên đầu, nói, tấm biển này không tồi. Tôi rất thích. Vương Dưỡng Tâm ngẩng đầu lên nhìn tấm biển thần châm vương, cười lạnh nói, mày biết nguồn gốc của tấm biển này không? Nói ra đủ để hù chết mày đấy. Vậy anh nói ra để hù chết tôi đi. Dẫu sau thì anh cũng hận tôi mà, thế không phải là xong hết mọi chuyện sao? Mày, Vương Dưỡng Tâm không ngờ lời lẽ của Tần Lạc lại sắc bén như vậy,
suýt chút nữa thì bị hắn làm cho nghẹn chết. Chỉ vào tấm biển gỗ, nói, tấm biển này được làm từ một khối gỗ hoàng lê hoàn chỉnh, riêng tài liệu này thôi đã có giá trị liên thành rồi. Chữ này là do thư pháp đại sư Khải Trí Thiền Sư tự tay viết. Đây là do một vương gia thời Tiền Thanh chịu ân huệ của chúng ta, tự mình sai người tới tặng. Mày nếu có bản sự ôm tấm biển này về, vậy thì đủ để mày ăn uống no nê cả đời đấy. Có lai lịch đến như thế sao? Tần Lạc cười hỏi. Đương nhiên, Vương Dưỡng Tâm kiêu ngạo nói. Tần Lạc suy nghĩ một chút, nói, vậy thì chúng ta đặt cược thêm một khoản. Nếu anh thua, anh phải tặng tấm biển này cho tôi. Nếu mày thua thì sao? Vương Dưỡng Tâm tức giận nói. Tên này cứ tưởng như mình là cao sang lắm. Tôi nếu thua thì cho dù anh tặng không tấm biển này cho tôi cũng chẳng có mặt mũi nào mà nhận, Tần Lạc nói. Nghe Tần Lạc nói vậy, Vương Dưỡng Tâm suýt nữa thì tức giận đến nỗi thổ huyết. Chỉ vào Tần Lạc, quát lớn, thằng họ Tần kia, mày coi người khác là kẻ ngốc hả? Cái trò đó làm trước mặt mấy đứa đàn bà con gái thì được, chứ đừng dở ra trước mặt người khác. Nếu mày thua thì phải rời khỏi Hoán Khê, sau này không được có bất kỳ liên hệ nào với cô ấy nữa. Chỉ một tấm biển rách mà đòi đổi lấy nữ nhân của tôi. Tần Lạc lắc đầu, hắn cảm thấy mình chịu thiệt quá lớn. Lời này Vương Dưỡng Tâm càng không thích nghe, hắn tức giận nói, cái gì mà nữ nhân của mày? Thằng họ Tần kia, nói chuyện thì lưu lại một chút khẩu đức đi. Lâm Hoán Khê có quan hệ gì với mày chứ? Dựa vào cái gì mà dám nói là nữ nhân của mày? Tôi chỉ nói thôi mà, đừng tức giận, anh đã yêu cầu như vậy thì cứ thành giao là thế đi, Tần Lạc cười ha hả, nói. Từ nhân phẩm có thể nhìn ra được y phẩm, Vương Dưỡng Tâm dễ dàng như vậy bị người khác làm cho tức giận, xem ra, tu vi còn kém nhiều lắm. Y sinh cao minh chân chính cho dù Thái Sơn sụp đổ trước mặt vẫn không đổi sắc, có thể ở địa phương nguy hiểm mà thực hiện phẫu thuật. Nếu như mày chỉ biết khua môi mua mép, vậy thì mày nên làm cái gì thì đi làm cái đó đi. Nếu như mày tới để luận bàn y thuật, vậy thì theo tao vào trong. Vương Dưỡng Tâm thấy thua thiệt về miệng lưỡi, sắc mặt bất thiện quay người đi vào trong, nếu tên họ Tần này dám vào trong, hắn sẽ đánh bại hắn trên phương diện y thuật. Ngay cả đám đồ đệ cũng nhìn Tần Lạc với ánh mắt bất thiện. Sau đó vội vã theo Vương Dưỡng Tâm lên lầu. Tần Lạc cười cười, cũng bước lên căn gác nhỏ màu sắc cổ kính và tràn ngập mùi thơm của thảo dược. Theo sự phát triển từng ngày của khoa học kỹ thuật, vấn đề sức khỏe của con người càng lúc càng yếu kém. 10 người thì tới 9 người có bệnh, may ra có được một người còn khỏe mạnh. Sinh ý bên trong căn gác nhỏ phi thường tốt, vô số người đang ra ra vào vào. Trên ghế salon ở phòng khách, còn có một dãy dài bệnh nhân đang ngồi đợi được chữa trị. Những người này ăn mặc bất phàm, đều thuộc giai cấp thành công và giai cấp lãnh đạo trong xã hội. Đương nhiên, người bình thường không dám tới nơi này rồi, tiền chữa bệnh đắt đó đến mức có thể khiến người ta nghe xong liền ngã quỵ. Dưới sự dẫn đường của Vương Dưỡng Tâm, đoàn người tiến vào trong một căn phòng sáng sủa và rộng rãi. Trong phòng đầy các loại dụng cụ điều trị và dược liệu trung y, trên tường treo tranh về tạng phủ của thân người và hướng đi của huyệt vị. Có vài người đại ngồi đợi trên salon, hiển nhiên bọn họ đặc biệt tới tìm Vương Dưỡng Tâm chữa bệnh. Vương Dưỡng Tâm đột nhiên quay đầu lại, nhìn Tần Lạc ở đằng sau, hỏi, mày muốn thi cái gì? Nghe nói anh giỏi châm cứu nhất, vậy thì châm cứu đi. Mày có thể lựa chọn cái khác, Vương Dưỡng Tâm nói. Thầm nghĩ, thằng ôn này đúng là không biết sống chết, không ngờ lại dám chọn sở trường của mình mà thi. Hắn nói như vậy, ý là muốn nói cho Tần Lạc biết, bất luận là chọn so đấu cái gì, hắn cũng đều phụng bồi tới cùng. Hắn không chỉ am hiểu châm cứu mà còn giỏi thôi nã, kê đơn. Cũng giống như Tần Lạc, hắn thuộc về loại bác sĩ trung y toàn năng. Không vấn đề gì, Tần Lạc xua tay nói. Nếu như muốn lấy tấm biểm thần châm vương của anh đi, vậy thì phải đánh bại anh về phương diện châm cứu. Ồ, mày nói gì thế? Sư phụ của bọn tao so tài với mày, đó là coi trọng mày, mày còn làm trò cái gì? Đúng vậy, còn chưa tỉ tí, mày sao biết là mày sẽ thắng? Tao thấy, mày có sách giày cho sự phụ bọn tao cũng không xứng. Muốn lấy bảng hiệu của chúng ta ư, vậy thì dở chân bản sự ra đi. Khoác lác có tác dụng gì đâu. Lần này, không cần Vương Dưỡng Tâm mở miệng phản kích, những học sinh nhìn Tần Lạc không vừa mắt bắt đầu mở máy hát. Tần Lạc thầm hối hận vì không gọi bọn Vương Cửu Cửu tới. Đơn đấu, ngươi không được. Quần chiến, người bên ta nhiều hơn. Nếu so về số lượng học sinh, Vương Dưỡng Tâm quả thực là không bằng được Tần Lạc. Vương Dưỡng Tâm thực sự đã nghe đủ những lời nói cuồng ngạo của Tần Lạc rồi,
hắn phất tay ngăn đám học sinh đàng càng ngày càng thốt ra những lời khó nghe, cười lạnh nói nhiều lời thừa cũng vô dụng. Hiện tại chúng ta bắt đầu đi, mày mở mắt ra mà nhìn cho rõ, xem cái gì mới gọi là châm cứu chân chính nhé. Vương Dưỡng Tâm bước tới trước mặt một người đàn ông béo lùn, hỏi, có chỗ nào không khỏe? Chữa trị hông đột nhiên bị đau. Vương Y Sinh, anh vừa rồi đã giúp tôi chẩn đoán rồi mà, người đàn ông béo lùn nhìn Vương Dưỡng Tâm, nói. Vương Dưỡng Tâm gật đầu, xoay người mở hộp châm ra, đồng thời lấy ra ba cái châm dài 2,5 thốn cầm trong lòng bàn tay. Động tác lau chùi, sát trùng vô cùng thành thạo, sau đó hai tay chia ra một trái một phải, ba mũi châm phân biệt kẹp giữa hai ngón tay trên hai bàn tay. Cởi áo ra, Vương Dưỡng Tâm nói với người bệnh. Vương Y Sinh, sẽ không đau chứ? Người đàn ông đó với hai tay Vương Dưỡng Tâm đồng thời cầm ba mũi châm, sắc mặt có chút trắng bệch hỏi. Không đau, giống như là bị muỗi cắn thôi. Vương Dưỡng Tâm an ủi. Nghe thấy Vương Dưỡng Tâm nói vậy, người đàn ông béo lùn lúc này mở cởi áo ngoài ra. Nằm xuống, đừng cử động, nhắm mắt lại. Vương Dưỡng Tâm căn dặn, người đàn ông đó nhất nghe theo. Vương Dưỡng Tâm hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên đồng thời xuất động. Một trên một dưới, đâm vào rất đều. Người đàn ông béo lùn giống như không có bất kỳ cảm giác nào, nằm yên không động đậy, ngay cả mắt cũng không mở ra, bộ vị bị châm vào không ngờ lại không hề cảm thấy đau đớn. Nhìn châm pháp cao thâm mà Vương Dưỡng Tâm thi triển, Tần Lạc hai mắt sáng lên, kinh hỉ nói, ngũ long thần châm, không ngờ lại biết ngũ long châm pháp này. Chương 65, ai mạnh hơn ai? Hành gia vừa ra tay là biết có hay không? Cũng giống như thái ất thần châm, ngũ long châm pháp cũng là thuật châm cứu cổ lão thần bí của Hoa Hạ. Chỉ có điều, ngũ long thần châm đời nào cũng có truyền nhân. Còn thái ất thần châm bởi vì phương thức dụng châm của nó mà gần như đã diệt tuyệt. Trong giới trung y, đã mấy trăm năm rồi không có ai xuất ra được thái ất thần châm chính thống, thậm chí ngay cả gia Tần Tranh của Tần Lạc, được người ta gọi là Y Vương cũng không thể sử dụng. Tần Lạc nhờ cơ duyên xảo hợp, tập được đạo gia nhị đoạn cẩm do đạo sĩ Tha Phương lưu lại mà học được châm pháp này. Ngũ long thần châm có thể xưng là tuyệt kỹ, có thể trị được các nghi nan tạp chứng như cơ lưng lao tổn, nhức mỏi, các chứng tổng hợp của xương cổ, thận suy, thận hư, thận hàn, vân vân. Ngũ long châm huyệt ở ngực lấy ba huyệt phong môn, quyết âm du và thân trụ làm chuẩn, ở lưng thì lấy tam tiêu du, đại tràng du và mệnh môn làm chuẩn. Hiệu quả lâm sàng rất tốt, bình thường chỉ châm một lần là thấy công hiệu ngay. Vương Dưỡng Tâm hiện tại đang châm vào ngũ long châm huyệt vị ở lưng, tốc độ xuất châm bình ổn, đẩy vào rất vừa phải. Cho dù với nhãn quang của Tần Lạc cũng không tìm ra bất kỳ sơ hở nào. Xem ra đúng là đã coi thường hắn rồi, Tần Lạc thầm nghĩ ở trong lòng. Nghe thấy Tần Lạc cũng phải khen ngợi sư phụ của mình, các học sinh vi quan càng cảm thấy vô cùng đắc ý. Đã biết lợi hại chưa? Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Danh tiếng của sư phụ ta không phải tự dưng mà có đâu. Đúng vậy, vừa rồi còn ra vẻ ta đây lắm, xem ra cũng chả ra gì đâu. Là lừa hay là ngựa, kéo ra xem là biết liền. Tần Lạc quay đầu nhìn về phía đồ đệ mặt dỗ, đang lớn tiếng nịnh họ Vương Dưỡng Tâm, nói với giọng hờ hứng. Thế sư phụ cậu là lừa hay là ngựa? Hắn biết, dùng loại ngữ khí này nói chuyện sẽ dễ khiến người ta phát điên nhất, hắn từng từ trên người Lâm Hoán Khê thể hội loại cảm giác này. Mày, tên đó chỉ vào Tần Lạc muốn chửi ầm lên, thế nhưng biết rằng làm thế ở đây thì không tiện lắm, chỉ đành cố gắng mà nhịn. Vương Dưỡng Tâm nghe được câu hỏi của Tần Lạc, tay phải không cẩn thận mà hơi run lên, châm được châm vào hơi gấp. A, người bệnh nằm trên giường hét lên một tiếng. Vương Dưỡng Tâm vội vã rụt tay lại, bảo trì tâm tình bình tĩnh, an ủi, đừng cử động, không sao đâu, sẽ hết rất nhanh thôi. Cũng may chỉ là cảm giác như bị muỗi đốt một cái, người đàn ông béo mập đó cũng không biết đau quá lâu, lại yên tĩnh nằm xuống. Nhưng Tần Lạc từ trong sự sơ suất này mà nhìn ra được chỗ thiếu sót của Vương Dưỡng Tâm. Một châm cứu sư cao minh trong quá trình trị bệnh phải can đảm, thận trọng và vững tay. Vương Dưỡng Tâm gan đủ lớn. Vừa bắt đầu đã sử dụng ngũ long thần châm có độ khó cực cao, hơn nữa còn lựa chọn châm thức, long sĩ đầu, ba châm cùng phát. Tim cũng đủ tinh tế, nếu như tim không đủ tinh tế, căn bản là không thể tìm ra vị trí huyệt vị của người bệnh nhanh như vậy. Nhưng, tay của hắn lại không đủ vững. Tần Lạc lắc đầu, ba cái thiếu một thì không thể được xưng là, thần châm vương, cũng không trách được mình mang tấm biển bằng gỗ hoàng lê đó về. Vương Dưỡng Tâm cũng biết mình đã phạm phải sơ hở quá nóng vội. Không nhìn được mà quay đầu lại nhìn,
thấy Tần Lạc đang lắc đầu, trong lòng càng giận dữ. Nghĩ thầm, một lát nữa xem mày có thể biểu hiện ra được chân pháp kinh thế hãi nhân gì nào. Có điều, có kinh nghiệm lần trước, cho dù trong lòng hắn tức giận cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Một mực cẩn thận chú ý tới da và sự biến hóa của vẻ mặt người bệnh, cẩn thận dùng thức bão ngư nhi để xoa xoa ngân châm trong tay. Ngũ Long châm pháp có hiệu quả rất đặc biệt, một lần là đỡ. Nhưng, thời gian hao phí lại cực dài, bình thường phải lưu châm 30 phút. Thời gian từ từ trôi đi, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào ngân châm trong tay Vương Dưỡng Tâm. Ngay cả mấy người bệnh đang ngồi đợi cũng bị chuyện đang phát sinh trước mắt hấp dẫn. Say sưa quan sát, châm cứu và võ thuật giống như nhau, đều thuộc về quốc túy của Hoa Hạ, cũng là hai kỹ nghệ được người Hoa Hạ sùng bái và yêu thích nhất. Nửa tiếng cuối cùng cũng trôi qua, hai tay Vương Dưỡng Tâm đồng thời rút ngân châm từ trên người bệnh nhân ra. Mặc áo vào, Vương Dưỡng Tâm nói với người bệnh, vừa châm cứu xong, phải tránh bị nhiễm phong hàn. Rót một cốc nước cho ông ấy. Vương Dưỡng Tâm vừa đưa ngân châm trong tay cho đồ đệ đi sát trùng, vừa nói. Lập tức có một nữ đồ đệ bưng một cốc nước ấm đến cho bệnh nhân, còn một nữ xinh đẹp hơn một chút thì bưng chậu rửa tay và trà đến cho Vương Dưỡng Tâm. Tần Lạc thấy vậy trong lòng rất hâm mộ, lúc này mới phát hiện, thì ra học sinh và đồ đệ rất khác nhau. Vương Dưỡng Tâm có thể gọi đồ đệ tới pha trà, bưng nước rửa chân, ngủ cùng, mình thì dám bảo đám học sinh làm vậy ư. Tần Lạc thầm quyết định trong lòng, quay về cũng phải thu mấy đồ đệ xinh đẹp mới được. Dẫu sao thì, dạy ai cũng là dạy. Vương Dưỡng Tâm uống một ngụm trà cho trơn cổ họng, nói với người bệnh, hiện tại ông cảm thấy thế nào? Người đàn ông thấp lùn rụt rè đụng vào lưng một cái, nói, hình như không đau như trước kia nữa. Đúng dậy thử đi, đừng sợ, phạm vi có thể lớn hơn một chút, Vương Dưỡng Tâm cổ vũ. Người đàn ông béo lùn bỏ cốc nước xuống, từ trên giường nhảy xuống. Lắc hông sang bên phải một chút, rồi lại lắc bên trái một chút, sau đỏ mặt mày mừng rỡ nói, trời ạ, hông tôi đỡ rồi. Thật thần kỳ quá, lúc trước tôi hơi động một chút là đau đến chết đi sống lại. Vương y sinh, cậu đúng là thần y đó. Đối với dạng người bệnh như ở trước mặt, Vương Dưỡng Tâm bình thường đều chia làm 3 lần hoặc là 5 lần mới hoàn toàn trị khỏi. Bởi vì như vậy thì có thể thu được nhiều tiền hơn. Nhưng, hôm nay để biểu diễn y thuật của mình trước mặt Tần Lạc, hắn tất nhiên không dám giấu giếm chút nào, phải dốc hết toàn lực mới có thể khiến cho người bệnh có cảm giác khôi phục trong nháy mắt. Ừ, 3 ngày đầu vẫn phải tĩnh dưỡng, không được vận động mạnh, sau 3 ngày. Trên cơ bản là sẽ không có vấn đề gì. Cảm ơn thần y, cảm ơn thầy y, người đàn ông gật đầu cảm kích, nói. Loại cảm giác vui mừng sau khi bệnh được trị dứt đã cảm nhiễm mỗi một người có mặt ở đây, mọi người đều vỗ tay. Vương Dưỡng Tâm vẻ mặt kiêu ngạo, quay sang nhìn Tần Lạc, khiêu khích nói, Tần y sinh, hiện tại có phải là có thể cho chúng tôi thưởng thức thuật châm cứu thần kỳ của anh rồi không? Tần Lạc gật đầu, nói, đương nhiên. Hắn xắn tay áo lên. Nói với đồ đệ của Vương Dưỡng Tâm, đưa cho tôi một hộp ngân châm, mới hoàn toàn nhé, tôi không thích dùng thứ mà người khác đã dùng qua. Những đồ đệ này không có hào cảm với Tần Lạc, đều không bằng lòng nghe lời hắn, sau khi bị Vương Dưỡng Tâm dùng ánh mắt sai bảo, một cô gái mặt mày ỉu xìu cầm một hộp châm đến cho Tần Lạc. Tần Lạc nhận lấy, mở hộp châm ra, từ trong hộp châm lấy ra một mũi châm dài 7 thốn. Sau khi sát trùng xong, đi tới trước mặt một người bệnh trẻ tuổi mặc quần áo màu trắng, anh gặp vấn đề gì? Cảm thấy chỗ nào không khỏe? Xương cổ có bệnh, cổ không được thoải mái lắm, vai cũng đau, người thanh niên nói. Cởi quần áo ra, Tần Lạc nói. Anh làm được không đó? Thôi hay là chờ Vương y sinh trị giúp tôi đi. Người trẻ tuổi thấy Tần Lạc tuổi còn trẻ, mặt lại thờ ơ cầm một cây châm dài bước tới, trong lòng có chút sợ hãi. So với Tần Lạc, Vương Dưỡng Tâm xuất thân thế gia trung y. Thanh danh truyền xa, hơn nữa, hắn lại vừa mới trị khỏi cho một bệnh nhân bị đau hông ở trước mặt mọi người, điều này đối với người bệnh mà nói thì rất có tính cổ động và lực hiệu triệu. Nếu có lựa chọn, bọn họ tất nhiên sẽ muốn chọn Vương Dưỡng Tâm tiến hành trị liệu, nếu vậy thì sẽ ổn thỏa hơn một chút, trên đời làm gì có ai bằng lòng lấy thân thể của mình ra để đùa giỡn. Hắn không bằng tôi đâu, Tần Lạc cười nói. Người thanh niên dường như bị sự tin của Tần Lạc lây nhiễm, cũng cười nói, được. Tôi làm chuột bạch cho cậu một lần vậy. Anh bạn, hạ thủ nhẹ một chút nhé. Yên tâm đi, Tần Lạc vỗ vai hắn tỏ ý an ủi. Đợi sau khi người thanh niên cởi áo xong, Tần Lạc đột nhiên đâm châm vào huyệt phong chỉ của hắn. Nâng nhẹ thả nhẹ, sau 3 lần liên tục, nhanh chóng rút châm.
Được rồi, mặc áo vào đi, Tần Lạc nói. Xong rồi ư, tôi còn chưa cảm thấy gì mà. Người thành niên lấy làm lạ, hỏi. Không có cảm giác gì là đúng. Tần Lạc cười cười, sau khi sát trùng châm xong, bước tới người thứ hai. Ông có vấn đề gì? Phần thắt lưng của tôi không được khỏe, thỉnh thoảng lại không tiểu tiện được, bệnh nhân nam vẻ mặt xấu hổ nói. Ừ, tôi hiểu rồi, chứng viêm, cởi quần ra, Tần Lạc nói. Hả? Nói thật nhé, tôi không có hứng thú với đàn ông, Tần Lạc đanh mặt nói. Nếu là một cô gái, rụt rè một chút sẽ tạo cho người ta cảm giác phong tình vạn trùng, một lão già cởi quần thì có gì khó xử đâu chứ. Tôi còn sợ bị bẩn mắt, ông thì sợ làm bẩn mắt tôi chắc. Người đàn ông xấu hổ nhìn về phía những đồ đệ nữ của Vương Dưỡng Tâm, cởi thắt lưng ra, sau đó cởi tiếp xuống dưới. Tần Lạc nhắm chuẩn huyệt hội âm sau lưng hắn, sau đó cũng dùng phương pháp ba nâng ba thả. Lần này tốn nhiều thời gian hơn một chút, nhưng, cũng không mất quá 3 phút. 3 phút sau, Tần Lạc rút châm ra, nói, được rồi, đã có thể mặc quần vào. Thế là ổn rồi chứ? Ổn rồi. Tần Lạc cứ thế tiếp tục chữa trị, mỗi lần đều một châm là xong. Tuyệt không dây dưa. Trong nháy mắt, 6-7 bệnh nhân VIP đang đợi trong phòng của Vương Dưỡng Tâm toàn bộ đều được Tần Lạc châm cứu xong. Cũng chính là nói, thời gian mà Tần Lạc dùng để chữa trị cho 7 bệnh nhân không bằng thời gian Vương Dưỡng Tâm dùng để chữa cho một người. Có kiểu trị bệnh như thế này sao? Hắn không phải là đang lừa chúng ta đấy chứ? Cầm một cái châm đi đâm loạn một lượt thì được coi là thần y sao? Tần Lạc cất cây châm đã được sát trùng vào trong hộp, cười nói, có hiệu quả hay không thì cứ hỏi bệnh nhân là biết. Cổ tôi thực sự đã khỏi rồi, cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều, người trẻ tuổi có bệnh ở cổ mặt mày mừng rỡ nói. Tôi cũng cảm thấy bên dưới thoải mái hơn rồi, ông anh bị đau tuyến tiền liệt cẩn thận cảm thụ một hồi, sau đó mặt mũi cũng mừng rơn nói. Trời ơi, thần kỳ quá, hông tôi cũng không đau rồi. Nếu những bệnh nhân này không phải là tới chỗ của bọn họ trị bệnh trước, Vương Dưỡng Tâm còn hoài nghi bọn họ là do Tần Lạc mời tới. Sao có thể thần kỳ như vậy? Một châm là thấy hiệu quả. Ngươi tưởng ngươi là thần tiên sống à? Thế nào, có lọt được vào pháp nhãn của ngươi không? Tần Lạc nhìn khuôn mặt đang cứng đờ của Vương Dưỡng Tâm, cười nói. Nếu như tình huống mà bọn họ nói là thật, chúng ta bất phân thắng bại. Vương Dưỡng Tâm than thở. Sư phụ, hắn căn bản là không bằng thầy mà. Thầy dùng cùng lúc 3 cây châm, hắn chỉ dùng có 1 cây thôi. Đúng vậy. Hắn sao có thể sánh bằng sư phụ? Sư phụ mới là trị bệnh, hắn căn bản chỉ là làm trò thôi. Có cách đâm châm như vậy sao? Đám học sinh này nghe thấy Vương Dưỡng Tâm nói là muốn hòa với Tần Lạc, ai ai cũng không bằng lòng nói. Câm miệng, Vương Dưỡng Tâm quát lên. Các học sinh vội vàng ngậm miệng, không dám nói linh tinh nữa. Anh thực sự cho rằng là nên hòa ư, Tần Lạc híp mắt nói. Nếu Vương Dưỡng Tâm thực sự có nhãn quang, hắn chắc có thể nhìn ra. Mình đâm châm với tốc độ nhanh kỳ thực là phi thường có kỹ xảo. Hơn nữa, hắn căn cứ vào thể chất của bệnh nhân, phân biệt sử dụng 2 loại tuyệt kỹ, thiêu sơn hỏa, và thấu tâm lương, trong thái ất thần châm. Nếu như hắn không nhìn ra, vậy thì, cuộc so tài ngày hôm nay chẳng có chút ý nghĩ nào. Bởi vì, y thuật của 2 người căn bản không cùng một cấp bậc. Anh thắng rồi, Vương Dưỡng Tâm sắc mặt âm trầm, giọng khàn khàn nói. Chương 66 Nhất đại châm vương. Nghi hoặc, hối hận, cay đắng, các loại cảm xúc đan xen lẫn nhau, tâm tình của Vương Dưỡng Tâm lúc này căn bản là không thể dùng bút mực để hình dung. Vương Dưỡng Tâm lúc trước rất khinh thường Tần Lạc, cái thằng nhóc trẻ tuổi này nói gì làm gì cũng giống như bọn giang hồ bịp bợp, người như vậy có thể có được y thuật cao minh ư. Sau khi biết được Tần Lạc bị Học viện Trung y Dược của Đại học Y khoa khai trừ, hắn càng thêm củng cố suy nghĩ này. Đương nhiên. Hắn cũng xem thường tuyệt đại đa số người, điều này có quan hệ tới sự cuồng ngạo trong xương cốt của hắn. Đúng như hắn đã nói, nếu như thật sự có bản sự, sao lại bị trường học khai trừ? Kỳ thực, Vương Dưỡng Tâm và Tần Lạc không hề có cửu hận không thể hóa giải. Lúc trước, hắn cũng chỉ thấy Tần Lạc không vừa mắt một chút mà thôi. Trong cách nhìn của Vương Dưỡng Tâm, cuồng vọng chia làm 2 loại. Sự cuồng vọng của người thân mang chân tài thực học, đó gọi là tự phụ. Người có tài năng, ai mà không có kèm một chút tật. Còn có một loại cuồng vọng vô tài vô năng, thì gọi là tự đại. Rất rõ ràng, trong tâm lý của Vương Dưỡng Tâm, Tần Lạc thuộc về loại người này. Về sau, do Lâm Hoán Khê làm thuốc dẫn,
hai nhân tài quyết định cuộc đánh cược về y thuật này. Vương Dưỡng Tâm cũng chỉ là nói chơi với Tần Lạc mà thôi, để lấy le trước mặt nữ nhân, nam nhân luôn không kìm lòng được mà hứa hẹn một số chuyện nằm ngoài phạm vi chịu đựng của mình. Ngày hôm nay Tần Lạc có đảm lượng tìm tới cửa, khiến hắn rất bất ngờ. Hôm nay Tần Lạc thi triển ra châm pháp, nhất châm, thần kỳ này, càng khiến hắn phi thường bất ngờ. Thua, thua tâm phục khẩu phục. Hắn dĩ nhiên thực sự biết Thái Ất Thần Châm, hơn nữa, còn là Thái Ất Thần Châm nguyên bản, chứ không phải là phiên bản tàn khuyết, hoặc là đâm loạn một hồi giống như đồ đệ của mình nói. Phương thức xuất châm như thế này, mũi châm dưới sự quán chú nội lực đã lưu lại ảo ảnh nhẹ nhàng rung động dưới võng mạc của người khác, tất cả những điều này đã nói cho hắn biết rằng tất cả là sự thực. Tên nam nhân này biết Thái Ất Thần Châm. Không biết võ thuật, sao không hiểu được đại vị của Hàng Long Thập Bát Trưởng trong mắt của nhân sĩ võ hiệp. Không biết đánh đàn, sẽ không hiểu ý vị cầm đàn cầm tiêu tiêu đi giành vị trí quán quân là như thế nào. Không hiểu trung y, cũng sẽ không hiểu ý nghĩa mà Thái Ất Thần Châm đại biểu. Vô số đại sư đều đặt cho nó mỹ dự, danh xưng đẹp đẽ là thiên hạ đệ nhất châm. Thế nhưng, lộ tuyến hành châm quỷ dị và phương thức dùng châm yêu cầu cao độ đã khiến cho tuyệt học này thất truyền hơn mấy trăm năm. Trong mấy trăm năm, không có tin tức truyền nhân của Thái Ất Thần Châm xuất thế. Hiện tại, người thanh niên này ở ngay trước mặt. Nếu truyền tin tức này ra, nhất định sẽ khiến vô số người vì nó mà điên cuồng. Hắn đã chuẩn bị tốt để nổi danh rồi chứ? Vương Dưỡng Tâm nhìn Tần Lạc, trong lòng thầm nghĩ. Sư phụ, thầy sao có thể thua chứ? Không thể như vậy được. Đúng vậy, châm pháp của hắn chẳng dễ coi chút nào cả. Nhanh như vậy thì có thể trị bệnh gì chứ? Rất khiến người ta hoài nghi. Sư phụ chủ động nhận thua, khiến những đồ đệ tâm cao khí ngạo của Vương Dưỡng Tâm không thể tiếp nhận nổi, ai ai cũng lên tiếng tranh chấp, muốn thay đổi chủ ý của Vương Dưỡng Tâm. Vương Dưỡng Tâm ngay cả sức để quát mắng bọn chúng cũng không có, châm cứu cao minh hay không, chẳng lẽ có thể quyết định từ việc trông có đẹp mắt hay không ư? Cái lũ ngu xuẩn, các ngươi ra ngoài hết đi, Vương Dưỡng Tâm phất tay nói. Có người vẫn muốn tranh biện, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Vương Dưỡng Tâm thì không còn dũng khí để nói. Trong nháy mắt, các đồ đệ của Vương Dưỡng Tâm và người bệnh đều đi ra hết, trong phòng chỉ còn lại có hai người Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm. Đây là Thái Ất Thần Châm ư? Vương Dưỡng Tâm hỏi, khi hỏi câu này, giọng nói của hắn có chút run rẩy. Đúng vậy, có thể nhìn ra, chứng tỏ nhãn quan của anh cũng không tồi, Tần Lạc gật đầu cười. Vương Dưỡng Tâm vẻ mặt cay đắng, nói, nhãn quan thì có gì hữu dụng đâu. Tôi vẫn thua anh, không ngờ đây thực sự là Thái Ất Thần Châm. Ngũ Long Châm Pháp cũng không tồi, có điều, anh vẫn phải rèn luyện thêm, Tần Lạc nói. Có thể con đường của tên tiểu tử này quá thuận buồm xuôi gió, cho nên thiếu một chút công phu trấn định lúc lâm nguy. Đúng vậy, ra ra cả ngày dạy tôi, nhân ngoại hữu nhân, tôi hiện tại đã hiểu rồi. Vương Dưỡng Tâm nói, anh ra giá đi. Ra giá, Tần Lạc nghi hoặc hỏi. Tấm biển thần châm vương đó là truyền gia chi bảo của vương gia, tôi không thể đưa nó cho anh được, anh ra giá đi, tôi mua lại, Vương Dưỡng Tâm nói. Tần Lạc nhướn mắt lên. Cười mà như không cười nhìn Vương Dưỡng Tâm. Xem ra, cái hắn thiếu không chỉ là ma luyện thôi đâu. Anh muốn bao nhiêu? 100 vạn. Vương Dưỡng Tâm bị ánh mắt của Tần Lạc khiến cho cảm thấy không được tự nhiên, trong lúc tâm thần hoảng loạn đã chủ động ra giá. Tần Lạc cười cười, lắc đầu không đáp ứng. 200 vạn. Tần Lạc vẫn lắc đầu. 500 vạn, đây là giá cao nhất tôi có thể đưa ra rồi, Vương Dưỡng Tâm chán bắt đầu ứa mồ hôi. Lấy tiền của mình đi mua biển của mình, loại chuyện này mà truyền ra ngoài, danh dự của Vương Dưỡng Tâm hắn sẽ mất hết. Thế nhưng, hắn biết rõ là ngu xuẩn, nhưng vẫn phải làm. Không bán, một khối gỗ hoàng lê lớn như vậy mà chỉ đáng giá chừng ấy thôi sao? Tần Lạc cười nói. Vương Dưỡng Tâm trong lòng trầm xuống, bụng đầy hối hận. Hối hận không nên ở trước mặt Tần Lạc nói về lai lịch bất phàm của tấm biển này. Anh ra giá đi, anh rốt cuộc muốn bao nhiêu? Vương Dưỡng Tâm vẻ mặt sốt ruột nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, giống như một con thỏ mẹ đáng thương đang van cầu con sói thả thỏ con yêu quý của nó ra vậy. Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần biển. Tần Lạc cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời rõ ràng. Mày, Vương Dưỡng Tâm suýt chút nữa thì thổ huyết, làm người thì nên để lại một chút tình, sau này gặp lại còn dễ nhìn mặt nhau, anh đừng đuổi tận giết tuyệt. Vương Dưỡng Tâm biết rằng, nếu tấm biển này bị Tần Lạc tháo xuống, vậy thì phòng mạch mỗi ngày thu cả đấu vàng của hắn không cần mở tiếp nữa.
Càng quan trọng hơn là, thanh danh của Thế Gia Vương Gia Thần Y cũng sẽ bị hủy trong phút chốc. Đuổi tận giết tuyệt, Tần Lạc lắc đầu, xem ra, anh vẫn không hiểu, bỏ đi, tôi cũng không muốn giải thích cho anh nữa, hiểu thì hiểu mà không hiểu thì thôi. Anh tự mình đưa biển cho tôi hay là tôi tìm người tới tháo? Anh không thể nói lời mà không giữ lấy lời chứ. Người của Vương Gia đương nhiên nói lời thì sẽ giữ lấy lời rồi, tấm biển này, chúng tôi tất nhiên sẽ đưa cho cậu, một giọng nói vang vọng đột nhiên vang lên. Cửa gỗ đang đóng kín bị người ta đẩy ra, một lão đầu thân mặt đường trang màu bạc, hạc phát đồng nhang mặt đầy hồng quang bước vào, mặt mày tươi cười nhìn Tần Lạc. Thấy lão nhân đột nhiên tiến vào, Vương Dưỡng Tâm giật nảy mình. Ra ra, Vương Dưỡng Tâm cung kính nói. Dưỡng Tâm, ta đã nói với con nhiều lần rồi. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hiện tại đã hiểu chưa? Ra ra, con sai rồi, Vương Dưỡng Tâm vẻ mặt xấu hổ nói. Ừ. Biết sai có thể sửa. Dưỡng Tâm, con còn trẻ, còn nhiều thứ có thể làm. Lão nhân mỉm cười nói. Không mắng mỏ và giáo huấn cháu trai mà chỉ khuyên bảo nó. Vâng, ra ra, Vương Dưỡng Tâm đáp ứng. Lão nhân lúc này mới rời ánh mắt sang nhìn Tần Lạc, quan sát hắn từ trên xuống dưới một hồi lâu, giống như là đang ngắm nhìn kỳ chân dị bảo. Người trẻ tuổi họ gì? Lão nhân đột nhiên mở miệng hỏi. Họ Tần, Tần Lạc trả lời, thầm nghĩ. Xem ra lão nhân mặt mày hiền từ này chính là gia gia của Vương Dưỡng Tâm, nhất đại châm cứu đại sư Vương Tu Thân. Họ Tần, lão nhân cau mày suy nghĩ, lại quan giá tử tế Tần Lạc một lượt, sau đó hỏi, Tần Tranh là gì của cậu? Là gia gia của tôi, Tần Lạc thật thà trả lời, trong lòng thầm sợ hãi, không ngờ lão nhân này chỉ nhìn thoáng một cái là nhìn ra xuất thân của mình. Chẳng trách, cháu của Dược Vương, quả nhiên bất phàm. Vương Tu Thân gật đầu tán thưởng nói, có điều. Sắc mặt của cậu xem ra hình như có vấn đề, gia gia của cậu không dạy cậu ách kiện thể dưỡng thân à. Phải biết rằng, mỗi một vị trung y đại sư đều là chuyên gia dưỡng thân rất tốt, đạo dưỡng thân của bọn họ nhiều không kể xiết, không có lý nào lại không truyền cho người thân của mình. Có học, nhưng thể chất trời sinh đã vậy rồi, cũng chẳng có cách nào khác, Tần Lạc cười khổ nói. Vấn đề thể chất của không tốt, trước mặt một trung y cao minh căn bản không thể giấu được. Ừ, Vương Tu Thân gật đầu. Cũng không đào sâu vào vấn đề này nữa, vừa rồi tôi ở ngoài cửa có nghe các người nói, cậu biết thần châm à? Thái ất thần châm tổng cộng chia làm 5 châm, tôi chỉ biết 3 châm trước thôi, Tần Lạc giải thích. Đáng quý, cậu đã nói vậy thì lão đầu tử có chút mong chờ đó, Vương Tu Thân cười ha hả, nói. Tất nhiên sẽ có cơ hội, Tần Lạc cười nói. Thì ra, mục tiêu mà hắn muốn khiêu chiến là châm Vương Tu Thân. Thế nhưng bởi vì Vương Dưỡng Tâm nói rằng trước tiên phải thắng gã thì mới được tìm ra gia của gã. Vì thế, Tần Lạc bất đắc dĩ đành thỏa mãn yêu cầu cả hắn. Đúng vậy, nhất định sẽ có cơ hội, trước khi nhập thổ có thể thấy được mặt mũi của thiên hạ đệ nhất châm thần, chết cũng không còn gì hối tiếc. Vương Tu Thân cảm thán nói. Tiền bối quá lời rồi, được người ta tôn sùng như vậy, Tần Lạc cũng có chút xấu hổ. Ừ, về cuộc đánh cược của các cậu, đã có người nói với tôi rồi. Người của Vương gia dám chơi dám chịu, cậu cứ sai người hạ biển xuống đi. Khi cậu quay lại, thì mang nó theo nhé. Ra ra, Vương Dưỡng Tâm vẻ mặt thống khổ hét lên, hắn biển, mất đi tấm biển này sẽ đại biểu điều gì đối với ra ra. Tần Lạc nhìn khuôn mặt thẳng thắn vô tư của Vương Tu Thân, trong lòng thầm cảm thán. So với lão nhân Vương Tu Thân này, Vương Dưỡng Tâm thật sự còn kém quá xa. Thanh niên chúng tôi rất thích nói đùa, sao thể thực sự nhận hậu lễ như thế này. Tần Lạc cười nói. Bởi vì sùng kính lão nhân này, Tần Lạc quyết định buông bỏ sự kiên trì lúc trước. Không, cậu nhất định phải mang gì? Vương Tu Thân kiên trì nói. Lão tiến lên 2 bước, tựa gần vào Tần Lạc hơn một chút, nói, là của cậu phải kiên trì. Cái này. Vương Tu Thân cắt đứt lời cự tuyệt của Tần Lạc, nói, người của Vương gia thi châm cứu với cậu đã thua cậu. Tấm biển thần châm Vương này treo ở đây cũng chẳng còn ý nghĩ gì, cậu thắng Dưỡng Tâm thì thần châm Vương tất nhiên là cậu rồi. Nhãn thần của Vương Tu Thân đột nhiên biến thành sáng đến kỳ lại, hào tình vạn trượng nói, có điều, trong vòng 3 ngày, tôi sẽ đăng môn khiêu chiến. Đến lúc đó, tôi và cậu đấu một trận, nếu như tôi thua, cậu có thể yêu cầu tôi một việc, nếu như tôi thắng thì tôi được cầm tấm biển này về. Lời nói của châm Vương đã kích thích ngạo khí trong xương cốt của Tần Lạc, hắn cười lớn, nói. Được, tôi sẽ chờ châm Vương tiền bối đại giá quang lâm. Vương Tu Thân lắc đầu, nói, hiện tại, tôi không phải là châm Vương, cậu mới là châm Vương.
một già một trẻ nhìn nhau cười, rất có vị đạo người thông minh luyến tiếc nhau. Chương 67, bảo bối của chúng ta. Vương Tu Thân không chỉ giúp Tần Lạc tháo biển xuống, còn đặc biệt sai người giúp hắn gọi xe vận chuyển. Chẳng có cách nào khác, tấm biển này thực sự là quá nặng. Xe taxi căn bản không thể chở nổi, cũng cô nhét vào được. Nhìn tấm biển của tiệm thuốc bị người ta tháo xuống, các nhân viên bên trong đều chạy ra. Còn có khách cũng chạy ra xem náo nhiệt, khiến cho cửa tiệm chật kín người. Dưới sự giúp đỡ của bốn công nhân, mới đưa được tấm biển lớn này vào trong xe bao. Tần Lạc bước tới trước mặt Vương Tu Thân, chắp tay rất có phong phạm, nói, Vương Lão, tôi chờ ông đại giá quang lâm. Ha ha, nhất ngôn vi định, Vương Tu Thân sảng khoái nói, tôi cũng rất mong chờ được chứng kiến tuyệt kỹ Thái Ất Thần Châm. Tần Lạc gật đầu với Vương Dưỡng Tâm, sau đó ngồi sang ghế phú của chiếc xe tải, vẫy vẫy tay với người bên ngoài, rồi bảo lái xe nổ máy. Đợi khi bóng của chiếc xe biến mất trong dòng người nhộn nhịp, Vương Dưỡng Tâm mới ngẩng đầu lên nhìn cửa nhà trống trơn, trong lòng giống như vừa mất đi một thứ gì đó. Gia Gia, chúng ta nên mua lại tấm biển từ tay hắn. Vương Dưỡng Tâm nói với Gia Gia đang dõi mắt nhìn ra xa. Vương Tu Thân quay lại nhìn cháu trai, thở dài nói, ai, Dưỡng Tâm. Cháu quả nhiên vẫn không hiểu, so với tên tiểu tử đó, cháu còn kém xa lắm. Gia Gia, cháu đã khiến ông thất vọng rồi. Vương Dưỡng Tâm xấu hổ nói, trấn gia chi bảo của Vương gia là do hắn để mất cho người khác, trong lòng tất nhiên tràn đầy hổ thẹn. Ta quả thật là thất vọng vì con. Vương Tu Thân nói, ta thất vọng không phải bởi vì châm kỹ của con không bằng người ta. Mà là con muốn dùng tiền để mua lại tấm biển thần chân Vương là hành động ấu trĩ. Gia Gia, loại chuyện này rất nhanh sẽ truyền khắp thành phố. Thanh danh của Vương gia chúng ta, Vương Dưỡng Tâm có chút không phục nói. Hắn làm vậy cũng là nghĩ cho thanh danh của Vương gia. Dưỡng Tâm, danh tự thần châm Vương có thể dùng tiền để mua lại sao? Nếu là như vậy, hư danh của thần châm Vương chúng ta cũng không cần nữa. Nếu có bản sự, thì dùng chân tài thực học mà thắng tấm biển đó về. Nếu như không có bản sự, tấm biển này theo lý lên chắp tay dâng lên người khác. Treo ở cửa chỉ khiến lão già ta thêm ngượng, Vương Tu Thân dạy bảo. Nếu nó vẫn không nghĩ thông điểm này, vậy thì, thành tựu của nó cũng chỉ đến được đây mà thôi. Gia Gia, con biết sai rồi, Vương Dưỡng Tâm cúi đầu nói. Ừ, đây cũng không phải là chuyện xấu, Vương Tu Thân nói, cương quá dịch thiết, thuận quá dịch kiêu. Trải qua đả kích lần này, có lẽ có thể kích phát lòng vươn lên của người nhà chúng ta. Vâng, Gia Gia, con nhất định sẽ nỗ lực. Dưới sự chỉ huy của Tần Lạc, xe tải tiến vào trong cửa của Lâm gia. Tần Lạc nhảy xuống xe, phân phó cho ba công nhân đi theo xe giúp khênh biển vào trong Lâm gia. Lâm Thanh Nguyên từ trong nhà bước ra, nhìn thấy đang ra sức khênh tấm biển vào, nói, tấm biển này từ đâu mà có thế? Rồi dùng tay sờ sờ, kinh ngạc nói, không tồi. Làm từ gỗ hoa lê chính tông, đây chính là thứ tốt đó. Tần Lạc bảo công nhân đặt tấm biển vào trong phòng khách, móc tiền ra trả phí vận chuyển, rồi mặt mày thần bí nói với Lâm Thanh Nguyên, Lâm gia gia, nói ra dài lắm. Tấm biển này có lai lịch lớn lắm đó. Ừ, lai lịch gì, nói tôi nghe xem, Lâm Thanh Nguyên dùng tay sờ sờ chữ khắc trên tấm biển, khen không hết lời. Chỉ cần là người hơi có kiến thức, đều có thể nhìn ra tấm biển này không phải là vật tầm thường. Tần Lạc nhớ lại lời khoe khoang của Vương Dưỡng Tâm, nói, tấm biển này do một khối gỗ hoàn lê hoàn chỉnh làm thành, chỉ tài liệu này thôi bản thân đã có giá trị liên thành. Chữ này là Nhất Đại Thư Pháp Đại Sư Khải Trí Thiền Sư tự mình viết. Đây là do một vương gia thời Tiền Thanh vì chịu ơn huệ của một danh y, tự mình sai người mang tặng. Nếu bán tấm biển này, đủ để ăn uống no đủ cả một đời. Chân quý vậy ư, Lâm Thanh Nguyên nói, cậu từ đâu mà có được bảo bối này vậy? Tỷ thí y thuật với người ta thắng về đó. Tần Lạc cười nói, tỷ thí y thuật với người ta, người đó là ai vậy? Ánh mắt của Lâm Thanh Nguyên di chuyển lên chữ trên tấm biển, kinh ngạc hỏi, thần châm vương. Yến Kinh có thể được xưng là thần châm vương, cũng chỉ có châm vương Vương Tu Thân thôi. Quả thật là của nhà đó. Có điều, không phải thắng lão ta, mà là thắng Vương Dưỡng Tâm, cháu của ông ta. Vương Dưỡng Tâm, cái tên này nghe quen quen. Lâm Thanh Nguyên nói. Lần trước từng theo Uông lão tới bái phỏng. Tần Lạc cười nói. Ồ, là hắn, các cậu về sau lại gặp mặt ư. Tần Lạc gật đầu, nhưng không đem chuyện hắn và Vương Dưỡng Tâm vì Lâm Hoán Khê mà đánh cuộc. Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng còi xe. Thò đầu ra nhìn,
chỉ thấy chiếc xe màu xanh lá của Lâm Hoán Khê từ từ tiến vào vườn. Lâm Hoán Khê buổi trưa không có tiết, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì về ngay. Xách túi vào trong nhà, thấy tấm biển lớn đặt trong phòng khách, mặt cũng đầy kinh ngạc. Nhìn Tần Lạc hỏi, anh thực sự đi tìm hắn tỷ thí ư? Đúng, dù sao thì hôm nay cũng chẳng có việc gì. Tần Lạc cười cười, gật đầu. Nhìn tấm biển lớn, Lâm Hoán Khê không cần hỏi cũng biết, Tần Lạc nhất định đã thắng Vương Tu Thân. Lợi hại, không kìm lòng được, Lâm Hoán Khê trong lòng không khỏi vui mừng. Anh ấy là vì mình mà chấp nhận khiêu chiến, hơn nữa còn giành thắng lợi. Loại cảm giác này khiến người ta vô cùng hoan hỉ. Há chỉ là không tồi thôi à, Lâm Thanh Nguyên mày mặt kiêu ngạo nói. Vương Dưỡng Tâm ở kinh thành cũng khá có danh khí, được người ta tôn là tiểu thần châm, Tần Lạc có thể chiến thắng hắn, bản thân đã chứng tỏ năng lực của mình. Lâm Thanh Nguyên biết rất rõ, vật này vô cùng chân quý. Chuyện Tần Lạc tháo biển thần châm vương của vương gia rất nhanh đã truyền khắp Yến Kinh, tới lúc đó, tên tiểu tử này muốn không nổi tiếng cũng khó. Ai, đáng tiếc là, cháu gái của mình vẫn chưa thể trói được hắn. Tối hôm đó, mình nếu không xông vào thì tốt biết mấy. Nghĩ tới cảnh Tần Lạc và Lâm Hoán Khê nằm trên giường, Lâm Thanh Nguyên trong lòng tràn ngập hối hận. Chính vào lúc này, di động trong túi Tần Lạc đổ chuông. Tần Lạc rút ra nhìn, là yêu nữ Lệ Khuynh Thành gọi. Điều này khiến Tần Lạc rất đau đầu, do dự không biết có nên nhận hay không. Nhận ư, hắn biết Lâm Hoán Khê không có hào cảm với thanh danh xấu của Lệ Khuynh Thành. Không nhận ư, vậy càng khiến Lâm Thanh Nguyên và Lâm Hoán Khê hoài nghi. Hơn nữa, thủ đoạn của cô nàng Lệ Khuynh Thành hắn đã lĩnh hội. Thà đắc tội với tiểu nhân, chứ đừng đắc tội với nữ nhân. Tần Lạc, có điện thoại sao không nhấc? Lâm Thanh Nguyên thấy Tần Lạc ngơ ngẩn cầm điện thoại, không nén nổi nên nhắc nhỏ. Vâng, nhấc đây, Tần Lạc ấn nút nghe, mặt mày nghiêm túc nói chuyện với đối phương. Cậu em, sao lâu vậy mới nhấc điện thoại? Muốn để chị chờ dài cổ hả? Đầu kia điện thoại, giọng nói lẳng lơ của Lệ Khuynh Thành truyền tới. Ta vốn thuần lương, sao hiện thực lại bức người tốt làm gái điếm? Chỉ một câu này, ánh mắt nhìn Tần Lạc của Lâm Thanh Nguyên và Lâm Hoán Khê tràn đầy dị dạng. Bọn họ từ trong điện thoại của Tần Lạc nghe thấy nội dung mà Lệ Khuynh Thành nói, tất nhiên bắt đầu nghĩ rằng quan hệ của hắn và mụ đàn bà này rất thân mật. Tần Lạc ủy khuất nhìn Lâm Hoán Khê, nói, có chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ là nhớ cậu thôi. Muốn nghe giọng của cậu, Lệ Khuynh Thành yêu kiều nói. Nếu không có chuyện gì thì tôi dập máy đây, Tần Lạc nói. Đợi đã, giọng nói của Lệ Khuynh Thành cuối cùng cũng khôi phục lại vẻ bình thường. Nói, cậu đúng là không có lương tâm, chẳng lẽ ghét nhận điện thoại của người ta như vậy ư? Chuyện của chúng ta cậu không quan tâm chút nào à? Cho cậu nửa tiếng, lập tức tới thẩm mỹ viện gặp tôi. Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu. Không được phép nói buổi chiều có tiết, tôi vừa kiểm tra lịch dạy học của cậu rồi. Cũng không cho phép nói không rảnh. Tôi biết cậu hiện tại đang rảnh, mau tới đây đi, nếu không, tôi không dám đảm bảo là mình sẽ không làm ra chuyện khác người đâu. Gác điện thoại, Tần Lạc phát hiện Lâm Thanh Nguyên và Lâm Hoán Khê đang nhìn chằm chằm vào mình. Chúng tôi thực sự không có gì, Tần Lạc giải thích. Em lên lầu, Lâm Hoán Khê nói. Lâm Thanh Nguyên nhìn bóng lưng của cháu gái, khẽ thở dài một tiếng, nói với Tần Lạc, chúng tôi đương nhiên biết cậu không có gì. Đối với nhân phẩm của cậu, tôi cũng có chút lý giải. Câu này, thoáng cái đã lấp kín con đường lệch lạc sau này của Tần Lạc. Sau này, nếu Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành có gì đó, vậy thì chứng minh nhân phẩm của Tần Lạc rất không đáng tin cậy. Gừng càng già càng cay. Tần Lạc ngồi xe tới Khuynh Thành quốc tế, dưới sự dẫn đường của Tiểu Uyển, trực tiếp lên phòng làm việc của Lệ Khuynh Thành ở tầng 3. Điều này cũng giúp Tần Lạc bớt đi được nhiều phiền phức, nếu vào tầng 2, kiểu gì cũng bị đám lưu manh nữ đó ăn đậu hủ. Tần tiên sinh. Lệ Tổng đang ở trong phòng, anh tự mình vào đi. Tiểu Uyển dừng bước trước cửa phòng làm việc của Lệ Khuynh Thành. Cảm ơn, Tần Lạc cười cười cảm ơn. Đợi Tiểu Uyển rời đi, hắn mở gõ cửa phòng. Mời vào, bên trong truyền tới giọng nói không chút cảm tình của Lệ Khuynh Thành. Nữ nhân này lúc bình thường vẫn rất uy nghiêm. Thấy người đẩy cửa bước vào là Tần Lạc, khuôn mặt vừa rồi còn nghiêm nghị của Lệ Khuynh Thành lập tức biến thành lẳng lơ, giọng nói éo ẹt, ái chà. Còn cho rằng là cấp dưới tới báo cáo công tác. Nếu biết là Tần đệ đệ, tôi đã nhiệt tình hơn một chút rồi. Tìm tôi có việc gì? Tần Lạc bực bội nói. Lệ Khuynh Thành này giống như là cảm thấy khi phụ mình vui lắm vậy, vừa gặp đã bắt đầu lẳng lơ. Mình thật sự bất lực với ả.
Đáng ghét, chúng ta có quan hệ gì? Không có chuyện thì không được tìm cậu à? Người ta. Tần Lạc quay người muốn đi, nói, nếu không có chuyện thì tôi đi trước. Quay lại, Lệ Khuynh Thành giận dỗi quát. Đồ ngốc, cô biết nói đùa. Tôi tìm cậu có chuyện đấy. Chuyện gì vậy? Tần Lạc lại hỏi. Không làm găng thì không biết ả đàn bà này còn dây dưa đến bao giờ. Lệ Khuynh Thành từ trên ghế đứng dậy, tư thái kiểu mị lúc lắc cái hông. Ả đi rất thong dong, đẩy cái áo lót màu trắng bên trong lên, lộ ra cái eo nhỏ nhắn và cái rốn tròn trịa đáng yêu. Mà hai tòa núi trước ngực cũng nhô cao, như muốn xé toạc cái áo lót đang làm chúng bị gò bó vậy. Chỉ có dễ nhìn không? Lệ Khuynh Thành hạ tay xuống, phát hiện ánh mắt ngây ngốc của Tần Lạc, cười hi hi hỏi. Có, Tần Lạc gật đầu thật mạnh, hắn không thể nói lời trái với lương tâm. Ừ, cậu đã nói vậy, thì chị sẽ có phần thưởng đặc biệt cho cậu. Lệ Khuynh Thành chớp chớp mắt, nói. Thấy Tần Lạc không dám tiếp lời, Lệ Khuynh Thành trợn mắt nhìn hắn, nói, đúng là thằng nhóc chán chết. Ả mở ngăn kéo, rút ra một cái bình gốm đáy trắng, hoa văn màu xanh, tạo hình tinh trí điển nhã cho Tần Lạc, nói, cậu là cha cũng nên nhìn đi. Bảo bảo của chúng ta đã sinh ra rồi. Tần Lạc tay run run, suýt chút nữa thì đánh rơi cái bình trong tay xuống đất. Chương 68, nhân vật nguy hiểm. Lệ Khuynh Thành trợn mắt lườm Tần Lạc, nói, cậu liệu mà cầm cho chắc vào. Tôi chỉ lấy có một cái bình mẫu thôi đấy. Cậu nếu đánh rơi, tôi lại phải gọi người đưa tới. Cậu sẽ lại phải ở cùng với nữ sắc lang như tôi thêm một tiếng nữa đấy. Trong một tiếng này, tôi có thể làm ra rất nhiều chuyện với cậu. Vô luận là nói nghiêm túc như thế nào, lời nói từ trong cái miệng yêu diễm của Lệ Khuynh Thành thốt ra, luôn khiến người ta nghĩ bậy nghĩ bạ. Đây là gì? Tần Lạc hỏi. Cẩn thận ngắm nhìn cái bình gốm trong tay. Không thể không nói, Lệ Khuynh Thành là một nữ nhân rất có thẩm mỹ, bất kể là cách ăn mặc hay là cách trang trí phòng làm việc của cô ta đều rất đặc sắc. Tạo hình của chiếc bình này là giống như bình rượu, miệng tròn cổ dài, nền màu trắng trang nhã, hoa văn màu xanh điểm bên trên vô hình chung đã đề cao đẳng cấp của bình gốm lên rất nhiều, khiến cho chiếc bình rất có giá trị siêu tầm. Đây là kết tinh tình yêu của đôi ta. Lệ Khuynh Thành nói, cứ như chiếc bình thuốc này đúng là do cô ta hoài thai 9 tháng 10 ngày mà sinh ra vậy. Cậu thử đi, xem hiệu quả thế nào. Tần Lạc mở nút bình, từ bên trong móc ra một chút vật thể hình phấn màu trắng như bột mì, đặt trong lòng bàn tay. Dùng mũi ngửi ngửi, nói, mùi vị không tồi, so với kim dũng dưỡng cơ phấn của thì thơm hơn một chút, hiệu quả đã trải qua nghiệm chứng chưa? Đương nhiên là rồi, tuy trong phối phương của chúng ta thiếu loại kim dũng chân quý đó. Nhưng, các dược liệu trung y khác cũng có công hiệu hoạt huyệt tan ứ, khu trừ sẹo. Chúng tôi làm thực nghiệm cả ngàn lần, hiệu quả phi thường rõ ràng. Vậy thì tốt, bất kể là thế nào, chất lượng sản phẩm nhất định phải qua cửa. Nếu không, chúng ta thà không làm còn hơn. Tần Lạc nhắc nhở, phương thuốc này là hắn đưa ra, hắn không thể làm hỏng chiêu bài trăm năm của Tần gia. Yên tâm đi, cái này tôi hiểu mà. Lệ Khuynh Thành gật đầu nói. Khi nào thì chuẩn bị đẩy ra thị trường? Tần Lạc biết, Lệ Khuynh Thành tuy bình thường tuy không nghiêm túc, nhưng tính tình lại rất đáng tin cậy, chắc không nói quá về vấn đề chất lượng. Tôi tìm cậu chính vì muốn thương lượng chuyện này. Lệ Khuynh Thành nói, giai đoạn đầu, tôi đã thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật quốc tế Khuynh Thành. Công ty này sẽ trở thành tổng bộ của chúng ta, phụ trách kinh doanh thẩm mỹ viện quốc tế Khuynh Thành và loại phấn dưỡng cơ này. Nếu sau này chúng ta mở rộng ra những sản phẩm khác, cũng sẽ đưa vào phạm trù kinh doanh của công ty này. Tôi đã sai người làm hợp đồng phân phối độc quyền rồi, cậu có thể xem. Nếu không có vấn đề gì, thì cậu sẽ là cổ đông lớn nhất của công ty. Tuy Khuynh Thành quốc tế vẫn hoàn toàn thuộc về Lệ Khuynh Thành, nhưng hai bọn họ đều biết, phấn dưỡng cơ một khi đẩy ra thị trường, sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, trở thành nghiệp vụ kiếm tiền đệ nhất của công ty. Tần Lạc một mình chiếm 7 thành lợi nhuận của phấn dưỡng cơ, tất nhiên là cổ đông lớn nhất trong công ty rồi. Từ nay về sau, hắn không phải là cổ đông bình thường mà địa vị trực tiếp được thăng lên thành ông chủ của Khuynh Thành quốc tế. Lệ Khuynh Thành sẽ trở thành lãnh đạo cao cấp làm công cho hắn. Lệ Khuynh Thành nói xong, quay người từ trên mặt bàn lấy ra một bản hợp đồng đưa cho Tần Lạc. Khi cô ả nhoài người lên bàn lấy hợp đồng, cái mông bị chiếc váy đồng phục ngăn màu bạc vẽ ra một đường cong tròn trịa trước mặt hắn. Tần Lạc dám lấy tên của lão bà tương lai của mình ra thể, ả ta hôm nay mặc quần lót hình chữ T màu đen. Mỗi cái nhấc tay nhấc chân của nữ nhân này đều tràn đầy vẻ dụ hoặc, một mỗi nơi trên cơ thể đều cực kỳ xinh đẹp.
Điều này đã sản sinh ra một áp lực rất lớn đối với Tần Lạc. Tần Lạc cầm lấy hợp đồng, nhưng không lập tức dở ra ngay, chuẩn bị mang về nghiên cứu. Hắn không phải là không tin Lệ Khuynh Thành, đây chỉ là thói quen cẩn thận của hắn mà thôi. Đối với những giấy tờ cần phải ký tên, nhất định phải đọc thật cẩn thận. Lệ Khuynh Thành cũng không bức Tần Lạc phải lập tức ký hợp đồng, người thông minh giao tiếp với nhau thì không cần phải nhiều lời. Cô ả từ trước đến giờ chưa từng nghĩ Tần Lạc là đồ ngốc. Còn có một chuyện phải thương lượng với cậu, cậu là chuyên gia về phương diện này, cậu cho rằng, phấn dưỡng cơ này nên định giá thế nào? Định giá, Tần Lạc ngẫm nghĩ, nói, cái này thực sự rất khó xác định. Tuy tôi không hiểu đạo kinh doanh, nhưng tôi cũng biết, sau khi trừ đi phí tốn, lại phải nhân với một tỷ lệ phần trăm thích hợp. Không dùng kim dũng làm nguyên liệu, phí tổn của mỗi bình đại khái khoảng 300 tệ. Nếu quy mô sau này có thể mở rộng ra một chút, phí tổn có thể sẽ được giảm thấp hơn một chút. Lệ Khuynh Thành thẳng thắn nói. Vậy thì để 600 tệ một bình đi. 600 tệ, Lệ Khuynh Thành mặt mày kinh ngạc nhìn Tần Lạc. Cao à, Tần Lạc xấu hổ hỏi. Lợi nhuận một phát đề cao lên gấp đôi, quả thực là hơi tham thật. Tôi thua cậu đó, Lệ Khuynh Thành cười nói. Cậu biết một bộ chăm sóc sắc đẹp bình thường trong thẩm mỹ viện của chúng tôi bao nhiêu tiền không? Không biết, Tần Lạc lắc đầu, hắn trời sinh đẹp trai, không cần dùng bộ chăm sóc sắc đẹp. 6.660 đồng, Lệ Khuynh Thành nói. Tần Lạc há hốc miệng, không nói nên lời. Chẳng lẽ những cô gái chạy tới thẩm mỹ viễn tiêu tiền đều ngốc hết rồi sao? Cậu quá xem thường năng lực tiêu pha của nữ nhân rồi. Hơn nữa, khách quen của chúng tôi chủ yếu là chuyên gia tiêu tiền, nếu định giá quá thấp, ngược lại sẽ khiến khách quen khinh thường sản phẩm. Vậy có thấy định giá bao nhiêu thì hợp lý? Tần Lạc hỏi lại. Lệ Khuynh Thành cười vũ mị, đôi mắt lẳng lơ lấp lánh có thần nhìn Tần Lạc, nói, tôi bảo người làm hai loại bao bì, một loại là hình nước, một loại là hình phấn. Hình nước có giá thấp, 9.999 tệ một bình. Hình phấn thì giá cao hơn, 1.6.660 tệ một bình. Cái này, Tần Lạc trừng mắt, có phải là ra giá quá cao không? Đúng. Không cao thì người khác sao chịu mua? Định giá quá cao, người khác sao lại nguyện ý tốn tiền để mua? Tần Lạc nghi hoặc hỏi. Cái này căn bản là không phù hợp với logic mà. Lệ Khuynh Thành giơ ngón tay ra lúc lắc trước mặt Tần Lạc, nói, tiểu đệ đệ à. Đối với tâm lý tiêu tiền của nữ nhân, cậu còn phải học hỏi nhiều. Sản phẩm chăm sóc sức đẹp giá trên 1.000 có nhiều lắm, sản phẩm của chúng ta đưa ra sẽ không khiến bọn họ chú ý, nếu giá cả cao hơn sản phẩm đồng loại. Ngược lại sẽ có thể hấp dẫn được sự chú ý của bọn họ. Hơn nữa, sản phẩm của chúng ta là bí phương độc nhất vô nhị. Tôi phi thường có lòng tin đối với nó. Nữ nhân căn bản sẽ không để ý đến đống tiền được ném ra đâu, chỉ cần có thể khiến bọn họ trở nên xinh đẹp hơn là được. Tần Lạc gật đầu, thấy Lệ Khuynh Thành nói cũng có lý, thế nhưng trong lòng vẫn hoài nghi. Nói, tôi phụ trách cung cấp phối phương, chuyện kinh doanh thì giao cho cô. Tôi tin tưởng cô có thể làm tốt. Tiểu đệ đệ. Chờ phát tài đi, Lệ Khuynh Thành cười tủm tỉm, nói. Sân bay quốc tế thủ đô, là sân bay cỡ lớn của Trung Quốc mới được thành lập 2 năm trước, được sử dụng rất nhiều tài liệu thủy tinh công nghiệp, toàn bộ sân bay giống như một căn phòng trong suốt khổng lồ, khiến người ta có cảm giác đại khí bàng bạc, lại rộng rãi sáng sủa, tính năng thu ánh sáng cực tốt. Tại đại sảnh ở sau sân bay quốc tế, hai người trẻ tuổi có khí chất bất phàm Trác Việt vô cùng hấp dẫn sự chú ý của người khác. Quản tự ở phòng thí nghiệm áo mặc không phải là rất được trọng dụng sao? 2 năm trước đã bắt đầu độc lập phụ trách hạng mục nghiên cứu, sao đột nhiên lại chạy về Yến Kinh? Một nam nhân tóc mái che mặt, đeo kính gọng đen, tướng mạo bình thường, nhưng lại tạo cho người ta một cỗ cảm giác âm nhu lên tiếng. Hạng người như quản tự, sao cam tâm cả đời làm việc cho người khác? Hắn sau khi tốt nghiệp bằng lòng ở lại Mỹ công tác, là muốn tích góp thêm chút vốn mà thôi. Xem ra, hắn hiện tại đã tích lũy đủ rồi. Một nam nhân mặc áo vest Armani, để tóc ngắn, đứng tại chỗ mà giống như một ngọn cây lên tiếng. Hắn trở về, Yến Kinh sẽ náo nhiệt hơn một chút. Nhớ lúc trước Lăng Tiếu yêu thầm quản tự, không biết giờ đã yêu người khác chưa? Nam nhân đeo kính mặt mày tươi cười nói. Đó là chuyện của bọn họ. Nam nhân tóc ngắn khóe miệng hơi nhếch lên. Đúng vậy. Không quan tâm đến việc của họ nữa, tôi cũng chỉ là muốn xem náo nhiệt mà thôi. Người tình của quần chúng về rồi, không phải là sẽ khiến cho đám nữ nhân lại minh tranh ám đấu giống như lúc trước sao? Có lẽ vậy,
Nam nhân tóc ngắn nói, giơ tay nhìn đồng hồ, nói, chắc là phải ra rồi. Vừa dứt lời, một nam nhân trẻ tuổi mặc áo sơ mi màu tối, bên dưới mặc một chiếc quần màu trắng ngà bước ra. Đây chính là một nhân vật cực kỳ chói mắt trong quần chúng, chỉ từ thần thái trong mắt những nữ nhân theo sau hắn là có thể nhìn ra điều đó. Tướng mạo của nam nhân này vô cùng anh tuấn, khuôn mặt gầy gò, vô cùng góc cạnh, sống mũi cao, mắt sâu, khuôn mặt phương Đông thuần túy, nhưng lại mang theo mỹ cảm của đàn ông phương Tây. Mặt hắn luôn mỉm cười, nụ cười này khiến người ta cảm thấy thân thiết tự nhiên, tư thế bước đi rất nhanh và vững vàng. Nói một cách thông tục, đây là một loại hình mà tiểu cô nương mười mấy tuổi cho đến phụ nữ ba bốn chục tuổi cũng đều thích. Tiên sinh, xin chào, tôi là hành khách ngồi ở bên trái anh. Xin hỏi, anh có thể để lại số điện thoại của anh không? Chúng ta cùng ở Yến Kinh cũng coi như là có duyên phận, tôi cảm thấy, có cơ hội thì chúng ta có thể cùng nhau đi uống chén trà. Một cô gái thanh tú, ăn mặc rất đẹp rốt cuộc cũng có đủ dũng khí, vào lúc sắp vượt ra khỏi miệng thì chạy tới xin số điện thoại. Nam nhân đó nhìn cô gái, nói với giọng thuần hậu và ôn hòa, tôi rất vui vì được uống trà với một cô gái xinh đẹp. Thế nhưng, vợ của tôi nhất định sẽ rất tức giận. Thần thái trong mắt cô gái lập tức trở lên ảm đạm, xấu hổ nói, xin lỗi đã làm phiền anh. Người nên nói xin lỗi phải là tôi. Chúc cô may mắn, nam nhân đó mỉm cười, gật đầu. Từ đằng xa, nam nhân đó nhìn thấy hai người bạn nhiều năm không gặp đang đứng đợi ở cửa. Hắn bước nhanh mấy bước, khi tới gần hai người bạn thì phân biệt đấm mạnh vào ngực của bọn họ một quyền. Động tác này có chút không hợp với khí chất của hắn, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác tình thâm ý trọng. Quả thực vậy, trên mặt hai người bị hắn đấm một quyền lộ ra một nụ cười chân thành. Quản tự, chào mừng cậu về nước, nam nhân tóc ngắn nói. Quản tự, kỳ thực tôi không hoan nghênh cậu trở về cho lắm. Cậu về rồi, tâm hồn của những cô gái đó sẽ bị cậu cướp đi hết. Sau này tôi muốn tìm một mỹ nữ để ra ngoài uống trà sợ rằng cũng không có cơ hội. Nam nhân đeo kính mỉm cười nói. Yên tâm đi, của tôi cũng là của các cậu. Đi nào, chúng ta về nhà, quản tự cười nói. Chương 69, danh vang y giới. Biết quan hệ của Lăng Vẫn và quản tự thân mật hơn một chút, cho nên Lý Lệnh Tây chủ động ngồi vào vị trí lái xe, quản tự và nam nhân tóc ngắn ngồi ở ghế sau. Quản tự đánh giá chiếc xe Mercedes kiểu mới, cười nói, Lệnh Tây, mấy năm không gặp, bắt đầu đi nhiều quen đường rồi à? Tôi nhớ là lúc trước cậu là fan trung thành của xe pó mà. Lý Lệnh Tây vừa khởi động xe vừa nói, quản thiếu, dù thế nào đi nữa thì hiện tại tôi cũng là một doanh nghiệp có tiếng ở Yến Kinh. Lái xe thể thao có chút không hợp. Hơn nữa, những xe mà tôi thích trước đây, hiện tại đột nhiên không còn cảm thấy thích nữa. Ngược lại bọn nhóc như Lăng Thiếu thì vẫn đi. Cậu lần này về, Lăng Thiếu khẳng định sẽ kéo cậu đi đua xe. Lăng Thiếu, cô bé đó hiện tại đã trưởng thành rồi ư? Quản tự quay sang hỏi Lăng Vẫn. Lăng Thiếu là em gái của Lăng Vẫn, đều là nhân vật khá sôi nổi của Lăng gia. Lăng gia dùng chính trị để lập nghiệp, nhiều năm trước cũng bắt đầu tham gia vào thương nghiệp. Trong mấy năm ngắn ngủi đã giành được thành tựu phi phàm. Đương nhiên, với tình hình thực thế của Trung Quốc, chỉ cần nắm được tài nguyên chính trị, một thằng ngốc cũng có thể kiếm được tiền. Tôi không dám nói với nó là hôm nay quản tự trở về, sợ rằng nó sẽ không chịu tới trường. Nó hiện tại đang học ở Đại học Yến Kinh học tài chính quốc tế. Lăng Vẫn hờ hững cười, nói tới em gái của mình, vẻ mặt vô cùng thương tiếc. Quản thiếu, Lăng Thiếu hiện tại không còn là một cô nhóc nữa rồi, đã trở thành một mỹ nữ có tiếng trong thành Yến Kinh. Hắc hắc, nhưng nó vẫn nhớ nhung không quên đối với cậu. Lý Lệnh Tây vừa lái xe vừa trêu chọc. Có hắn ở giữa khuấy động bầu không khí, giữa đám bám bè đã lâu không gặp không còn cảm thấy chút xa lạ nào. Ha ha, khi Lăng Thiếu còn nhỏ trông rất đáng yêu. Có thể tưởng tượng sau khi nó lớn lên nhất định sẽ trở thành một mỹ nhân rồi. Lăng Vẫn, sống trong quân đội có ổn không? Hiện tại chắc làm sĩ quan cấp tá rồi chứ? Mấy ngày trước mới được thăng lên làm trung tá. Người ta tăng một cấp phải mất mấy năm. Lăng Vẫn thăng cấp chẳng khác nào uống nhị hoa đầu. Sau này á, mấy tiểu thương chúng ta còn phải dựa vào Lăng Vẫn đó. Lý Lệnh Tây lại cướp lời. Nhanh thật, tiền đồ không thể hạn lượng. Quản tự vỗ vỗ vai Lăng Vẫn, khen ngợi. Lăng Vẫn cười cười không để tâm, nói với, quản thiếu lần này quay về có tính toán gì? Ở lại trong thời gian ngắn hay là chuẩn bị trường kỳ phát triển ở đây? Sống ở nước ngoài nhiều năm như vậy, chăng ở tổ quốc vẫn tròn hơn? Lần này quay về, không định rời đi nữa đâu, chuẩn bị làm một cái hạng mục nhỏ,
Quản tự than khẽ, nói. Trong lòng lại có chút lo lắng, mình lần này về nước phải gánh trách nhiệm quá nặng nề. Có thể thực hiện hay không thì vẫn chưa biết được. Có điều, vẫn đáng để mạo hiểm. Mình bị phòng nghiên cứu áo mặc nắm thóp, muốn phản kháng cũng không được. Hơn nữa, chi phiếu mà bọn họ đưa ra cũng thực sự là quá dụ người. Hạng mục gì, quản thiếu, nếu có mối thì cũng phải kéo chúng tôi theo với. Lý Lệnh Tây rất cảm thấy hứng thú, hỏi. Hắn cũng làm ăn buôn bán, tất nhiên muốn tìm những người có thực lực để hợp tác. Đối với năng lực của quản tự, hắn luôn luôn có lòng tin. Trong cái nhóm nhỏ của bọn họ, hắn luôn có địa vị lãnh đạo. Bất kể là mình hay là Lăng Vẫn, hay là đám người ở phòng thí nghiệm áo mặc đều luôn vây quanh hắn. Cho dù hắn rời khỏi Yến Kinh nhiều năm, cái nhóm nhỏ này vẫn tồn tại. Từ đó có thể thấy con người và năng lực xử lý của hắn có thể thuyết phục người ta như thế nào. Đây chính là mị lực của nhân cách, học cũng không được, Lý Lệnh Tây thầm nghĩ. Ngành y dược, không biết cậu có hứng thú không? Quản tự liếc Lý Lệnh Tây, cười nói. Ngành y dược, cái này được, ngay cả Bill Gates cũng từng nói, trong vòng mấy chục năm tới, nếu có người có tài phú có thể vượt qua tôi, nhất định là tới từ ngành công nghiệp công nghệ sinh học. Có hứng thú là tốt rồi, tới lúc đó coi như cậu có một phần. Quản tự nói, rất tốt, trợ thủ đầu tiên đã xuất hiện rồi. Cần gì thì cứ nói nhé. Lăng Vẫn mặt không chút biểu tình, nói. Yên tâm đi, tới lúc đó tất nhiên sẽ tìm cậu nhờ giúp đỡ. Quản tự nhìn Lăng Vẫn, gật đầu nói. Quản tự vừa xuống máy bay, cũng không tiện ngồi trong sẽ nói chuyện làm ăn. Lý Lệnh Tây cười nói, quản thiếu, nghe nói cậu ngày trước tại Đại học Harvard có một cô bạn gái xinh đẹp, còn là người của Yến Kinh chúng ta nữa, lần này không theo cậu về à? Lúc đó Lăng Thiếu nghe nói có chuyện này, còn nổi nóng một trận đó. Cô ấy, mắt quản tự tự biến thành suy tư. Chúng tôi đã nhiều năm rồi không gặp, nghe nói cô ta về Yến Kinh rồi. Ồ, Yến Kinh thành nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Sau này các cậu còn có cơ hội gặp mặt mà. Có lẽ vậy, hai tay quản tự đan vào nhau, giống như đang nắm một vật gì đó. Con mồi mà mình nhìn chúng, trước giờ chưa từng có ai có thể thoát được. XX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 
chứng tỏ trong nhà có khách tới thăm. Lâm Thanh Uyên đang pha trà, Vương Dưỡng Tâm và Uông Lão đang nói chuyện gì đó. Thị tuyến của bọn họ thỉnh thoảng lại hướng về tấm biển thần châm vương ở góc phòng khách. Hiển nhiên, đề tài của bọn họ có liên quan tới nó. Thấy Tần Lạc bước vào, Vương Dưỡng Tâm quay sang gật đầu với hắn. Nhớ tới biểu tình kiêu ngạo của mình khi lần đầu tới bái phỏng, trong lòng trăm ngàn cảm xúc đan xen. Đều nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Nhưng, dù thế nào cũng phải khiến mình đắc ý 30 năm. Vương Dưỡng Tâm ở trước mặt Tần Lạc thì ngay cả 30 ngày cũng chưa đắc ý tới thì đã bị Tần Lạc đánh bại. Loại cảm giác như đang từ trên cao ngã xuống này là khiến người ta khó chịu nhất. Uông Lão đứng dậy, cười ha ha nói, Tần Lạc ơi, tôi quả nhiên không nhìn lầm. Cái mà cậu xử ra chính là Thái Ất Thần Châm Chính Tông. Không lên tiếng thì thôi, lên tiếng một cái là ai cũng phải kinh hãi. Mới mấy ngày không gặp đã chạy tới tháo biển của Thần Châm Vương mang về rồi. Tần Lạc nhìn Vương Dưỡng Tâm, khiêm tốn nói, là Vương Đại Ca đã nhường cho. Vương Dưỡng Tâm xua tay nói, năng lực của tôi biết, tôi quả thực không bằng anh. Lưng mang danh dự của gia tộc, tôi sẽ không nhường người khác ở loại chuyện như thế này đâu. Nhìn từ bên ngoài, những lời này của hắn giống như là thoát ra từ nội tâm. Mấy tiếng ngắn ngủi, Vương Dưỡng Tâm đã học được loại ý chí hào sảng của gia gia hắn. Ngũ Long Châm Pháp của anh cũng rất không tồi. Tôi cũng từ trong đó học được không ít điều hay. Tần Lạc cười nói, người khác kính hắn một thước, hắn sẽ kính người ta một trượng. Người khác khinh hắn một trượng, hắn sẽ khinh lại mấy chục trượng. Vương Dưỡng Tâm cười khổ, nói, đáng tiếc là tôi căn bản không có cách nào học được thần châm của anh. Nói thật, khi anh chữa trị tới người thứ năm, tôi mới phát hiện mỗi lần anh xuất châm thì mũi châm đều hơi run run, lúc đó, tôi mới dám xác định là anh đang dùng Thái Ất Thần Châm. Gia gia ta tôi lúc trước đã giảng giải cẩn thận phản ứng bên ngoài khi thi châm Thái Ất Thần Châm, nhưng thực sự là không tin nổi vào mắt mình. Ha ha, các anh đừng khiêm nhường nữa. Anh hùng xuất thiếu niên, khi chúng tôi bằng các cậu, còn đang theo đít sư phụ bưng trà rót nước đó. Nào, ngồi xuống đi, uống trà. Lâm Thanh Nguyên tâm tình rất tốt, lão luôn coi Tần Lạc là cháu rể tương lai của mình, thấy hắn có được thành tích như vậy, trong lòng tất nhiên là cảm thấy kiêu ngạo vì hắn. Đúng vậy.
chúng ta già rồi. Giới trung y sau này là thiên hạ của các cậu. Uông lão cũng rất cảm thấy cao hứng vì giới trung y có những nhân tài ưu tú như thế này. Tôi tới là muốn trưng cầu ý kiến của cậu về một việc. Đợi khi Tần Lạc ngồi xuống, Vương Dưỡng Tâm liền lên tiếng. Chuyện gì vậy? Tần Lạc hỏi. Có phóng viên muốn phỏng vấn anh, còn có rất nhiều đồng đạo muốn bái phỏng truyền nhân của Thái Ất Thần Châm. Không có sự cho phép của anh, tôi và Gia Gia không dám nói cho bọn họ biết thân phận và địa chỉ của anh. Anh thấy thế nào? Phỏng vấn tôi, vì sao lại muốn phỏng vấn tôi? Tần Lạc mặt đầy nghi hoặc hỏi. Tin tức Thái Ất Thần Châm có truyền nhân đã bị người ta truyền bá ra rồi. Còn có nhiều bệnh nhân chứng kiến nữa, tất nhiên sẽ dẫn tới chú ý của giới truyền thông và đồng đạo. Không dưới 10 công ty truyền thông đã nhận được tin tức. Trong tiệm thuốc Thần Châm Vương của chúng tôi chật kín người, đều là những ký giả hy vọng tìm được tin tức của anh và đồng đạo muốn tới bái phỏng. Gia Gia đang tiếp đãi bọn họ, tôi từ cửa sau lén chạy tới đây tìm anh. Vương Dưỡng Tâm vẻ mặt phiền muộn nói. Thần Châm Vương tại Yến Kinh đỉnh đỉnh đại danh, tất nhiên được người ta cực kỳ quan tâm. Thế nhưng tấm biển Thần Châm Vương ngày hôm nay lại bị người ta tháo xuống. Điều này dẫn tới sự nghị luận suy đoán của vô số người. Một truyền 10, 10 truyền 100, tất cả mọi người đều biết chuyện đã có người khiêu chiến Thần Châm Vương, đồng thời thắng được tấm biển Thần Châm Vương bài. Có thể nói là, chuyện này đã dẫn tới một cơn địa chấn trong giới quốc y của Yến Kinh. Đầu tiên là một số ký giả của báo chí và tạp chí y học tới săn tin tức, sau đó ngay cả Yến Kinh Nhật Báo, Yến Kinh Đô Thị Báo cũng tới. Nhưng ông cháu họ Vương lại từ chối không nói thân phận và địa chỉ của Tần Lạc, chỉ nói là hắn đột nhiên tới cửa khiêu chiến. Những ký giả này tất nhiên là không tin, cứ ngồi lại ở chỗ lão nhân Vương tu thân. Hy vọng có thể kiếm được chút tin tức. Tần Lạc suy nghĩ một chút, nói, tạm thời tôi không muốn nhận lời phỏng vấn của các công ty truyền thông. Nếu như hắn tiếp nhận rồi phỏng vấn, tất nhiên sẽ lên báo đài, TV, trở thành danh nhân nhà nhà đều biết. Đương nhiên, Tần Lạc cũng không bài xích chuyện trở thành danh nhân. Thế nhưng, nếu như vậy tất sẽ mang tới rất nhiều bất tiện trong sinh hoạt của mình. Hơn nữa, còn có thể ảnh hưởng tới việc dạy học hàng ngày của hắn. Tôi biết là anh khẳng định sẽ nghĩ như vậy. Vương Dưỡng Tâm cười nói, có điều, có một chuyện mà anh không thể từ chối. Chuyện gì? Không biết là ai đã để lộ phong thanh, những người đồng đạo đã biết chuyện 3 ngày nữa cậu sĩ tỉ thí y thuật với gia gia của tôi. Cho nên, bọn họ đều yêu cầu tới lúc đó có thể chứng kiến ở hiện trường. Gia gia không thể cự tuyệt, chỉ đành đáp ứng bọn họ. Nói vậy, thân phận của tôi vẫn sẽ bị bại lộ ư. Tần Lạc cười khổ, nói. Gần như vậy, Vương Dưỡng Tâm nói, từ lúc anh tháo đi tấm biển Thần Châm Vương của Vương gia thì nên chuẩn bị cho chuyện này. Với y thuật của anh, muốn không nổi danh cũng khó. Tần Lạc suy nghĩ kỹ càng một lát, cảm thấy hắn nói rất chính xác. Có những người giống như là con đom đóm trong đêm, bọ rùa trong ruộng, luôn luôn rực rỡ gây chú ý. Phong tao như hắn có muốn giấu cũng giấu không được. Chương 70, Nam nhân tự tin. Trong phòng hội nghị khói thuốc mịt mù, Tần Lạc an tĩnh ngồi ở trong góc. Đây là hội nghị lớn đầu tiên mà hắn tham gia sau khi tới Đại học Trung Y Dược làm giáo sư. Hơn 30 trung y lão sư của toàn khoa đều tề tựu đông đủ. Tuy Quách chủ nhiệm không hút thuốc, nhưng trong khoa lại có mấy lão sư nghiện thuốc. Quách Nhân Hoài nhíu mày, dùng ngón tay gõ gõ bàn, nói, các nam đồng chí dập thuốc đi. Có nữ đồng chí ở đây, mọi người giữ ý một tí. Lời chủ nhiệm nói không thể không nghe, một số lão sư có tư cách cũng nhao nhao dập những điếu thuốc hoặc dài hoặc ngắn vào gạt tàn. Quách Nhân Hoài rất thỏa mãn với biểu hiện của mọi người. Mở bản ghi chép ở trước mặt mình ra, nói, hôm nay triệu tập mọi người tới đây, là có 2 chuyện muốn thương lượng với mọi người. Chuyện đầu tiên là đoàn đại biểu của trường Đại học Thiên Sâm của nước Mỹ muốn phỏng vấn trường học của chúng ta. Công tác tiếp đãi đoàn đại biểu lần này do trường học thống nhất an bài. Nhưng đối phương chỉ đích danh muốn tham quan học viện Chu Y Dược của chúng ta. Hơn nữa, có khả năng có muốn dự thính tiết học của một lão sư. Người ngoại quốc có thể nghe hiểu Trung Văn ư? Có lão sư đưa ra nghi vấn. Bọn họ cho dù có thể nghe hiểu Trung Văn thì cũng chẳng nghe hiểu Trung Y. Có người cười nói. Đúng vậy, tùy tiện lôi bọn họ tới một phòng học, cũng khiến cho bọn họ nghe đến ngớ người. Quách chủ nhiệm lắc đầu, sắc mặt trở nên trầm trọng, các người nghĩ vậy là sai rồi. Lần này đội trưởng của đoàn đại biểu Đại học Thiên Sâm là bác sĩ Rách. Tôi đã đọc qua tư liệu giới thiệu về ông ta là một bác sĩ khoa não rất có tiếng ở nước Mỹ. Có thể nói tiếng Trung lưu loát.
quan trọng hơn là, ông ta cũng có chút nghiên cứu về trung y. Chuyện đoàn đại biểu lần này tới tham quan học viện trung y dược của chúng ta, chính là ông ta đề xuất. Các đồng chí không thể không cảnh giác, nếu bị người Mỹ chê cười, mặt mũi của chúng ta còn biết để vào đâu. Lãnh đạo cấp trên cũng sẽ đề xuất phê bình đối với biểu hiện của khoa chúng ta. Nói không chừng còn có người phải gánh trách nhiệm vì chuyện này đấy. Nghe Quách chủ nhiệm nói như vậy, tất cả mọi người đều thu lại vẻ cười cợt trên mặt. Cảm thấy những người nước ngoài lần này là có chuẩn bị mà đến. Mọi người nói đi, lão sư nào có lòng tin dạy tiết của mình, không cho đám người ngoại quốc đó xem thường chúng ta. Quách chủ nhiệm phát huy đầy đủ chế độ dân chủ, mặt mày tươi cười hỏi. Tôi dạy trung y dược cơ sở lý luận, tôi có lòng tin có thể giảng tốt. Nhưng, cái này không có biện pháp biểu hiện ưu thế của trung y chúng ta trước mặt những người Mỹ đó. Có lão sư lên tiếng giải thích, bắt đầu tách mình ra khỏi cái chuyện phiền phức này. Tôi dạy ôn bệnh học, cũng không đủ tính thực tiễn. Tôi thì muốn chuẩn bị tốt một chút, tẩy lễ tinh thần cho bọn họ một lần, nhưng tôi lại dạy học thuyết các nhà. Ánh mắt của Chu lão sư quét qua mặt Tần Lạc, lên tiếng, tôi cảm thấy, tiết học của lão sư Tiểu Tần rất có tính đại biểu. Trung y chẩn đoán học mà, có thể chẩn đoán cho những vị khách quý của chúng ngay tại lớp, nhất định có thể làm cho đám người nước ngoài đó chấn động. Chu lão sư đẩy Tần Lạc ra không phải là muốn tốt cho hắn, mà hắn biết rằng, loại chuyện này thuần túy là làm chỉ tốn sức chứ chẳng có lợi lộc gì. Không có danh dự và phần thưởng thì cũng không sao, nhưng nếu biểu hiện không đủ để khiến đám người Mỹ đó hài lòng, có thể sẽ bị trường học trừng phạt. Quan trọng là đám người Mỹ đó cực kỳ thích soi mói. Hơn nữa, nói không khéo thì họ sẽ không hài lòng, rồi sẽ trực tiếp nói cho lãnh đạo của mình biết. Lãnh đạo không được nở mặt nở mày trước đám người ngoại quốc, tất nhiên sẽ khiến người tối tăm mặt mũi. Lúc trước cũng có lão sư muốn mượn cơ hội này để thể hiện trước mặt người ngoại quốc, thế nhưng, mỗi một lần đều thảm bại mà về. Đúng, Tần lão sư rất khá, lúc anh ta vừa tới đã chẩn đoán cho học sinh cả lớp. Y thuật rất cao minh mà. Đúng vậy, Tiểu Tần lão sư tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Có thể gánh vác được trọng trách này. Tôi cũng đồng ý để Tần lão sư chủ giảng. Quách Nhân Hoài sắc mặt bình tĩnh nhìn Tần Lạc, hỏi, Tần lão sư, ý kiến của mọi người tương đối nhất trí. Đều đề cử anh giảng một tiết thực tiễn cho khách nhân nước Mỹ cho chúng tôi. Anh có vấn đề gì không? Tần Lạc ngẩng đầu nhìn lão sư đang ngồi, sau cũng, ánh mặt chiếu lên người Quách chủ nhiệm, cười nói, nếu không ai có ý kiến gì khác thì cứ để tôi giảng đi. Cổ nhân nói, dĩ sở bất dục, vật thi vô nhân. Đã không muốn thì chớ đẩy cho người khác. Chút mánh khóe này của bọn họ không lừa được Tần Lạc. Chuyện mà bọn họ không muốn làm thì cực lực cổ vũ mình đi làm. Thực sự là vô cùng đáng hận. Ai, Tần lão sư, anh nói vậy là không đúng rồi. Ai mà không muốn thể hiện trước mặt khách ngoại quốc chứ? Nhưng bọn tôi đi giảng những thứ mang tính lý luận, bọn họ có thể nghe hiểu được ư? Chúng tôi sao lại không muốn làm chứ? Chúng tôi rất muốn làm, nhưng chúng tôi nhường cho cậu cơ hội này, là muốn chiếu cố cho người trẻ tuổi. Đúng vậy, người trẻ tuổi phải biết nắm cơ hội. Tần Lạc híp cười nói, lời của các vị tôi nghe hiểu rồi. Các vị không phải là không muốn làm, là làm không tốt. Đã như vậy, thì tôi phải cảm tạ sự tài bồi của các vị lão sư rồi. Sao cậu lại nói vậy? Có ý gì đây? Cậu là người mới, có tư cách gì mà nói những lời đó? Chu vẻ mặt tức giận mắng. Người trẻ tuổi này đúng là vô pháp vô thiên, hoàn toàn không nể mặt bọn họ gì cả. Quách Nhân Hoài thấy trong phòng hội nghị hơi bắt đầu ầm ĩ, lấy tay vỗ vỗ bàn, nói, mọi người yên lặng. Chúng ta là thảo luận, không phải bảo các người cãi nhau. Thấy mọi người yên tĩnh, Quách Nhân Hoài nói, nếu tất cả mọi người đã đồng ý để Tần lão làm chủ giảng, Tần lão sư cũng không phản đối. Vậy chúng ta sẽ thống nhất xác định, đến lúc đó sẽ do Tần lão sư chủ giảng. Tần lão sư quay về chuẩn bị cho tốt đi, đến lúc đó lãnh đạo của khoa có thể sẽ tới dự thính, đây là cơ hội rất tốt để thể hiện. Tần Lạc cười cười, lại cúi đầu xuống quan sát vân tay của mình. Chuyện thứ hai có liên quan tới việc tham gia hội thảo nghiên cứu trung y dược Trung Quốc. Hội thảo nghiên cứu trung y dược Trung Quốc mỗi năm một lần đều là thịnh hội của giới trung y chúng ta. Tới lúc đó tham gia hội nghị không chỉ có các giáo sư của các học viện trung y dược toàn quốc, còn có một số y học quốc thủ tới từ dân gian. Quách Nhân Hoài ánh mắt lướt qua mặt các vị lão sư đang ngồi ở bàn tròn hội nghị trước mặt, cười nói, khoa trung y dược của trường Đại học Y khoa Thủ đô chúng ta cũng lại một lần nữa nhận được lời mời của người tổ chức đại hội, cho chúng ta hai suất tham gia đại hội. Hơn nữa,
trong hai lão sư tham gia đại hội của trường chúng ta còn có một người phải chuẩn bị phát biểu thật tốt. Các lão sư bắt đầu thì thầm với nhau, nhao nhao nghị luận xem người nào có tư cách tham gia đại hội lần này. Rất rõ ràng, đây là một cơ hội lộ mắt phi thường hiếm có. Tham gia hội nghị y học có tính toàn quốc, lại được phát ngôn trước mặt các đồng đạo trung y nổi danh nhất Trung Quốc, bản thân chính là một sự tình vô cùng vinh diệu. Hơn nữa, tới lúc đó còn có lãnh đạo của Bộ Giáo dục và quan chức của Bộ Vệ sinh. Nếu có thể nhân được sự khen tặng của thượng cấp, thăng chức chính là một chuyện hết sức đơn giản. Chỉ cần là người hơi có tư cách tham gia hội nghị lần này, trong lòng đều bắt đầu suy tính. Chỉ có Chu lão sư là cúi đầu ngồi như lão vọng buông câu, trước khi mở họp, lão đã tìm Quách chủ nhiệm rồi. Quách chủ nhiệm đã đáp ứng cho lão một cái danh ngạch. Quách chủ nhiệm lại gõ bàn một lần nữa, cười nói, mọi người yên lặng. Chúng ta trước tiên xác định chuyện nhân tuyển tham dự hội nghị đã, như vậy đi, tôi đề nghị một nhân tuyển trước. Mọi người có thể phát biểu ý của mình thoải mái. Nghe thấy Quách chủ nhiệm muốn đề xuất nhân tuyển, ánh mắt của mỗi người đều chiếu về phía lão với vẻ chờ mong. Tần Lạc cũng ngẩng đầu lên, muốn biết xem Quách chủ nhiệm sẽ đề xuất ai. Chu lão sư là người có tư cách trong khoa chúng ta, có thâm niên dạy học, trình độ nghiên cứu trung y cũng khá cao. Tôi đề cử ông ấy tham gia hội nghị, mọi người có ý kiến gì không? Mọi người đều biết Chu lão sư và Quách chủ nhiệm có quan hệ thân thiết, bình thường Quách chủ nhiệm đều luôn chiếu cố đến lão. Chu lão sư cũng là được yêu mến mà kiêu ngạo, trong phòng làm việc cũng luôn rất huênh hoang. Tôi không có ý kiến. Chu lão sư là cũng là cái đích mà mọi người đều hướng tới. Đinh lão sư là người biết a dua nịnh hót nhất trong phòng làm việc lên tiếng phụ họa trước tiên. Đúng vậy, Chu lão sư có nghiên cứu chuyên sâu đối với nội kinh, nhất định có thể đại biểu cho khoa của chúng ta đưa lên một bài diễn giảng có quy cách cao trong đại hội. Lý lão giả có quan hệ khá thân với Chu lão sư cũng lên tiếng khẳng định. Cấp cho Chu lão sư một danh ngạch, chúng tôi cũng không có ý kiến. Phó chủ nhiệm Liêu Ngọc Phong của khoa cũng gật đầu đồng ý. Chủ nhiệm hết lòng, phó chủ nhiệm không phản đối. Chuyện này cũng chẳng khác nào một câu đã định, những lão sư khác cũng không phải kẻ ngốc, tất nhiên nhao nhao hưởng ứng, thuận nước dong thuyền. Được, vậy nhân tuyển đầu tiên đã được xác định là Chu lão sư. Quách Nhân Hoài rất hài lòng với thái độ của mọi người. Chúng ta có hai danh ngạch, mọi người nói xem. Còn nhân tuyển nào nữa? Tôi đề nghị Lý lão sư, ông ấy là lão sư của Học viện Trung y Dược có tư cách nhất. Tôi đề nghị Đinh lão sư, ông ấy lần trước không phải là có một bài luận văn được công bố trên báo chí y học cấp toàn quốc sao? Có thể trực tiếp đưa bài luận văn đó làm bài phát ngôn. Tôi đề nghị Thái lão sư, y cổ văn của ông ấy đã từng được Lý Bộ trưởng biểu dương. Tôi cảm thấy nên cho ông ấy một danh ngạch. Mọi người thi nhau nói. Ý kiến không đồng nhất, nhân tuyển thứ hai đã rơi vào trạng thái khó đẻ. Quách chủ nhiệm nhìn Liêu Ngọc Phong phó chủ nhiệm ở bên cạnh, chuẩn bị phát ngôn ủng hộ nhân thủ mà hắn đề xuất. Dẫu sao thì vừa rồi lúc mình đề cử Chu lão sư, hắn rõ ràng đã tỏ thái độ ủng hộ. Có qua có lại, mình theo lý nên giúp hắn một lần. Còn có ai có ý kiến bất đồng không? Quách Nhân Hoài lần thứ hai nhìn khắp toàn trường, cất tiếng hỏi. Có, Tần Lạc ngẩng đầu lên, cao giọng nói. Quách Nhân Hoài nhíu nhíu mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra. Hắn thấy tên tiểu tử này đúng là khắc tinh của mình. Lão rất ghét tên Tần Lạc này, nhưng lại không thể không dùng hắn. Mà tính tình và cách thức xử sự của hắn rất có vấn đề, nói năng khắc bạc, làm việc thì nhỏ nhen, quan trọng nhất là hắn kiêu ngạo bất tuần, thực sự không phải là một thuộc hạ hợp cách. Tần lão sư, anh muốn đề nghị nhân tuyển ư? Quách Nhân Hoài trầm giọng hỏi. Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu. Anh muốn đề nghị ai? Quách Nhân Hoài nghĩ thầm, bất kể là mày đề nghị ai, tao cũng sẽ phủ quyết hắn. Bất kể là thế nào, cũng không cho mày có cơ hội kết bè kết phái ở trong Học viện Trung y Dược. Tôi đề nghị chính tôi, Tần Lạc nghiêm trang nói, không hề giống như đang nói đùa. Lý luận cơ sở của Chu lão sư tương đối vững chắc, thế nhưng, đến lúc đó trong những người tham gia hội nghị, người có lý luận cơ sở vững chắc nhất định có rất nhiều. Cũng chưa chắc có thể từ trong đột vây mà ra. Hơn nữa, mỗi lần khi trên đài giảng thứ gì đó buồn chán, người bên dưới nghe kiểu gì cũng lơ mơ buồn ngủ. Tần Lạc không để ý đến ánh mắt giết người của Chu lão sư, tiếp tục nói, nhưng, tôi thì lại khác. Tôi là lão sư tốt nhất của Học viện Trung y Dược. Hơn nữa, tôi có đầy đủ năng lực thực tiễn cực mạnh. Điểm này, mọi người có ý kiến gì không? Tôi có thể đại diện cho trường đi giảng thứ gì đó mới mẻ và hữu dụng.
Nếu như trường cấp danh ngạch này cho tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của chư vị lãnh đạo đối với tôi, sẽ làm rạng danh Đại học Y khoa thủ đô của chúng ta. Mọi người đều trợn tròn mắt, quay sang nhìn nhau. Đã từng thấy người không biết thế nào là xấu hổ, nhưng chưa từng gặp ai không biết xấu hổ đến mức này. Người khác đều cân nhắc nhau, tán tụng nhau. Hắn thì khác, trực tiếp vỗ mông ngựa cho bản thân mình luôn. Chương 71, khiêu chiến châm vương, 1. Thấy tất cả mọi người đều không nói lời nào, có chút lạnh nhạt nhìn hắn, Tần Lạc cũng hiểu được có chút không có ý tứ. Dù gì đó cũng chỉ là lời nói thật lòng của mình mà thôi, đâu có gì gọi là quá khoa trương cơ chứ. Tần Lạc quét mắt nhìn mọi người một lượt, nói, nếu như mang cái danh ngạch kia cấp cho ta, hơn nữa để ta đi tham gia hội nghị, ta nhất định có thể trở nên nổi tiếng. Khi đó Trung Y Dược Học Viện sẽ trở nên hùng mạnh, lãnh đạo cũng mở mày mở mặt. Mọi người thấy thế nào? Không thể được, Chu lão sư đệ là người đầu tiên nhảy ra phản bác. Nguyên bổn Quách chủ nhiệm dự định cử hắn là đại biểu thủ đô Trung Y Dược Học Viện đi ứng thí, hắn làm sao cam tâm để người khác tranh mất vị trí được đây? Người dựa vào cái gì mà đòi làm đại biểu cho chúng ta? Người dù sao cũng làm sư phụ được vài ngày, trình độ như người lấy đâu ra kinh nghiệm giáo học phong phú đây? Ngay cả vốn liếng thụ khóa cũng không có, lấy gì mà diễn giảng? Quách chủ nhiệm nhìn thấy Chu sư phụ càng nói càng kích động, tâm lý có phần ảo não. Vẻ lo lắng trên mặt lão cũng biểu hiện rõ ràng, hiển nhiên khiến cho những người khác nhìn thấy được ý tứ của hắn trong chuyện lên tiếng tại đại hội này. Lão cố ý ho khan một tiếng, chặn ngang lời Chu lão sư, chúng ta từ trước tới giờ vẫn thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Ta vừa rồi đã nói, mỗi người đều có thể lựa chọn bầu cho người mình cảm thấy thích hợp. Quách Nhân Hoài đưa mắt liếc Tần Lạc một cái, rất nhanh đảo tới phương khác, tiếp tục nói, Tần sư phụ cho rằng mình chính là người thích hợp nhất, cái này cũng không có gì là không đúng. Những người tuổi trẻ, đối với bản thân mình có chút tự tin cũng là chuyện tốt. Chúng ta cũng không hề có quy định gì ngăn cấm việc tự ứng cử chính bản thân mình. Như vậy đi, bây giờ tất cả mọi người đưa ra đề nghị của mình, sau đó chúng ta bầu chọn dựa trên số phiếu. Mỗi người lấy một tờ giấy trắng, sau đó viết tên người mà mình lựa chọn lên đó. Cuối cùng sau khi kiểm phiếu, ai có số phiếu nhiều nhất chính là người được tham dự đại hội. Quách Nhân Hoài vừa dứt lời, mọi người bắt đầu lấy giấy bút hí hoáy viết tên. Sau khi nộp lại phiếu, kiểm tra xong, cũng không có gì ngoài ý muốn xảy ra, Tần Lạc bị rớt. Hắn căn bản chỉ có một phiếu bầu, có lẽ đó chính là lá phiếu hắn bỏ cho chính mình. Quách Nhân Hoài cầm tập phiếu trong lòng có chút cười lạnh nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ nghiêm trang, chúng ta trước sau vẫn kiên trì thực hiện chế độ dân chủ, công bằng cho mỗi người một cơ hội. Hai vị sư phụ chúng cử nhất định phải chuẩn bị cho thật tốt, làm rạng danh y khoa thủ đô, làm vẻ vang cho đệ nhất Trung Y Học Viện chúng ta. Những sư phụ không được lựa chọn cũng không nên vì thế mà buồn bực, sau này vẫn còn nhiều cơ hội. Hội giải tán, Tần Lạc đi theo sau đám người hướng tới phòng làm việc. Chu sư phụ, chúc mừng chúc mừng. Với danh tiếng của ngươi, lần này lên tiếng nhất định khiến cho các trường khác phải im miệng rồi. Đúng vậy, chúng ta cùng đợi Chu sư phụ thể hiện thần oai. Chu sư phụ vẫn luôn là kỳ vọng của chúng ta. Không để cho hắn đi thì cho người nào đi đây? Trong khi những người xung quanh không ngớt lên tiếng nịnh bợ, Chu sư phụ quay đầu lại quét mắt nhìn Tần Lạc rồi lại quay sang mấy người bên cạnh nói, đương nhiên phải là ta rồi. Có thể ta không mang được vinh quang về nhưng ít nhất cũng sẽ không bị mất mặt. Làm người phải tự biết mình là ai chứ? Tần Lạc nghe vậy cũng chỉ cười nhạt, không nói gì. Nhưng là, ta không phục, Tần Lạc tự nói với mình ở trong lòng. Hội thảo nghiên cứu về Trung Y nên là nơi tụ hội của những người yêu quý Trung Y, có tâm với tương lai của Trung Y. Luôn luôn vì sự phát triển mạnh mẽ của Trung Y mà phấn đấu. Chứ không phải như bây giờ, nơi đây đã trở thành một sân khấu để các bậc lãnh đạo tranh quyền đoạt lợi. Truy đuổi lợi ích là điều hiển nhiên trên đời này, nhưng là, người cũng nên truy đuổi bằng năng lực thực sự của mình. Trong mắt của Tần Lạc, Chu sư phụ này chính là một gã vô tích sự. Rất bất đắc dĩ bị người như thế giành quyền đại biểu khiến hắn vô cùng buồn bực. Tấm biển thần châm vương bài mặc dù đã bị Tần Lạc chiến thắng nhưng thực tế hắn cũng chưa thể thay thế được vị trí của thần châm vương trong mắt mọi người. Tần Lạc ngồi xe đi tới thần châm vương điếm, hắn vẫn nhìn thấy khách tới đây xem bệnh nườm nượp không dứt. Người chờ khám bệnh ngồi chật kín phòng chờ, tất cả các ghế ngồi đều không còn chỗ trống. Danh tiếng thần châm vương sau bao nhiêu năm tích lũy mới được như hôm nay, bọn họ hiển nhiên cũng không vì một lần đánh cuộc thua mà giảm đi danh khí.
Tần Lạc vừa mới đi vào đại sảnh thì có một nữ nhân viên tiến tới chào hỏi hắn. Người này nhìn một cái liền nhận ra đây chính là kẻ lần trước chạy tới hạ biển của bọn họ, vẻ mặt có chút bất thiện, ngươi lại tới đây làm gì? Ta tới để khiêu chiến cùng lão bản của các ngươi. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Lại muốn khiêu chiến, nữ tiếp tân vẻ mặt kinh ngạc. Lần trước hắn đến khiêu chiến đã lấy đi trấn điếm chi bảo thần châm vương bài biển của bọn họ. Lần này, hắn lại muốn lấy đi cái gì đây? Đúng vậy, cùng vương lão tiền bối. Tần Lạc gật đầu. Lúc đầu vương tu thân lão gia từng nói 3 ngày sau sẽ khiêu chiến tiếp, nhưng hôm nay vương dưỡng tâm lại mới gọi điện thoại, yêu cầu hắn đến thần châm vương y quán để tỉ thí. Dù sao, tại đây có nhiều người bệnh, có thể thực hiện tỉ thí rất tốt. Tần Lạc cảm thấy lời lão nói có chút ý tứ, nhưng cũng không hề phản đối. Hơn nữa, vương tu thân lại là một tiền bối hắn rất kính trọng, đương nhiên đáp ứng tới nhà người ta để ứng thí. Nữ nhân viên tiếp tân nọ đang muốn tìm cách đẩy hắn ngồi chờ lâu lâu một chút, đột nhiên nhìn thấy tổng giám đốc vương dưỡng tâm bước nhanh xuống lầu, vừa cười vừa nói, Tần Lạc, người đã đến rồi. Gia Gia đang chờ ngươi ở trên lầu. Phiền huynh đài, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Không cần khách khí, ta đưa ngươi đi. Vương dưỡng tâm nhiệt tình đáp lời. Hắn hình như đã không còn bị đả kích bởi bóng ma Tần Lạc nữa rồi, thái độ đối đãi không hề có ngạo ý, ngược lại còn có chút thân cận. Đi theo vương dưỡng tâm, Tần Lạc được dẫn tới một phòng khám bệnh VIP. Trong phòng có 4 lão già đang ngồi trên ghế xa vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Tần Lạc tiến vào, mấy cặp mắt đều đồng loạt hướng lên người hắn. Bạch y bạch khố mặt hồng vương tu thân từ ghế xa đứng lên, đi nhanh tới chỗ Tần Lạc vừa cười vừa nói, Tần Lạc, chúng ta đã mấy ngày không gặp rồi nhỉ? Vừa đúng 3 ngày, Tần Lạc cũng cười nhẹ đáp lời. Ha ha! Bởi vì ta vẫn luôn chờ mong được cùng người trẻ tuổi này tỉ thí nên ngược lại có cảm giác thời gian trôi thật chậm. Nếu không có dưỡng tâm nhắc nhở, ta cũng tưởng rằng đã vài năm trôi qua rồi. Vẻ mặt vương tu thân có chút gượng gạo cười lớn. Làm cho tiền bối đợi lâu, Tần Lạc khiêm nhường nói. Bản thân hắn có sự kính trọng với người trước mặt, đương nhiên phải bảo trì lễ phép cơ bản. Kiến tài tâm hỉ, chờ được tỉ thí mà lâu một chút ta cũng nguyện ý, ha ha. Tần Lạc. Lúc này ngươi cũng không được tái tàng tư liễu, phải tận lực xuất ra bản lãnh chân chính của mình. Vương tu thân trịnh trọng vỗ vỗ bả vai Tần Lạc. Nhất định sẽ toàn lực, Tần Lạc gật đầu cười. Đến đây, ta giới thiệu một chút 3 lão đầu này cho ngươi. Lão chỉ vào một gương mặt gầy gò, thoạt nhìn có chút nghiêm khắc, đây là Yến Kinh đệ nhất Trần Cốt đại sư Cố Bách Hiền. Một đôi diệu thủ cứu người vô số. Cố lão hảo, Tần Lạc hướng tới Cố Bách Hiền vấn an. Lão chỉ gật gật đầu. Coi như chào hỏi xong. Lão Cố này tính tình hơi quái một chút, ngươi cũng đừng có để ý. Vương tu thân thấy Cố Bách Hiền lạnh nhạt với Tần Lạc liền lên tiếng an ủi. Không có gì, Tần Lạc nhẹ nhàng nói. Thiên tài cùng quái vật có nhiều điểm tương đồng. Có chút tài hoa trong người đương nhiên đều là các dạng cổ quái rồi. Ví dụ như chính mình, rất thích khi không có việc gì thì nhởn nha trên đường phố ngắm nhìn mỹ nữ và vân vân. Vương tu thân nhìn thấy vẻ mặt Tần Lạc không có gì biến hóa. Không có bộ dáng phật lòng, liền gật đầu tỏ vẻ thưởng thức. Tiếp đó lão chỉ vào một lão già mật mạc khác nói, đây là đệ nhát chảo lão Trác. Vô luận bất cứ thành phần trung dược như thế nào, lão này chỉ cần một chảo, chuẩn xác luôn. Không nhiều, không ít, chưa từng thất bại. Hắn rất có danh tiếng trong việc khai đơn thuốc, có cơ hội ngươi nên tham khảo thêm. Lão mặt béo cười ha ha nhìn Tần Lạc, vẻ mặt đầy thiện cảm, Tần Lạc hả, nghe vương lão đầu nói ra ra ngươi chính là dược vương Tần Tranh. Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu. Ôi, Tần lão đã nhiều năm không rời núi. Lão nhân gia có khỏe không vậy? Vẫn khỏe, thay mặt gia gia cảm ơn Trác lão. Tần Lạc lấy địa vị vãn bối, vẻ mặt đầy cảm kích tạ ơn. Cảm ơn cái gì hả? Lão Trác ta có thể coi như một nửa đồ đệ của dược vương lão nhân gia. Sau này nếu có cơ hội nhất định sẽ đích thân đi bái phỏng. Lão Trác này cũng là một người đại danh đỉnh đỉnh ở y giới Yến Kinh. Có nghiên cứu rất sâu về các phương thuốc trung y. Tại Yến Kinh có rất nhiều quý nhân, danh nhân, phú gia đều là người bệnh của hắn, thậm chí hắn còn là thường vụ của Hiệp hội Trung y Dược. Nhưng khiến mọi người ngạc nhiên chính là lão lại mở miệng nói mình là nửa đệ tử của Tần Tranh kia. Đủ thấy địa vị dược vương không phải là nhỏ. Chắc chắn sẽ có cơ hội mà. Tần Lạc rất có hảo cảm với lão mập này, vừa cười vừa trả lời. Cuối cùng vương tu thân chỉ vào một người ra tay đen ngăm, hai mắt sâu hóm. Mũi lại cao ngất, vị này chính là hỏa quán vương Quách Húc Xanh. Châm kim rút quán, bệnh tình giảm một nửa.
hỏa quán của lão Quách này sinh ý so với thần châm vương của ta tốt hơn rất nhiều. Quách lão hảo, Tần Lạc cười cười với Quách Húc Sinh. Hắn đối với hỏa quán cũng có chút nghiên cứu, nhưng đây lại là môn mà hắn yếu nhất, hiển nhiên không có nhiều điều để nói với lão này. Hảo, hy vọng ngươi có thể để ta chứng kiến một chút phong thái của Thái Ất thần châm. Lão nhân vừa cười vừa nói, trong mắt lộ rõ thần thái kích động. Hiển nhiên, hắn cũng là vì xem Thái Ất thần châm mà tới. Ba người, có thể coi là giám khảo, cũng đã giới thiệu xong hết rồi. Vương Tu Thân hướng tới Tần Lạc với vẻ mặt xin lỗi, nguyên bổn ta cũng không muốn làm cho chuyện này phức tạp thêm, chúng ta chỉ là hai người luận bàn một chút là đủ rồi. Chỉ là không hiểu mấy lão già này từ đâu nghe phong thanh được tin này, nhất định chạy tới đòi kiến thức phong thái của Thái Ất thần châm. Ôi, đều là mấy lão già hỏa chí cốt, ta cũng không thể cự tuyệt bọn họ. Ta nghĩ thôi thì cứ để họ xem một chút, cũng nhân tiện chỉ điểm thêm cho chúng ta. Không có vấn đề gì, Tần Lạc thản nhiên nói. Lão Vương, Tần Lạc đây cũng không thèm để ý, vậy mà ngươi lúc nào cũng giấu giấu giếm giếm là sao? Đừng có dài dòng nữa, bắt đầu luôn đi. Lão già mặt tròn cười ha hả nói. Vậy được, bắt đầu thôi. Vương Tu Thân nói, Tần Lạc, lúc trước ta nói muốn cùng ngươi tỉ thí châm cứu, nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý rồi. Cháu của Dược Vương, đương nhiên là cao thủ toàn năng rồi, cho nên chúng ta sẽ so đấu ba trận. Đầu tiên so đoạn trần bệnh, tiếp theo so dược tề cấp thuốc, cuối cùng mới so châm cứu. Ngươi cảm thấy thế nào? Không thành vấn đề, Tần Lạc vẫn giữ vẻ mặt tươi cười. Hắn biết, mấy lão đầu này đang muốn trắc nghiệm toàn diện năng lực của mình đây mà. Chương 72, khiêu chiến châm vương 2. Vương Dưỡng Tâm vẫn đang đứng đợi ở cửa, một nam thanh niên mặc Âu phục màu đen bước tới. Vương Tổng, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Nam nhân thấp giọng báo cáo. Tốt lắm, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Vương Dưỡng Tâm nói rồi khoát tay, nam nhân nọ rất nhanh rời đi. Nghe như đang chuẩn bị một việc gì vô cùng trọng đại và bí mật. Lúc này Vương Dưỡng Tâm mới đẩy cửa phòng VIP ra, vẻ mặt có chút cười, ra ra, hết thảy đã chuẩn bị tốt. Có nên bắt đầu luôn chưa vậy? Tần Lạc, còn vấn đề gì nữa không? Vương Tu Thân xoay người hỏi ý kiến Tần Lạc. Không còn vấn đề gì nữa. Tần Lạc cười nói. Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Trận đầu hai ta so đoạn trần, vẫn giống như lần trước, lấy chính người bệnh ở đây để tiến hành trần trì. Ta dù sao cũng là chủ, phòng khám này là của vương gia chúng ta, để tránh ngươi có hiểm nghi, tất cả người bệnh đều do ngươi chọn. Ngươi thấy thế nào? Hết thảy tùy theo vương lão an bài. Tần Lạc vui vẻ đáp. Hắn biết, dựa theo thân phận và địa vị của Vương Tu Thân, hẳn là sẽ không mưu lợi gì mấy cái trò này. Nếu như hắn truyền ra ngoài, sẽ là một sự đả kích chí mạng với danh dự của lão. Hơn nữa, cho dù thế thì sao? Trước mặt y thuật cao minh, mọi âm mưu quỷ kế sẽ đều chỉ là hổ giấy. Vương Dưỡng Tâm nhấc điện thoại bấm bấm, lập tức có người mang tới danh sách bệnh nhân đăng ký khám. Ngươi hãy chọn trước đi. Vương Tu Thân vì muốn chứng minh mình trong sạch, chủ động yêu cầu Tần Lạc chọn số. Số 16, Tần Lạc ngẫu nhiên nói một số. Vương Dưỡng Tâm nghe vậy lập tức tìm số thứ tự 16 trên danh sách. Lý Khoa, nam. 36 tuổi, Vương Dưỡng Tâm đọc thông tin ứng với số 16. Xin mời người này lên đi, cô Bách Hiền nói. Rất nhanh từ dưới tầng có một nữ nhân viên đưa một nam nhân hai tay ôm bụng, vẻ mặt nhăn nhó vào phòng VIP. Nam nhân nọ vừa bước tới cửa phòng thì thấy ở trong có nhiều lão già như vậy, vô cùng ngạc nhiên, dừng lại quay sang nữ nhân viên kia hỏi, cô gái, có phải chúng ta nhầm phòng không vậy? Tiên sinh, xin chúc mừng ngài. Lão viện trưởng của chúng ta cùng với mấy vị chuyên gia đây sẽ tự mình hội chẩn giúp ngài. Cô nhân viên kia nở một nụ cười nhẹ lên tiếng. Chuyện gì xảy ra vậy? Ta mắc bệnh gì sao? Sao phải hội chẩn nghiêm trọng vậy? Nam nhân trên mặt cứng đờ, gấp đến độ chút nữa khóc thành tiếng. Hắn tưởng rằng mình gặp bệnh gì khó có thể cứu chữa, chỉ còn chờ thượng đế lão nhân ra tới đưa đi. Tiên sinh, là như thế này. Lão viện trưởng của chúng ta mỗi tháng có một ngày xuất chẩn. Tháng này lại đúng ngày hôm nay. Mà trong ngày này sẽ lựa chọn người bệnh ngẫu nhiên từ trong danh sách đăng ký tiến hành chữa trị, hơn nữa mọi chi phí đều được miễn. Không phải trước đó đã có chuẩn bị hay là năng lực của cô nhân viên này rất cao, thoáng một cái đã lên tiếng giải khai nghi hoặc và sợ hãi của người bệnh nọ. Như vậy sao? Nam nhân lúc này mới lộ vẻ tươi cười, thống khoái nói, như vậy thực phiền toái cho mấy vị chuyên gia rồi. Hắn cũng nhìn bộ dáng mấy lão đầu kia, có vẻ y thuật rất cao. Nếu được bọn họ đích thân chữa trị, nhất định rất nhanh thuốc đến bệnh tiêu.
hơn nữa, lại còn không đòi tiền khám chữa. Ngu gì mà không thử. Vương Tu Thân gật đầu, quay sang Tần Lạc nói, ngươi xem mạch trước đi. Tần Lạc đi tới, đang muốn cầm tay trung niên kia thì hắn đột nhiên giãy ra, thu tay lại. Các ngươi không phải vừa nói sẽ do lão viện trưởng chữa bệnh cho ta sao? Như thế nào lại phái một thực tập sinh đến? Nam nhân trung niên lộ rõ vẻ tức giận. Hắn lúc này cảm giác như mình đã bị lừa gạt. Đừng nói chuyện, tránh bệnh tình thêm nặng. Tần Lạc quét mắt nhìn hắn một cái, nói. Trung niên nam nhân bị đe dọa, lập tức ngậm miệng. Lúc này Tần Lạc chẩn mạch khá lâu, mất 2-3 phút đồng hồ. Hơn nữa, trong lúc xem mạch hắn đồng thời đánh giá ngũ quan cùng biểu chứng của người bệnh. Nhìn trong khóe mắt nam nhân lộ nhiều tơ máu hồng, khóe miệng nhiều vết khô nứt, hắn đã hiểu rõ chứng bệnh, liền buông lỏng cổ tay, an tĩnh đứng một bên. Sau khi Tần Lạc chẩn mạch xong, Vương Tu Thân đi tới cầm cổ tay nam nhân xem xét một lúc. Một lát sau, cả hai người đều đã chẩn mạch xong, Cố Bách Hiền đứng hỏi, hai vị có gì muốn hỏi người bệnh nữa không? Không có, Tần Lạc lắc đầu. Ta cũng không có, Vương Tu Thân vừa cười vừa nói. Xem ra cả hai người đều đã tính trước, chỉ dựa vào vọng và thiết trong trung y tứ chẩn, vọng văn vấn thiết, nhìn nghe hỏi sở đã biết được nam nhân nọ bị bệnh gì. Nếu như vậy, hai vị có thể cùng viết chẩn đoán của mình ra giấy. Để gia tăng mức độ khó, ta đề nghị cả hai người đồng thời viết ra cả phương thuốc luôn. Trong phòng sớm đã có người chuẩn bị giấy và bút mực, Tần Lạc và Vương Tu Thân đi tới cái bàn ngồi xuống hí hoáy viết. Vương Tu Thân nét chữ mạnh mẽ hữu lực, tốc độ mau lẹ. Sở trường của lão chính là thảo thư. Tuy nhiên, tầm mắt mọi người lại bị hấp dẫn về phía Tần Lạc, kể cả Vương Dưỡng Tâm cũng không phải ngoại lệ. Chỉ thấy cổ tay Tần Lạc nhẹ nhàng chuyển động, những nét chữ xinh đẹp phiêu du lần lượt hiện ra trên giấy. Nét chữ đặc biệt thanh mảnh, tiêu sái phiêu giật, như nước chảy mây trôi, lưu loát thoải mái. Tất cả mọi người đều cảm thấy hắn giống như đại danh gia thư pháp Tô Thức. Với tuổi này của hắn mà có được phong thái như vậy, thật đáng khen. Hảo tự, chỉ dựa vào chữ viết này đủ để được mọi người khen ngợi rồi. Lão mặt đen Cố Bách Hiền là người đầu tiên lên tiếng tán thưởng. Đẹp, thật sự là đẹp a, không hổ danh xuất từ trung y thế gia. Lão Trác cũng vỗ tay khen hảo liên tục. Tuổi còn trẻ mà có thể viết bút lông đẹp như vậy, thật đúng là hiếm thấy. Hỏa quán Vương Quách Húc Sinh cũng mỉm cười tán thưởng. Cả mấy vị trung y tiền bối đều lên tiếng tán thưởng khiến tâm lý Tần Lạc không khỏi cười nhẹ trong lòng. Mặc dù hắn không biết gì về computer, không biết ca hát, không dám uống rượu, không biết lái xe, nhưng là mấy cái ca hội gì gì đó không phải là ai cũng có thể học dễ dàng sao. Đặc biệt ở thời đại này, nghệ thuật viết chữ đã sớm bị máy tính này nọ thay thế. Có thể viết tay được đẹp như vậy, thực sự là rất hy hữu. Vương Tu Thân viết xong đơn thuốc của mình, cũng quay sang tờ giấy của Tần Lạc, cảm thán mà nói, chỉ tính về khía cạnh chữ viết, với những nét chữ thanh thoát thế này, lão hủ tự nhận thua một thành. Tần Lạc buông bút lông, cười nhẹ khiêm tốn, khiến cho các vị tiền bối chê cười rồi. Với thủ bút này của ngươi, không ai dám chê cười. Cố Bách Hiền giọng vẫn rất khô khan nhưng ai nghe cũng thấy lão vẫn giữ ý tán thưởng. Bây giờ chúng ta hãy xem đơn thuốc đã. Lão mặt béo cười ha ha nói. Ba người mang đơn thuốc của cả Tần Lạc và Vương Tu Thân để gần nhau cùng nghiên cứu. Một lúc sau Cố Bách Hiền nói, chẩn đoán tương tự. Đều là nộ động can hỏa, lại thêm ngoại cảm, trong bụng bị chướng, táo bón. Nhưng việc khai đơn thuốc lại có bất đồng lớn. Lão Trác nói, lão Vương khai đơn là uy linh tiên, trọng điểm nhằm vào chữ thông, nhất thông bách thông, thân nhẹ khí sảng, bệnh trừ hỏa tiêu, cũng là một phương pháp kỳ diệu. Tần Lạc khai đơn là đại thừa khí thang, bất quá cũng bỏ thêm vài vị uy linh tiên dược phẩm. Quách Húc Sinh quay sang nhìn Tần Lạc hỏi, phương thuốc này có phải hơi mạnh một chút không? Đại thừa khí thang nguyên vốn là có tác dụng thông lạc điều khí, ngươi lại bỏ thêm vài vị tiết dược, không phải càng khó vãn hồi sao? Tần Lạc liếc nhìn vẻ mặt mờ mịt của nam bệnh nhân một cái kia rồi nói, uy linh tiên có tác dụng thông kinh lạc, điều khí. Cái này có thể kích động dược lực của đại thừa khí thang. Dược lực được phát huy mạnh mẽ, chứng bụng theo đó cũng sẽ tiêu tan nhanh. Tác dụng của uy linh tiên giống như dùng diêm châm lửa, không phải vậy sao? Bốn người đều là trung y bắt đầu. Nghe Tần Lạc nói xong ai cũng trầm ngâm suy nghĩ. Người suy nghĩ cẩn thận nhất chính là Vương Tu Thân, lão cũng là người đầu tiên vỗ đùi cười lớn, không sai. Vừa uống vừa xoa, dùng vậy thật sự thần diệu. Ván này ta nhận thua. Mặc dù dược lực rất mạnh nhưng quả thật cách làm này có thể thu được kỳ hiệu.
Lão Trác cũng gật gù. Cô Bách Hiền nói, so với Uy Linh Tiên, đại thừa khí thăng quả thật có thể trì nhanh hơn, nhưng là đối với thân thể người bệnh cũng sẽ có ảnh hưởng hơn một chút. Ván này ta cho rằng ngang tay mới đúng. Tần Lạc cũng gật đầu tán thành, đơn thuốc này của ta mặc dù có một chút sáng kiến, nhưng cũng sẽ khiến người bệnh bị nhiệt một chút. Ván này hòa. Được, ngươi đã nói như vậy, ta đây cũng không chối từ. Ván này chúng ta coi như hòa, Vương Tu Thân sảng khoái nói. Vừa rồi mặc dù là một trận nhưng cũng không khác hai trận là mấy, chẩn đoán cùng phương thuốc. Chẩn đoán là ngang tay, phương thuốc cũng ngang tay, nhưng đó là lấy chẩn đoán làm chính, phương thuốc làm phụ. Lần thứ hai này sẽ lấy phương thuốc làm chính, chẩn đoán làm phụ để tiến hành. Sau khi Cố Bách Hiền nói ra quy tắc trận đấu thứ hai, Vương Dưỡng Tâm lần nữa cho người mang danh sách bệnh nhân tới. Lúc này Vương Tu Thân vẫn để cho Tần Lạc chọn người. Nhưng Tần Lạc lại cự tuyệt, vì vậy Vương Tu Thân lên tiếng chọn số 9. Trương Bối Bối, nam, 2 tuổi, Vương Dưỡng Tâm cầm đăng ký đọc lên. Hài tử, tất cả mọi người đều không nghĩ tới lựa chọn lần này lại ra một người bệnh nhỏ tuổi như vậy. Có muốn đổi lại hay không? Vương Dưỡng Tâm hỏi. Vương Tu Thân khoát khoát tay, nói, mau mời bệnh nhân lên đây đi. Không lâu sau một phụ nữ trẻ ôm một hài tử đi lên. Hài tử kia nhìn béo béo mập mập, trông giống như một con thỏ con rúc vào lòng mẫu thân không ngừng khóc. Chuyện gì xảy ra vậy? Tần Lạc hỏi. Cảm mạo dẫn tới viêm phế quản. Người phụ nữ trẻ cố gắng ôm chặt hài tử, không cho hắn dãy giụa, vẻ mặt lo lắng trả lời. Bệnh tình đã biết, việc còn lại chính là khai đơn thuốc. Vương Tu Thân ngồi trên ghế, rất nhanh viết ra một đơn thuốc. Tần Lạc tiến tới tiếp nhận hài tử từ tay người phụ nữ trẻ, vuốt vuốt lưng, âu yếm nói, chú ý giữ ấm, uống nhiều nước đun sôi. Thường xuyên giúp hài tử xoa bóp sau lưng, vành tai, cánh tay, lòng bàn tay, bắp đùi, bắp chân. Lực đạo thật nhẹ, mỗi lần 15 phút, mỗi ngày 3 đến 5 lần. Trước và sau khi ăn xong 1 giờ không được làm, tới khi khả năng miễn dịch của hài tử đề cao sẽ không phát sinh tình huống như vậy nữa. Rất thần kỳ. Sau khi Tần Lạc xoa bóp một lúc, hài tử lại ngừng khóc, vẻ mặt an tĩnh hưởng thụ khép vào ngực hắn, bộ dáng lười biếng, mơ màng buồn ngủ. Cảm ơn người mẹ lộ rõ vẻ cảm kích. Nghe xong Tần Lạc nói, Vương Tu Thân đang cầm bút khai đơn đột nhiên dừng lại. Vẻ mặt lão thử ra chốc lát, nhìn lại phương thuốc đang viết trên bàn, cười khổ nói, ván này ta thua. Thua mà tâm phục khẩu phục. Chương 73, Nam Nhi một lạy tạ ơn thầy.